chương 271, câu lạc bộ Kim Kiều. Ở con đường không sao ủy ban thường vụ tỉnh Yến Bắc, Phương do Mỹ chờ chiếc Mercedes-Benz của tiêu phàm đến. Trước đây, biệt thự số 17 ủy ban thường vụ tỉnh Yến Bắc chỉ có Phương Lê và hai nhân viên phục vụ gia chính ở. Nhiều vũ đình tiếp tục làm việc ở thủ đô, Phương do Mỹ vẫn học trường trung học Khải Minh ở thủ đô, anh trai cô đi làm, không có ý định chuyển đến thành phố Thiết Môn. Bí thư Phương ở tỉnh Yến Bắc cũng xem như một mình cô quả, liên quan đến việc sắp xếp ăn ở của Bí Thư Phương, bên tỉnh Yến Bắc thật ra có mấy phương án lựa chọn. Nhà khách văn phòng tỉnh ủy tỉnh Yến Bắc tất nhiên hoan nghênh Bí Thư Phương vào Ủy ban Thường vụ tỉnh ở. Bên Sở Công an lại hy vọng Bí Thư Phương vào ở khu ký túc cán bộ Sở Công an. Ủy ban Chính trị Pháp luật lại có ý kiến khác, đề nghị Bí Thư Phương tạm thời ở khách sạn Kim Thuấn Thiết Môn, Suy xét nhiều quản lý không thể đến thiết môn chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bí thư Phương thì ở khách sạn Kim Thuẫn là thuận tiện hơn, sinh hoạt hàng ngày có thể sắp xếp nhân viên phục vụ chăm sóc. Cuối cùng Phương Lê chọn sống ở ủy ban thường vụ tỉnh ủy. Ủy ban thường vụ tỉnh ủy đại diện cho trung tâm quyền lực của tỉnh Yên Bắc. Theo đề nghị của văn phòng phụ trách cán bộ ủy ban chính trị pháp luật, ở khách sạn Kim Thuẫn tất nhiên là thuận tiện hơn về mặt sinh hoạt, nhưng không tránh khỏi bị hạ thấp còn ở khu ký túc cán bộ sở công an thì vốn dĩ Phương Lê chưa hề nghĩ đến. Vốn dĩ chức vụ của ông ta là ủy viên thường vụ kiêm bí thư ủy ban chính trị pháp luật, giám đốc sở công an chỉ là kiêm nhiệm. Việc này quyết không thể lầm lẫn. Kiêm nhiệm một thời gian trước, đợi sau khi chỗ đứng vững chắc, mới tính đến việc bỏ kiêm chức giám đốc sở công an. Đối với cán bộ từ cấp cơ sở từng bước từng bước lên cấp mà nói, thì giám đốc sở công an là chức vụ thực quyền, tuyệt đối không dễ dàng, từ bỏ. Đối với Phương Lê lại không cần thiết, nhiều năm nay Phương Lê vẫn làm công tác phối hợp điều động cao ốc Kiến Linh, công việc mang tính kỹ thuật rất cụ thể, còn tốt hơn giao cho cán bộ nghiệp vụ xử lý. Phương Lê không hề muốn bị định vị chức giám đốc sở công an như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con gái nhìn dặm xa xôi từ thủ đô về thiết môn thăm mình, Phương Lê rất vui. Phương Do Mỹ cũng không nói chuyện mất túi cho Phương Lê, cô hiểu rõ ràng chuyện này không hề đơn giản phương lê công việc quá bận không mảy may phát hiện con gái có gì khác thường kéo cửa xe mercedes ben ngồi vào ghế phụ phương do mỹ khẽ thở phào chuyện lớn như vậy mà giấu phương lê lâu như thế cô bé quả thật đứng ngồi không yên với cái tuổi này thường không giấu được chuyện trong lòng nếu tiêu phàm còn không đến cô bé muốn phát riêng mất bọn họ liên lạc với anh chưa anh định xử lý thế nào phương do mỹ vội vàng hỏi thân người nhỏ nhắn không kìm được nghiêng về phía tiêu phàm hai mắt long lanh tròn to tiêu phàm giơ tay xoa đầu cô cười yên tâm đi đã liên lạc với anh lâu rồi bọn họ còn vội hơn em đấy có thể không vội được sao ở nhà ga lấy một cái túi mà người sở hữu cái túi này là thiên kim tiểu thư nhà bí thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh ủy bọn chúng rốt cuộc là ai vậy lại dám theo dõi em phương do mỹ liền nhíu mày nhỏ miệng hầm hừ tức giận Phương do Mỹ tuy còn ít tuổi, chưa có kinh nghiệm xã hội, nhưng chuyện này chỉ cần phân tích sơ sơ đã có thể biết nội tình rất phức tạp. Lần đầu cô một mình đến thiết môn, vừa đến nhà ga liền bị lấy mất túi. Nếu không có cuộc điện thoại của Đồng Thiên lỗi sau đó, còn nói là trùng hợp, có cuộc điện thoại kia thì chuyện rõ ràng là đặc biệt nhằm vào cô. Xem ra từ khi cô xuất phát ở thủ đô đã có người theo dõi rồi. Yên tâm, túi của em sẽ không sao, sẽ nguyên vẹn về với chủ. Tiêu Phàm vừa nói vừa đạp chân ga, chiếc Mercedes từ từ chạy, hòa vào dòng xe cộ. Anh biết em không phải lo lắng chuyện này. Phương Do Mỹ mím môi, Tiêu Phàm luôn dỗ dành cô như một đứa trẻ, điều này làm Phương Do Mỹ rất khó chịu. Dù cho cô đã từng tuyên bố trước mặt mọi người, mình là bạn gái Tiêu Phàm, nhưng cũng không có tác dụng. Kể cả bản thân Tiêu Phàm, chẳng ai coi, lời tuyên bố của cô là chuyện nghiêm chỉnh. Những chuyện khác em càng không phải lo lắng em nghĩ Phương Thúc Thúc sẽ không xử lý được những chuyện này sao? Phương Do Mỹ liếc hắn một cái, bĩu môi, nói: Anh không lo lắng, không lo lắng mà vội vàng đến đây làm gì? Đừng có nói với em là anh đặc biệt đến thăm em đấy, em càng không thể tin đâu. Tiêu Phàm lập tức nghẹn lời. Đừng nhìn Phương Do Mỹ ít tuổi, cái đầu hoạt động không chậm chút nào. Tiêu Phàm quyết định đích thân đến thiết môn giải quyết chuyện này chính là có phần lo lắng Phương Lê không tiện ra mặt. Ít nhất có hơn phân nửa là đến đây vì em." Một lúc, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Câu này cũng không sai, suy cho cùng Phương Do Mỹ còn nhỏ, Tiêu Phàm hoàn toàn không mong muốn cô xuất hiện quá nhiều với đám người Đồng Thiên Lỗi. Trong suy nghĩ của Tiêu Phàm, Phương Do Mỹ hoàn toàn không nên tiếp xúc với những người như vậy, những việc như vậy. Phương Do Mỹ lại ngơ ngẩn một lúc, cắn nhẹ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên sáng ngời, đôi mắt to đen lấy dạng rỡ. Sau khoảng nửa tiếng, chiếc mercedes ben xuất hiện trước cửa đại sảnh hội sở kim kiều hội sở kim kiều là nơi sa hoa đẳng cấp lớn nhất của thành phố thiết môn nằm khuất trong vùng non xanh nước biếc theo tiết lộ của nhân viên quản lý trong hội sở bố cục của hội sở kim kiều phỏng theo bố cục của ban thường vụ tỉnh ủy chi tiết cụ thể thế nào nhân viên quản lý nội bộ đó cũng không muốn tiết lộ bất kể thế nào nếu thật sự bị ban an ninh tỉnh ủy truy cứu thì rắc rối cũng không phải nhỏ tất nhiên đây chỉ là một mánh khóe Việc kinh doanh của câu lạc bộ Kim Kiều sở dĩ bốc lửa như thế, chủ yếu nhất vẫn là vì thiết bị cơ sở vật chất vô cùng cao cấp, nhân viên phục vụ ai cũng xinh xắn, đẹp trai. Hơn nữa câu lạc bộ Kim Kiều là tài sản dưới chướng tập đoàn lỗi thạch, rất nhiều người đến hội sở Kim Kiều tiêu tiền vì nể mặt đồng lão đại. Muốn giao lưu, làm ăn với các hạng người ở thiết môn thì việc có quan hệ tốt với đồng lão đại là rất cần thiết. Chưa nói đến tập đoàn lỗi thạch, tài sản hùng hậu, thế lực vững chắc thương nhân làm ăn nếu chẳng may gặp bất chắc, nếu có quan hệ tốt với đồng lão đại thì việc mấy chục vạn cũng không phải chuyện khó. Tất nhiên, lãi suất chắc chắn phải cao hơn ngân hàng. Ai dám vay nợ không trả, phiền phức cũng là không nhỏ. Ngoại trừ việc đó, câu lạc bộ Kim Kiều thỉnh thoảng còn lộ ra một chút, khách nhân thần bí, nghe nói đều là cán bộ lãnh đạo các cấp, không chỉ có lãnh đạo cấp quận, lãnh đạo thành phố cũng không ít, thậm chí còn có cả lãnh đạo cấp tỉnh. Những cán bộ lãnh đạo tiêu tiền khiêm tốn này, xem chừng có một phần là những người đứng sau lưng của đồng lão đại. Ở thủ đô, Tiết Gia không được coi là nhà quyền thế nhất, nhưng ở tỉnh Yến Bắc thì lại rất ghê gớm. Một số việc trong tỉnh hoặc trong thành phố, nếu không phải quá phiền phức, chỉ cần nhân vật quan trọng của Tiết Gia chịu lên tiếng thì cơ bản chẳng còn vấn đề gì nữa. Chưa kể đến việc Tiêu Tiên Sinh có thật sự là bạn trai của Phương do Mỹ hay không, chỉ nói riêng đến một mình Phương Đại Tiểu Thư, cũng đáng được Đồng Thiên Lỗi đón tiếp long trọng ở Kim Kiều Hội. Phương do Mỹ bước xuống Mercedes-Benz mới phát hiện có một chiếc ô tô nội địa rất bình thường đỗ ngay sau xe Mercedes. Phương do Mỹ không hay biết, vừa rồi chiếc xe này chạy theo xe Mercedes đến đây. Một cô gái đeo kính trẻ trung nhã nhận từ trên xe bước xuống, trông đúng như người đẹp trí thức, một mẫu nữ thư ký văn phòng cho chủ tịch hội đồng quản trị công ty lớn. Không phải người rất thân thiết với đường Nguyên thì thật khó mà liên hệ giữa cô gái xinh đẹp yểu điệu, mặc bộ quần áo đen, đeo kính đổi mồi tinh xảo trước mặt với, nhị đương gia của tập đoàn trộm mộ lớn nhất phương bắc ngay cả phương do mỹ đều ngơ ngẩn một chút mang theo ý tứ trưng cầu nhìn về phía tiêu phàm tiêu phàm khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói đây là đường huyên bạn anh em gọi chị đi phương do mỹ lập tức ngoan ngoãn bước lại cười cười chào đường huyên chị đường huyên xin chào phương tiểu thư xin chào tính đường huyên dịu dàng mỉm cười khẽ cúi đầu chào phương do mỹ giữ quy cách của nữ thư ký khá nghiêm ngặt. Muốn gì thì sẽ diễn ấy. Đây là thói quen từ trước đến nay đường huyên yêu cầu đối với chính mình. Ba đại đương gia của Yên Chi xã, ai cũng có tuyệt chiêu riêng biệt, đường huyên và Tống Hoàn đều không phụ thuộc vào Uyển thiên thiên. Chị, chị đang làm ở đâu? Chúng ta hình như chưa bao giờ gặp nhau nhỉ, chị là bạn của anh Tiêu Phạm à? Phương do Mỹ quan sát kỹ đường huyên, miệng không ngừng hỏi han đối với bất cứ cô gái nào xuất hiện cạnh tiêu phàm nhất là cô gái đẹp phương do mỹ bây giờ cũng ngập đầy cảnh giác bất kể người khác có thừa nhận hay không ít nhất bản thân phương do mỹ nhất định phải tuân thủ cam kết mình phải trở thành bạn gái của tiêu phàm mới được lời nói chính miệng mình nói ra không thể không giữ lời phương tiểu thư nhất thiếu nhiều bạn bè như thế tạm thời cô cũng không thể ai cũng biết hết phải không đường huyên khẽ cười ánh mắt lấp lánh dường như cảm thất phương do Mỹ rất thú vị. Tạm thời không biết, không có nghĩa sau này cũng không biết. Mặt cô bé vẫn cười cười, nhưng trong giọng nói lại không tránh khỏi có một chút ghen tuông. Thế nào mà những cô gái bên cạnh tiêu phàm đều xinh đẹp như vậy? Trần Dương là mỹ nữ, đường huyên này lại là mỹ nữ. May là cô bé chưa gặp Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên và Cơ Khinh Sa, nếu không lòng dạ đố kỵ, ghen tuông không biết còn dối rắm thế nào nữa đường huyên cầm bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của phương do Mỹ, vỗ nhẹ nhẹ, lại nháy mắt với tiêu phàm, vẻ tinh nghịch, láo lỉnh. Xem ra vẻ ngoài, thành thật của tiêu phàm có thể gây cảm tình của không ít người đẹp. Tiêu phàm đành phải làm như không nhìn thấy. Lúc này, một người đàn ông trung niên trong trang phục Tây Âu, đeo kính gọng vàng bước nhanh ra đón, tươi cười hỏi tiêu phàm. Tiêu tiên sinh phải không? Là tôi, ngài là. Tiêu phàm gật gật đầu với người đàn ông trung niên. Ai ra, xin chào tiêu tiên sinh, tôi họ hạ, là người phụ trách kim kiều hội, theo dặn dò của đồng tiên sinh, ở đây tiếp đón tiêu tiên sinh và phương tiểu thư. Cô đây chính là phương tiểu thư sao, xinh đẹp quá. Giám đốc hạ này, vừa nhìn là biết khéo ăn nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Giám đốc hạ, xin chào. Tiêu phàm khẽ xoa cầm, vẻ mặt lãnh đạm. Chào ngài, chào ngài, tiêu tiên sinh, đồng tiên sinh đã ở trong kia chờ mấy vị đại giá quang lâm rồi trước thái độ đắn đo khó dễ của tiêu phàm giám đốc hạ lơ đi như không thấy miệng liên tục mời tiêu phàm phương do mỹ và đường huyên vào trong xem ra đồng thiên lỗi dường như rất lễ nghi chu đáo đồng tiên sinh bận bịu nhỉ đường huyên đi sau tiêu phàm và phương do mỹ nói một câu như rất vô tình đồng thiên lỗi lại không đích thân ra đón tiêu nhất thiếu hơi nằm ngoài dự đoán của đường huyên xem ra đồng lão đại đến bây giờ vẫn chưa rõ thân phận thật sự của tiêu phàm chương 272, trận chiến lớn. Giám đốc Hà cũng là tương đối nhanh nhạy, nghe vậy lập tức liếc nhìn đường huyên một cái, mang theo ý kinh ngạc và ý trưng cầu được che giấu rất tốt. Rất rõ ràng, vị đường tiểu thư thư ký này của tiêu phàm là của trách lễ nghĩa của đồng thiên lỗi không đủ chu đáo. Thế nhưng, giám đốc Hà vẫn chưa nhận được, nhắc nhở, gì hơn nữa từ phía đường huyên. Đầu đuôi ngọn nguồn của cả sự việc, đừng nói là đường huyên, cho dù là Uyển Thiên Thiên cũng biết được không thật rõ ràng đại đương gia yên chi xã trên giang hồ dĩ nhiên thanh danh hiền hách nhưng làm thế nào mà hiểu được tấm màn bên trong bàn cờ của giới chính trị đây đường huyên cho rằng đồng thiên lỗi cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn chủ yếu vẫn là bởi địa vị giang hồ của tiêu phàm ngay cả cơ khinh xa ở tần quan đều chỉ nghe lệnh của tiêu phàm đồng thiên lỗi có cái tư cách gì để kiêu ngạo đây bất kể đồng thiên lỗi ở thiết môn có tài giỏi như thế nào cũng không thể sánh nổi với uy danh hiền hách của cơ gia trong thế giới bắc kinh yến bắc càng không cần nói đến tiêu phàm là con cháu dòng dõi của tiêu gia. Giám đốc hạ mặc dù có chút hoài nghi, cũng chưa từng tìm hiểu sâu. Mấy vị khách trẻ tối nay là có lai lịch như thế nào, giám đốc hạ cũng không rõ ràng. Nhưng mà, đồng lão đại đưa ra lễ tiết đã rất cao rồi, làm tổng giám đốc của câu lạc bộ Kim Kiều, không phải người nào đều có thể làm cho lão hạ ông đích thân đại giá đi đến cửa nghinh tiếp. Theo quy định, nội bộ của câu lạc bộ Kim Kiều ít nhất phải là cán bộ lãnh đạo có quyền từ cấp phó giám đốc sở trở lên mới có thể hưởng thụ sự, đãi ngộ, này. Lãnh đạo bình thường, quả thật nhận không nổi sự đích thân nghênh đón của giám đốc hạ. Về phần đồng lão đại tự mình nghênh tiếp, trong trí nhớ của giám đốc hạ, số lần cực kỳ ít ỏi, hình như chỉ có khi bí thư thành ủy, thị trường đến chỉ đạo, đồng thiên lỗi mới làm long trọng như vậy. Đường huyên cho rằng lễ nghĩa của đồng lão đại không chu đáo, phỏng chừng vẫn là bởi vì, vì chủ của mình trong mắt vị thư ký tổng tài mỹ nữ như Đường Huyên, lão đại của nhà mình vẫn là tôn quý nhất, cho dù đi đại nội, cũng hận không thể đích thân hôm nay phải ra nghênh tiếp, mới có đủ thể diện. Nhìn tiêu phàm còn trẻ như vậy, trên mặt còn mang theo một chút tái nhợt của bệnh trạng, rõ ràng chính là con cái nhà giàu mới nổi, xem chừng vừa mới tốt nghiệp không lâu, lấy tiền của cha mẹ thành lập một công ty, liền tự cho là bố đệ nhất thiên hạ rồi. Có thể để giám đốc hạ ta ra đón cửa đón, đã là xếp đồng nể mặt bố mẹ các người rồi chứ. Giám đốc hạ nghĩ như vậy, trong lòng bất động thanh sắc cười lạnh một tiếng. Thời thế bây giờ, có một ông bố tốt thật là hoành tráng. Hội sở này, chiếm diện tích vẫn là rất lớn. Phương do Mỹ khoác tay tiêu phàm một cách tự nhiên, nhìn xung quanh, nói. So với hội sở hoa nhài, diện tích của hội sở Kim Kiều hiển nhiên rộng lớn hơn nhiều, bất luận như thế nào, giá đất của thành phố Thiết Môn cũng không thể so sánh với Bắc Kinh, hơn nữa phong cách trang trí của hai hội sở lại hoàn toàn không giống nhau hội sở kim kiều vàng son lộng lẫy khắp nơi đều lộ ra một cỗ hơi thở của nhà giàu mới nổi không giống như hội sở hoa nhài các loại hoa thơm cỏ lạ đường thỉnh kinh ngoắt nghéo nói đến chi tiền vẫn là hội sở hoa nhài phải chi tiền nhiều hơn một chút những hoa cỏ ngàn dặm xa xôi chuyển đến thành bắc kinh mỗi một gốc đều có giá trị xa xỉ đó chính là chứng thực cho sự xa hoa trong khiêm tốn là thứ mà loại, hào hoa quê mùa, như hội sở Kim Kiều làm cách nào cũng không so sánh nổi. Phương Tiểu Thư, trước mắt, câu lạc bộ Kim Kiều ở Thiết Môn vẫn xem là một nơi tương đối được hoan nghênh, không ít bạn mới bạn cũ đều đến cổ vũ. Giám đốc Hạ rất hàm xúc nói, trên mặt lại không tránh khỏi lộ ra ý kiêu ngạo, người hiểu chuyện vừa nghe đã biết, đây là sự khoe khoang cực kỳ rõ ràng của giám đốc Hạ rồi. Phương do Mỹ lại bĩu môi, không thèm để ý chút nào đây cũng không phải Phương do Mỹ cố ý làm mất thể diện của giám đốc hạ, thực tế Phương đại tiểu thư ở Bắc Kinh, đi theo quản lý trưởng Nhiêu đã chứng kiến không ít các cảnh lớn. Hội sở Kim Kiều ở Thiết Môn cố nhiên là câu lạc bộ cao cấp bậc nhất, trong mắt của Phương đại tiểu thư, cũng chỉ là một nơi miễn cưỡng có thể nhìn được mà thôi. Hơn nữa loại xa hoa thô tục không chịu nổi này, cũng không có cách nào hợp được với gu của Phương do Mỹ. Tâm tư của nữ sinh đang học cấp 3, và tâm tư của những ông chủ trên thương trường kia căn bản không phải là một. Giám đốc hạ không khỏi buồn bực. Tiêu phàm không ngờ đến là, giám đốc hạ cư nhiên lại dẫn bọn họ tiến vào một căn phòng họp. Căn phòng họp này tương đối sang trọng, diện tích rất lớn, dài thảm màu vàng sáng, nửa cuộn phủ lên đệm vải thêu hoa của ghế sofa, rất có chút phong cách của đại lễ đường. Hội sở cao cấp như vậy, bình thường đều có phòng họp rất cao cấp, vẫn là hợp tình hợp lý chỉ là đồng thiên lỗi sắp xếp căn phòng này để gặp gỡ bọn họ khó tránh khỏi có chút quá nghiêm túc đàm phán sao tiêu phạm âm thầm lắc đầu không phải hắn xem thường nhân vật giang hồ trong chuyện này bản thân đồng thiên lỗi quả thật vẫn chưa đủ tư cách đàm phán với hắn hoặc phương lê dính dáng đến bàn cờ chính trị của tầng lớp cao như thế đồng thiên lỗi nhiều nhất cũng chỉ là một quân cờ tương đối có trọng lượng mà thôi tuyệt đối không thể trở thành thống soái một phương Xem ra người xuất thân, dân đen, tầm mắt trung quy vẫn là có chút hạn chế. Đứng bên cạnh chiếc cửa gỗ lim lớn trong phòng họp là hai tên đại hán lực lưỡng mặc Âu phục, giống xã hội đen trên ống kính phim truyền hình như đúc, sát khí lộ ra trên người hai tên đại hán lực lưỡng này, làm cho tim gan nhỏ bé của Phương Do Mỹ không khỏi đập loạn một trận, cánh tay nhỏ nhắn nắm tay phải của Tiêu Phàm càng chặt hơn. Mặc dù Phương gia ở hệ thống chính pháp có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn, Phương Do Mỹ vẫn là lần đầu nhìn thấy xã hội đen, đau thật kiếm thật như vậy, tâm tình của thiếu nữ khó tránh trở nên căng thẳng. Tiêu tiên sinh, Phương Tiểu Thư, mời. Giám đốc Phương trong mắt lại lóe lên một chút ánh sáng, đưa tay ra mời khách. Hai tên đại hán lực lưỡng vô thanh vô tức đẩy cánh cửa chính khắc hoa bằng gỗ lim của phòng họp. Bốn ánh nhìn lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống quét qua. Tiêu phàm thần sắc thản nhiên, đường huyên lại không khỏi nhíu nhẹ đôi mi thanh tú lại một chút xem ra đồng thiên lỗi là thật sự không muốn làm rõ tình huống. Ở trước mặt tiêu đại thiếu ra bày ra trò như vậy sao? Ở trường nuôi chó trong vi tràng mộc lan kia, ngay cả cơ khinh xa đều không hề có ngạo khí như thế này. Đoạn tiểu vương ra, ngốc nghếch của thiên nam, không biết tốt xấu, cũng đã nếm được một chút khổ sở. Đợi đến khi tiến vào trong phòng họp, đôi lông mày của đường huyên hoàn toàn nhíu chặt lại. Trong phòng họp, cư nhiên cũng đứng hai hàng nam giới mặc đồ âu phục đen, Mỗi người hai tay đặt trước bụng, hiện ra lãnh khốc, đám người Tiêu phàm vừa tiến vào, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt lia tới. Gan nhỏ một chút, có thể phát bệnh ngay tại chỗ. Hai hàng nam giới mặc đồ tây này, cũng không phải là chi tiền thuê người đến cửa diễn, những người này thật sự là thân đã trải qua trăm trận chiến, đồng thiên lỗi làm lão đại của thế lực ngầm ở thành phố Thiết Môn, loại thuộc hạ chém người thấy máu này, không chỉ có 80 tên. Đương nhiên Bình thường bọn họ cũng không ăn mặc chỉnh tề như vậy, hôm nay là lão đại đặc biệt yêu cầu. Tuy nhiên nhìn thấy ba vị vừa bước vào cửa, vài tên nam giới mặc tây phục trong mắt đều lóe lên tia kinh ngạc. Thế này cũng quá yếu rồi đó. Lão đại, cần phải bày biện phô trương lớn như vậy để nghênh đón sao? Mấy vị này, quả thực không giống bằng hữu đồng đạo. Nhất là tiểu nha đầu đi theo tên công tử bột kia, dù nhìn như thế nào, đều là một tiểu nữ sinh ở trường học bày ra trận thế uy phong như vậy cho ba người nhìn như thế nào cũng đều là lãng phí phương do mỹ kéo chặt cánh tay của tiêu phàm dưới chân bắt đầu đứng không vững cô bé quả thật là có chút sợ hãi rồi cô từng thấy được bản lĩnh của tiêu phàm mấy tên côn đồ bên ngoài trường xử lý một cách nhanh gọn thế nhưng thế trận hôm nay căn bản là không giống nhau mấy tên côn đồ bên ngoài trường đều không đủ tư cách để tùy tiện sách xếp cho âu phục đen nào ở đây Phỏng chừng những người mặc âu phục đen này rời khỏi hội sở Kim Kiều, quay về với địa bàn của chính mình, mỗi một người đều là một lão đại có cấp bậc. Tiêu Phàm cho dù có thể đánh đi chăng nữa, cũng chỉ có một đôi tay. Có cái gọi là hai đánh một không chột cũng què, huống hồ còn phải chăm sóc cho hai nữ sinh liễu yếu đào tơ bên cạnh, thực sự phải động thủ, làm thế nào kháng cự nổi đây? Đầu lông mày của Tiêu Phàm cũng nhíu lại. Khó trách Huyền Thiên Thiên cố ý nhắc nhở hắn tính tình của đồng thiên lỗi không được tốt. Chỉ có điều nghĩ đến có thể lăn lộn đến địa vị của đồng thiên lỗi ngày hôm nay, cho dù là xuất thân, dân đen, chắc hẳn cũng nên biết đến nặng nhẹ, không thể là một tên lưu manh thuần túy. Thế nhưng nhìn thế cục ở trước mắt, đánh giá của tiêu đại thiếu gia với đồng thiên lỗi, vẫn thật sự có khả năng lầm rồi. Tiêu phàm không sao, hắn chủ yếu lo lắng phương do Mỹ bị kinh hãi. Nói cho cùng, phương do Mỹ chỉ là một cô bé vị thành niên, ngộ nhỡ xảy ra va chạm, Hiện trường nếu là quá tanh máu, không chừng sẽ để lại ám ảnh tâm lý nào đó. Nếu thật sự như thế, Tiêu đại thiếu gia sẽ rất tức giận. Tiêu Phàm tuy rằng nhã nhận lễ độ, nhưng không có nghĩa người khác có thể khiêu khích giới hạn của hắn. Còn rất xa, Tiêu Phàm liền dừng bước, đôi mắt lạnh lẽo quét tới. Lão đại, vị này chính là Tiêu Phàm, đây là Phương tiểu thư, vị này là Đường tiểu thư, bạn của Tiêu tiên sinh. Giám đốc Hà vội vàng giới thiệu thân phận của khách vừa đến cho đồng thiên lỗi đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Vốn dĩ chiếu theo kịch bản, đã định sẵn, đợi tiêu phàm bọn họ thẳng tiến đến trước mặt đồng thiên lỗi, mới giới thiệu đôi bên với nhau. Tiêu phàm đứng lại như vậy, đôi mắt lạnh lẽo quét qua, giám đốc Hà chỉ cảm thấy trong lòng, bùng, một tiếng, một cỗ hàn khí không rõ mãnh liệt từ đuôi xương cụt dâng lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, cuối cùng không dám chậm trễ, lập tức liền giới thiệu. Từ khi bước vào căn phòng họp này, tiêu phàm một câu cũng chưa hề nói, giám đốc hạ lại cảm nhận được hết sức rõ ràng sự không hài lòng của tiêu phàm. Hơn nữa mơ hồ cảm thấy, chọc cho người thanh niên này không vui, thật sự không phải hành động sáng suốt. Theo lời giới thiệu của giám đốc hạ, đầu mày của tiêu phàm càng nhíu chặt thêm vài phần. Lão đại, đây là xương hô của giám đốc hạ đối với đồng thiên lỗi. Trước mặt mọi người, trước mắt con gái yêu của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh ủy, Giám đốc hạ dùng cách xưng hô giang hồ này để gọi. Không biết là bọn họ quen dùng cách xưng hô mang theo chút giọng thổ phỉ này hay là cố ý bày trò trước mặt Tiêu Phàm. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, Tiêu Phàm đều không thích. Mắt thấy Tiêu Phàm vững vàng đứng nguyên tại chỗ, không có một chút ý định tiến thêm một bước, Đồng Thiên lỗi sau khi có chút hơi do dự, chậm rãi đứng dậy, cười ha hả nói: "Tiêu tiên sinh, Phương tiểu thư, Đường tiểu thư, Hoàn nghênh, hoàn nghênh." ta là đồng thiên lỗi, hoan nghênh ba vị đến hội sở Kim Kiều làm khách, hôm nay ta làm chủ tiệc, mọi người vui vẻ nhiều hơn một chút. Giọng nói còn chối tai hơn so với trong điện thoại. Ánh mắt sắc bén, sau khi quét hai vòng trên người tiêu phàm, nhanh chóng lướt qua phương do Mỹ, rơi trên người đường nguyên, đôi lông mày trong lúc vội ý hơi giật mình một chút. Đồng thiên lỗi đối với sự xuất hiện bất ngờ của đường nguyên, có chút không ngờ. Phương do Mỹ nói tiêu phàm là anh họ của cô, hiện tại, anh họ tiêu, còn dẫn thêm một mỹ nữ xinh đẹp không chịu nổi đến, lẽ nào hắn thật sự là muốn đến sự tiệc hay sao? Nếu quả thật như vậy, vị tiêu phàm này quả thậy là trường phái ăn chơi đó. chương 273, Côn Đồ. Nghĩ đến đây, trong lòng đồng thiên lỗi liền có chút không thoải mái. Tiêu phàm đây là xem thường đồng thiên lỗi y. Tiểu tử, người có cái gì rất xuất sắc sao? Trừ xuất thân của người tốt hơn một chút, có lẽ có một người cha làm quan, người còn có cái gì có thể so sánh với đồng thiên lỗi ta đây? Nếu như chúng ta cùng một điểm xuất phát, người làm ngựa cho ta cũng không xứng. Dưới công ty trực thuộc, tập đoàn lỗi thạch, quả thật có vài nhân viên bình thường, là bạn chơi thời niên thiếu và bạn học trước kia của đồng thiên lỗi. Có thể tiến vào tập đoàn lỗi thạch làm việc, nhận một phần lương cố định không tệ, đã là đồng thiên lỗi đặc biệt chiếu cố rồi. Bạn chơi thủa thiếu thời, hai 30 năm trôi qua, khác biệt là lớn như thế mà tên công tử bột tiêu phàm này liền nghênh ngang đến hẹn gặp y như vậy đây là cho rằng đồng thiên lỗi không dám động đến hắn kiêu ngạo như thế chẳng qua trong lúc này đồng thiên lỗi vẫn phải khách khách khí khí bất kể như thế nào phương do mỹ vẫn là đại tiểu thư phương ra hàng thật giá thật ông già nhà cô hiện nay đang ở viện thường vụ tỉnh ủy trung tâm quyền lực cao nhất của cả tỉnh yến bắc tiêu phàm lạnh nhạt nói đồng tiên sinh chúng ta đến lấy túi nếu như không có chuyện gì khác Mời đi vào chủ đề chính đi. Sau khi trao đổi với Cơ khinh sa, Tiêu Phàm cũng xem như có sự hiểu biết tương đối toàn diện đối với Đồng Thiên Lỗi. Vị đồng đại ca này, quả thực là mẫu người bướng bỉnh không chịu thuần phục. Ngay cả Cơ khinh sa cũng đánh giá Đồng Thiên Lỗi như vậy, Tiêu Phàm cũng nâng cao vài phần cảnh giác, không muốn rằng co với Đồng Thiên Lỗi. Nếu như chỉ có hắn và Đường Huyên ở đây, vẫn là không vấn đề gì, thân thủ của Đường Huyên không yếu. Nhưng hôm nay thêm Phương Do Mỹ Tình hình có chút không giống. Hai hàng lông mày của Đồng Thiên Lỗi nhàn nhã dương lên. Thật lòng mà nói, Đồng Đại ca không nhớ rõ bao nhiêu năm qua đã có bao nhiêu người dám vô lễ trước mặt y rồi. Những tên dám làm như vậy, kết cục đều vô cùng khó coi. Một vị có kết cục tốt nhất trong đó, hiện tại mỗi ngày đều lê đôi chân tàn phế ở ga tàu bên kia xin cơm. Mọi người đều biết, Đồng lão đại không phải là một người nhân từ nương tay, chiếu theo giải thích của bản thân Đồng Thiên Lỗi, lại cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ phải giữ gìn quy củ trên thế giới này bất kể là ai muốn ngồi vững vị trí lão đại đều phải giữ gìn tốt quy củ tuy nhiên đồng thiên lỗi rất nhanh liền hồi phục thái độ bình thường cười ha hả nói tiêu tiên sinh không giống người có tính cách nóng vội như vậy mà nếu như đã đến nơi này của ta vậy chính là khách quý dù thế nào cũng phải cùng uống chén trà phiếm vài câu bằng không chẳng phải là quá thất lễ hay sao đến đây tiêu tiên sinh, mời ngồi mời ngồi, hai vị tiểu thư, mời ngồi. Đồng thiên lỗi dẫn khách tiến về phía trước, tiêu phàm lại ngồi xuống sofa bên cạnh, phương do Mỹ cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, có chút hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh, đường nguyên liền đứng bên cạnh phương do Mỹ. Theo lý, nàng là thư ký của tiêu phàm, thế nhưng đường nguyên rất rõ ràng, tiêu phàm vốn dĩ không đến lượt nàng phải bảo vệ. Hôm nay ở đây, phương do Mỹ mới là đối tượng chính cần được bảo vệ đường tiểu thư, mời ngồi. Đồng thiên lỗi liếc đường huyên một cái, nói. Hai vị này đều là nhân vật nổi danh trong giới giang hồ phía Bắc, thế nhưng giữa đôi bên lại chưa từng chạm mặt. Dù sao cũng không phải người cùng một đường, tương đối mà nói, yên chi xã mới là bang phái giang hồ thuần túy, đồng thiên lỗi lại là ông chủ của thế giới ngầm. Đồng thiên lỗi cũng tuyệt đối không ngờ đến, nhị đương gia của yên chi xã danh chấn giang hồ, lại làm thư ký cho người ta. Còn làm ra dáng vẻ ôn nhu uyển chuyển, nũng nịu nhát gan, vô hại như vậy. Không sao, Đồng tiên sinh, tôi đứng là được. Giọng nói và vẻ mặt của Đường Uyên càng thêm dịu dàng, giống như bất kể khi nào, cũng bất kể trước mặt là ai, nàng đều là thái độ như thế này. Đồng Thiên lỗi liền tán thưởng một tiếng. Thư ký như vậy, quả nhiên là có thể gặp được mà không thể cầu được, làm thế nào lại để cho Tiêu phàm tuyển được rồi? Ngay cả ánh mắt của giám đốc hạ và đám nam giới mặc Âu phục kia đều không kìm lòng nổi tập trung trên người đường huyên. Phương do Mỹ xinh đẹp thì xinh đẹp đến cực điểm, lại 10 phần ngây thơ đáng yêu, dù sao tuổi vẫn còn quá nhỏ, hơi thiếu đi vài phần quyến rũ hấp dẫn. Đường huyên thật sự đang ở giai đoạn có sức hấp dẫn bắn ra bốn phía, lại yêu kiều như vậy, dường như bất kỳ người đàn ông nào đều có thể ức hát yêu ta ép nàng. Đối với đàn ông trong xương cốt đều có sự bạo ngược mà nói, loại mê hoặc này cực kỳ chí mạng đồng thiên lỗi cũng không khuyên đường nguyên nữa, liền ngồi ở vị trí đối diện tiêu phàm. Giám đốc hạ vung tay lên, lập tức bèn có nhân viên phục vụ dân trà thanh hương tứ giật, một đĩa hoa quả thời thượng cũng được đặt lên. Ha ha, nghe nói phương tiểu thư làm mất một cái túi ở ga tàu thành phố thiết môn của chúng ta phải không? Đồng thiên lỗi bưng chén trà lên thưởng thức một ngụm, giống như rất tùy ý hỏi han. Ga tàu của thành phố thiết môn chúng ta, Lời này hiểu không lầm đã lộ ra tâm lý giờ khắc này của đồng thiên lỗi, họ phương các người chính là người bên ngoài, thiết môn là của chúng ta, không phải của các người. Hơn nữa lời này của đồng thiên lỗi là biết rõ rồi còn cố hỏi, túi của phương do Mỹ sau khi bị người ta đánh cắp ở nhà ga, không phải đồng lão đại y đích thân gọi điện thoại cho phương do Mỹ hay sao? Tuy nhiên rất rõ ràng, lực chú ý của hai bên đều không thực sự đặt trên cái túi kia, cũng không có người để ý đến chuyện, làm bộ làm tịch của đồng thiên lỗi, ngay cả phương do mỹ cũng chỉ là biếu môi biểu thị sự khinh thường của bản thân đây là hiểu lầm thôi tiêu tiên sinh một huynh đệ nhỏ tuổi bên ga tàu trước đây chưa từng gặp phương tiểu thư không quen không biết phương tiểu thư là em gái họ của tiêu tiên sinh tiêu tiên sinh không biết cậu và phương tiểu thư là loại quan hệ anh em họ nào quan hệ bạn bè thân hay là quan hệ con cô con gì đồng thiên lỗi trực tiếp hỏi thăm quan hệ thực sự của tiêu phàm và phương do mỹ đồng tiên sinh đây không phải chuyện chính tiêu phàm liếc đồng thiên lỗi một cái nói hai hàng lông mày nhíu lại ha ha tiêu tiên sinh nói đúng đây không phải chuyện chính không phải chuyện chính lão hạ gọi lão thường qua đây ga tàu bên đó đều là do ông ta quản chuyện này để ông ta tự mình đến giải thích với phương tiểu thư vâng đại ca đồng tiên sinh có cần thiết phải làm cho phức tạp như vậy không một cái túi mà thôi ông nếu như đồng ý trả Thế là tốt nhất. Thật sự không muốn trả, cũng không sao. Hai hàng lông mày của Tiêu Phàm nhíu càng chặt hơn, giọng điệu đã trở nên cực kỳ không hài lòng. "Tiêu tiên sinh, yên tâm đừng vội, ta cũng biết trong nhà Tiêu tiên sinh rất giàu có, không để ý đến một cái túi. Thế nhưng ở nơi này của ta, việc bình thường đều chú ý đến quy củ. Chuyện xảy ra bên ga tàu, nên để lão thường đến giải thích rõ ràng." Đồng Thiên lỗi nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói: giọng điệu tuy rằng dịu dàng, nhưng cũng vô cùng kiên định, dường như ở trong này, hết thảy đều phải dựa theo ý tứ của y để làm, những người khác chỉ có thể nghe theo y. May mà cái lão thường kia, cũng không để tiêu phàm đợi quá lâu. Đại ca, anh tìm em. Theo tiếng gọi này, cánh cửa gỗ lim khép hờ của căn phòng họp bị người đẩy mạnh ra, ba người nghênh ngang bước vào. Người đi trước, khoảng chừng 30-40 tuổi, để đầu đinh, tướng ngũ đoạn, một thân trang phục Armani bình thường, một tay đặt trong túi quần, một tay đung đưa cặp kính dâm, cả người trên dưới đều có chút run rẩy. Đây không phải là bệnh, mà là một loại phái. Dường như không run rẩy như vậy, không thể lộ rõ ra thân phận địa vị không giống bình thường của gã. Có việc bàn việc, vị này mới thực sự là côn đồ, bất kể gã mò được bao nhiêu tiền, thân phận trong xã hội được bao nhiêu quan viên coi trọng, ví dụ các loại danh hiệu như ủy viên hội nào đó, chủ tịch hiệp hội nào đó, trong xương cốt, gã chính là một tên côn đồ, bất luận dùng phục trang quý giá như thế nào, cũng không thể thay đổi loại hương vị của loại lưu manh đầu đường xó chợ kia. Hai người phía sau gã, lại hơi trẻ tuổi một chút, ước chừng khoảng 27-28 tuổi. Một người giống như lão thường, cũng là tướng ngũ đoàn, khoảng hơn 1 m6, thế nhưng cả người cơ bắp cuồn cuộn, sơ mi xanh khoác bên ngoài áo ba lỗ trắng bên trong, đeo một chiếc thắt lưng da rộng, đeo một vỏ đao đen, ước chừng khoảng một thước dài. Từ chuôi dao bên ngoài phán đoán, đây là một thanh chế theo hình thức mã tấu, trên mạng hiện nay có rất nhiều cửa hàng đều tiêu thụ loại mã tấu này. Mặc dù không thể phân biệt thật giả, nhìn qua vẫn là rất dọa người. Một người nữa tương đối khôi hài, vóc dáng hơi cao, lại ăn mặc như một người Nhật Bản, hai tay khoanh trước ngực, trong ngực đặt một thanh kiếm Nhật. Không sai, chính là loại kiếm chỉ huy Nhật Bản mô phỏng theo hình thức kiếm của thời đường người này thậm chí ở môi trên còn lưu lại một nhúm dâu nhân đan là loại dâu phổ biến của đàn ông nhật bản trước đây ở môi trên bên dưới mũi gọi là dâu nhân đan hiển nhiên là bộ dáng của một tên quỷ tử nhật bản tên đó không mở miệng nói chuyện vẫn là không thể phân biệt rõ ràng anh ta rốt cuộc là người trung quốc hay là người nhật bản đồng thiên lỗi lập tức liền không vui hai mắt trực tiếp quét đến hư lạnh nói lão cửu làm sao lại làm giống như một tên tiểu quỷ thế này Đại ca, anh lại không phải không biết, lão cửu thích kiếm nhật. Thích kiếm nhật không có nghĩa nhất định phải đem bản thân cải trang thành người nhật. Đây là kiểu ăn mặc gì vậy? Ai, đại ca, cái này anh không cần quan tâm rồi, chỉ cần bản thân lão cửu thích, nó muốn trở thành người Nhật Bản thì biến thành người Nhật Bản là được rồi, đây có cái gì chứ? Em mới không quan tâm những thứ đó. Lão thường đĩnh đạc nói, tựa hồ đối với sự phê bình của đồng thiên lỗi không thèm để ý chút nào xem ra uy phong của đại ca vẫn chưa đến trên đầu của gã lão thường là loại thái độ này lão cửu ăn mặc thành người nhật bản kia thái độ càng không tốt từ đầu đến cuối đều không để ý đến đồng thiên lỗi trong mắt chỉ có một mình lão thường có lẽ trong đầu của lão cửu này lão thường mới chính là đại ca thật sự của anh ta đồng thiên lỗi không phải cơ khinh xa uyển thiên thiên đều nói đồng thiên lỗi ngang bướng không chịu thuần phục ai ai biết lão thường và huynh đệ của gã càng ngang bướng không chịu thuần phục trước mặt lão hạ và một đống người mặc âu phục đen đều là oanh oanh liệt liệt làm theo ý mình được rồi được rồi không nói cái này nữa túi đã mang đến chưa đồng thiên lỗi hình như cũng không muốn ở đây rằng co không nghỉ lập tức vung tay lên hỏi túi ư a à, em biết rồi vị này chính là phương tiểu thư phải không phương tiểu thư xin chào xin chào ta là lão thường con người lão thường đảo một vòng, ánh mắt rơi trên mặt của Phương Do Mỹ, ngay lập tức liền cười ha hả, đưa tay về phía Phương Do Mỹ, cư nhiên muốn bắt tay với cô. Đôi lông mày xinh đẹp của Phương Do Mỹ nhíu lên, có chút không hiểu ra làm sao nhìn lão thường một cái, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Đùa gì vậy, ai muốn bắt tay với ông chứ? Nếu không phải vì cảm thấy chuyện này kỳ quái, Phương đại tiểu thư mới không có kiên nhẫn đến cái hội sở rách này đâu trực tiếp đi đồn công an ở ga tàu báo án rồi. "Ô, Phương tiểu thư xem thường tôi sao?" "Không sao, xem thường thì xem thường vậy, chúng tôi dù sao đều là người thô kịch, sao cũng được." Lão Thường đụng nhầm cây đinh, cười thu tay về. "Đừng nhìn miệng gã cười ha ha, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi." Thường ca đó cũng không phải là nhân vật nhỏ, là mẫu người tàn độc tiếng tăm lừng lẫy trong giới ngầm ở thành phố Thiết Môn, làm gì cũng đều rất chú ý thể diện chương 274, gợi yêu ta ết ông cũng không khó. Tên đầu đinh thấp lùn mang mã tấu và lão cửu dâu nhân đan lập tức ép ánh mắt qua, bộ dạng hùng hùng hổ hổ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bé hoàn toàn trầm xuống, thế nhưng cũng có chút âm thầm lo lắng. Vốn cho rằng những người này biết rõ mình là con gái của Phương Lê, tuyệt đối không dám lỗ máng, hiện tại xem ra, dường như có chút không được đảm bảo như thế. Đây đều là những kẻ liều mạng không kìm lòng nổi nhích lại gần dựa sát vào người tiêu phàm dường như làm như vậy mới có thể an toàn hơn cho bản thân vài phần sắc mặt của tiêu phàm ngược lại là cực kỳ bình tĩnh thân mình khẽ dựa vào ghế sofa ánh mắt trở nên lạnh lẽo vẫn là muốn xem xem đồng thiên lỗi này rốt cục muốn chơi trò gì theo đường huyên thấy đồng thiên lỗi đang tạo cớ cớ khiến cho tiêu phàm có thể ra tay lão thường cũng không đợi đồng thiên lỗi mời trực tiếp đi thẳng đến trước sofa bên cạnh đồng thiên lỗi đặt mông ngồi xuống tay vừa đưa lên, lão cửu có nhúm dâu nhân đan đang khoanh tay trước ngực kia liền đem một cái túi màu trắng nhỏ nhãn hiệu, LV, đến tay gã. Ánh mắt Phương do Mỹ sáng lên, há to miệng, vẫn là nhịn được, không lên tiếng. Ha, Phương tiểu thư, đây là túi của cô phải không? Rất đẹp, nếu tôi không nhầm thì chiếc túi này là mẫu mới nhất của LV, rất đắt đó, phải hơn 10.000 tệ đúng không? Khoảng 35 triệu đồng chật chật, làm quan chính là làm quan, với quần chúng nhân dân chúng tôi quả nhiên không giống nhau. Một nữ sinh cấp 3 cũng có thể dùng được một cái túi đắt như vậy, Phương tiểu thư, cô có biết không, cô mua một cái túi như vậy, đủ sinh hoạt phí cho học sinh khu vực khó khăn trong 3 năm đó. Thật là lãng phí, lão thường vừa nói vừa lắc đầu, nghe qua có vẻ là người thực sự từ bi, tất cả mọi người đều biết đến, chỉ là giọng điệu của gã quả thực quá đưa đẩy ngọt xớt, làm cho lòng người nghe cực kỳ không thoải mái. Phương do Mỹ hừ một tiếng, nói đây là quà sinh nhật cậu của tôi tặng. Bên ngoài, đại bộ phận sản nghiệp của gia tộc Nhiêu Thị đều là do Nhiêu Ngọc Sinh nắm giữ, có thể nói tài hùng thế mạnh. Sinh nhật của cháu gái, tặng một chiếc túi mẫu mới nhất của LV, cũng không kỳ quái chút nào. Cả phương gia Nhiêu gia, chẳng có ai là không cưng chiều phương do Mỹ. Quà sinh nhật ư, rất quý, rất có tiền. Lão thường vẫn là kỳ quái lắc đầu, tùy ý mở chiếc túi LV, từ bên trong lôi ra một hộp trang điểm, cười hì hì hai mắt tiêu phàm hơi híp lại. này ai cho ông đụng vào đồ của tôi? phương do mỹ lập tức liền nóng mắt kêu lên. ơ ờ, xin lỗi nhé, tôi không cố ý. ai ra? hộp trang điểm này còn có ảnh đó, đây là ai vậy? ô, tiêu tiên sinh, đây là cậu sao? ai đại ca, không phải nói tiêu tiên sinh là anh họ của phương tiểu thư sao? thế này cũng quá thân mật rồi thì phải, còn đem ảnh của anh họ đặt trong hộp trang điểm mang theo bên người? phương tiểu thư cô thật làm cho tôi hồ đồ rồi, cô rốt cuộc là có quan hệ gì với tiêu tiên sinh vậy? Lão thường miệng nói, xin lỗi, thế nhưng lại dơ hộp trang điểm tinh xảo kia lên, không kiêng nể gì cười sằng sặc. Ông quan tâm sao, mau trả đồ lại cho tôi. Phương do Mỹ mặt đỏ lên, khóe miệng đường huyên lại hiện lên một tia cười như có như không. Trên hộp trang điểm kia, rõ ràng được khảm ảnh chân dung của tiêu phàm, mặc dù cách hơi xa, nhưng nhị đương gia của Yên Chi xã là ánh mắt như thế nào, hiển nhiên có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, ảnh còn rất đẹp trai và phong độ. Đáng tiếc nàng đứng bên cạnh Phương Do Mỹ, chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của Tiêu Phàm, không biết trong lòng Tiêu Chân Nhân hiện giờ đang nghĩ gì. Tiêu Chân Nhân trong quãng thời gian này trêu chọc khắp các mỹ nữ lớn nhỏ, có vẻ như không ít đâu. Ngay cả vị nữ sinh còn đang đi học cấp 3 này, đều bị hắn mê hoặc thần hồn điên đảo, quả thật là sát thủ mỹ nữ thiếu nữ độ tuổi thanh xuân trả lại cho cô ư có thể phương tiểu thư chúng ta như thế này vậy cô chỉ cần nghiêm túc trả lời một câu hỏi của tôi tôi lập tức đưa túi trả lại cho cô câu hỏi gì phương do mỹ thốt ra lập tức cũng có chút hối hận đây không phải là chủ động tỏ ra yếu thế sao rất đơn giản cô cho tôi biết vị tiêu tiểu ca này rốt cuộc là anh họ cô hay là bạn trai cô cô trả lời chính xác tôi sẽ đem túi trả lại lão thường cười nói ánh mắt quét tới quét lui trên mặt hai người giọng điệu trêu tức cực kỳ rõ ràng trả lời chính xác cái gì gọi là trả lời chính xác ông cho rằng ông là trọng tài sao phương do mỹ tức không chịu nổi mạnh mẽ đứng lên bộ ngực nhu mỹ dồn dập phập phồng không ngừng hận không thể lập tức xông lên đoạt lấy túi từ trong tay lão thường trở về lớn đến như vậy rồi ngoại trừ lần xảy ra xung đột lần đó với tiểu cầm bọn họ tiểu nha đầu còn chưa từng phải chịu loại ấm ức này ngồi xuống đứng bên cạnh lão thường, cái tên đầu đinh dáng lùn tịt vẫn không ngừng run rẩy trước giờ kia trừng mắt, quát lớn. Phương do Mỹ giật mình kinh hãi, không kìm lòng nổi ngồi xuống, tập trung thở phì phì. Ha ha, Phương tiểu thư, cô cũng đừng ồn ào, ta biết ba của cô làm quan lớn, bí thư Phương của tỉnh mà, trong tay có quyền, thế nhưng cô cần biết, ta là người thô kịch, những anh em này của ta cũng đều là người thô kịch, không phải dọa lớn đâu ông già quan lớn nhà cô, dọa không chết chúng ta. Ta nói với các người, những búp bê nhỏ như các người yên ổn mà sống một chút, đừng có cáo mượn oai hùm. Về nhà nói cho cha của cô, muốn bắt chúng ta, có thể, không vấn đề gì. Muốn bắt muốn nhốt, vậy chỉ có thể tùy ông ta. Muốn gỡ yêu ta ít muốn dóc thịt, cũng không có vấn đề, cũng chỉ có thể tùy ông ta. Thế nhưng có một câu, ta ở đây nói rõ ràng với các người rồi, các người nếu muốn mắt muốn nhốt, thì bắt cho hết, một người cũng đừng để sót. Chỉ cần sót một người, vậy thì không thể sống yên ổn rồi. Chỉ cần lão thường ta không chết, một ngày nào đó sẽ đến tìm các người. Thân sắc của lão thường lập tức trở nên dữ tợt, hai tay đan vào nhau nắm lại, các đốt ngón tay, rắc rắc, kêu lên, nheo mắt lại, ánh mắt thâm sâu tăng tóc. Từ khi lão thường bước vào cửa cho đến bây giờ, đều là gã ta diễn vai chính, ngay cả đồng thiên lỗi cũng không hề mở miệng tiếp. Lão thường vừa dứt lời, tên đầu đinh thấp lùn kia liền, ba, một tiếng, rút thanh mã tấu rát ở hông ra, dưới ánh đèn trắng như tuyết của phòng họp, thanh đao hàn quang trói mắt, một cỗ hàn khí dày đặc, trực tiếp bước đến. Người để dâu nhân đan cao cao kia cũng thả đôi tay khoanh trước ngực, tay trái nắm chặt vỏ đao, tay phải cầm chắc chuôi đao. Tiêu phàm liền mỉm cười, nhìn, nhìn phía ánh mắt tràn đầy ý châm chọc của lão thường. Hắn thực sự có chút không ngờ, đồng thiên lỗi cư nhiên còn sắp xếp cho hắn một bữa tiệc hồng môn yến xem ra làm đại ca của thế giới ngầm nhiều năm như vậy, suy nghĩ của đồng thiên lỗi đã không được bình thường rồi. Suốt ngày bị người khác cung kính, rất dễ làm cho người ta bành trướng, quên hết tất cả. Chuyện trên quan trường cũng có người giúp đỡ san bằng, đồng thiên lỗi liền cho rằng cả thành phố thiết môn này thật sự mang họ đồng rồi. Chỉ có điều y gọi vị tiểu đệ mặt đỏ này đến, trình độ không khỏi quá tầm thường rồi, cả một lũ ăn hại. Đồng tiên sinh, đây là mục đích mà ông mời chúng ta đến tối hôm nay sao? Tiêu Phàm không thèm để ý đến lão thường, ánh mắt rơi trên mặt Đồng Thiên Lỗi, thản nhiên hỏi. Đồng Thiên Lỗi xoa tay, hơi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, Tiêu tiên sinh, tôi không phải là ý này. Có điều anh em của tôi nhiều, bằng hữu cũng nhiều, tính cách của các huynh đệ hoàn toàn không giống nhau, có lúc tôi cũng chỉ có thể chấp nhận cho qua, không dễ nói gì bọn họ, mong Tiêu tiên sinh lượng thứ." Thế nhưng, nói thô ý không thô, ý của các anh em cũng mong tiêu tiên sinh suy xét một chút, đại ca, nói mấy lời vô dụng với mấy tên tiểu tử này làm gì. Lời đồng thiên lỗi còn chưa dứt, lão thường đã nhảy dựng lên cắt ngang lời y, dường như sự khách khí của đồng thiên lỗi với tiêu phàm làm cho gã hết sức bất mãn. Hai, người anh em, chính là ý ban nãy ta vừa nói, cậu quay về nói với bố vợ tương lai của cậu. Ông ta nếu như giữ lại cho anh em một con đường sống, vậy chúng ta cũng kính ông ta là bí thư phương, muốn chúng ta phối hợp như thế nào đều được, bảo đảm không quấy rối. Nếu là một chút đường sống đều không lưu lại cho chúng ta, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ cần không gợi yêu ta ết chết lão thường ta, ta sớm muộn cũng gợi yêu ta ết chết các ngươi, các người có tin không? Gợi yêu ta ết chết ông, cũng không phải chuyện gì khó. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, có vẻ vô cùng đột ngột. Vượt khỏi dữ liệu của mọi người, lời này không phải là tiêu phàm nói, đương nhiên cũng không phải phương do Mỹ nói, mà ra từ miệng của Đường Huyên. Đường Huyên hai tay ôm ngực, lạnh lùng liếc nhìn Lão Thường, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp Việt Trần sớm đã bao phủ một tầng sương lạnh. Ơ ờ a, à, Lão Thường đầu tiên là hơi sững sốt, sau đó mạnh mẽ nhảy dựng lên, đôi mắt trừng to như mắt trâu, gắt gao nhìn thẳng vào Đường Huyên, trong miệng chính là một tiếng kêu kỳ quái. Con danh này, khẩu khí lớn như vậy sao? Mày là ai? Có tin bố mày ở đây liền luân phiên hát yêu ta ép người không? lại là ba một tiếng tên dâu nhân đan này đã rút thanh kiếm giải nhật bản ra một cỗ so với mã tấu sát khí tăng tóc còn mạnh hơn lập tức đập vào mặt lão địch đừng cướp với anh em tôi lên trước đây đợi lát nữa lột sạch đồ của con danh này cũng là tôi lên trước lão cửu dâu nhân đan chu lên một tiếng hai tay giơ cao thanh kiếm nhật liền nhằm vào đường huyên sông đến gờ iota -S, hai mắt phần đỏ trong chốc lát liền trở nên đỏ bừng nháy mắt liền trở nên khát máu giống như dã thú Xem ra tên này thích kiếm Nhật, thích cải trang thành người Nhật, không phải là không có nguyên nhân. Sự bạo ngược trong xương cốt đều như nhau. Không ai ngăn cản tên này. Tuy nhiên lần này, tên dâu nhân đang rõ ràng tìm lầm đối tượng. A. À, phương Do Mỹ la hoảng lên, thân mình co lại vào ghế sofa, nhắm tịt hai mắt. Cô bé thật không ngờ, những người này biết rõ thân phận của cô ta, cư nhiên còn dám động thủ, đồng thời vừa tiến lên còn là một thanh kiếm Nhật dài như vậy. Rất hung thần ác sát. A. À, phương Do Mỹ lập tức cảm thấy âm thấy tiếng gió thổi bên cạnh cùng nổi lên ngay sau đó, vang lên một tiếng rú thảm long trời lở đất, tiếng vật nặng va chạm gấp gáp, tiếp đó là tiếng quát to lẫn lộn. Phương Do Mỹ vội vàng lại mở to mắt. Chỉ nhìn thấy thân hình tầm 85 đến 90 kg của tên dâu nhân đàn kia đã bay ra thật xa, làm cho ghế sofa bên người lão thường đổ xuống. Sofa đó vô cùng dày vẫn là không thể ngăn cản thế đi của lão cửu dâu nhân đan kia, ngã ngửa mặt, thân hình to tròn của dâu nhân đan trực tiếp nằm ở đó, không có thêm động tĩnh gì. Tiểu tử thối, tên đầu đinh thấp lùn lật thanh đao trong tay, miệng mắng to, mãnh liệt xông đến. Phương Do Mỹ lại nhắm chặt hai mắt, sau đó lại là một tiếng người rú lên càng thêm thảm thiết, tiếng rắc rắc của xương cốt bị gãy liên tiếp vang lên. Đợi đến khi Phương Do Mỹ lại mở mắt ra, mã tấu của tên đầu đinh thấp lùn kia sớm đã không nhìn thấy bóng dáng, tay trái nâng tay phải, thất tha thất thểu lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống khắp mặt mà cổ. Đôi mắt to lúng liếng của cô bé lập tức tròn xoe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không dám tin. chương 275, đáng gờ yêu ta ết phải gờ yêu ta ết, đáng bắn phải bắn. Lão thường trợn mắt há hốc mồm, phản ứng đầu tiên là co giò chạy, vừa mới nhấc chân lên, liền mãnh liệt cảm thấy không đúng, luống cuống tay chân móc súng trong túi quần. Một bóng đen lóe ra trước mắt, hương thơm lan tỏa, đường huyên đã đến bên cạnh gã. Ai? Lão thường vừa mới rên la một tiếng, ngay sau đó liền biến thành tiếng rú thảm. Đường huyên tinh thông thuật đánh gần huyền chuyển giống như thay đổi thành một người khác, hung hãn dị thường, hai tay níu chặt hai vai của lão thường ép xuống dưới, đồng thời nâng đầu gối lên, lão thường còn chưa chấn định tinh thần trở lại, đầu gối cứng rắn vô cùng đã thúc vào xương sống mũi của gã. Tiếng xương mũi vỡ vụn nghe cực kỳ hãi hùng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết của lão thường đều không át đi được. Mặc dù trong phòng họp này trừ phương do Mỹ ra, đều là nhân vật thân đã trải qua trăm trận chiến, các trường hợp máu tanh từng gặp qua cũng nhiều, thế nhưng tiếng xương gãy này lọt vào trong tai, đều không kìm được toàn thân ớn lạnh, cá biệt người nhát gan thậm chí đuôi xương cụt căng thẳng, vừa kéo bên dưới, một dòng nứa bản quyền tiểu Upsilon đã tuôn ra phịch, lão thường giống như một chiếc bao tải rách, nặng nề nện xuống trên mặt thảm. Đường huyên dơ một chân thon dài đẹp ra, không chút khách khí dẫm trên cổ của lão thường, dừng dưng nói. Giống như ông thế này, muốn gỡ yêu ta ết chết ông, cũng chỉ là chuyện tính bằng phút. Lão thường và hai anh, em do gã dẫn đến, công phu quyền cước hết sức bình thường, dựa vào một cỗ sức mạnh, ở ga tàu bên kia hoành hành ngang ngược, đụng phải cao thủ thực sự như đường huyên, ngay cả nửa phần lực chống trả đều không có chớp mắt đã bị xử lý gọn ghẽ rồi tất cả mọi người đều líu hết cả lưỡi lại hai hàng nam giới mặc âu phục đen kia cũng có vài tên phản xạ có điều kiện muốn tiến lên cứu viện lại hơi do dự một chút trong nháy mắt lão thường biến thành một đống bùn nhão bị dẫm dưới chân đường huyên tay chân không ngừng co giật cổ họng muốn kêu cũng kêu không nổi không được động đậy đồng thiên lỗi hét lớn một tiếng mấy tên Âu phục đen ồn ào cá biệt lập tức liền dừng lại. Mặc dù lão thường đều rất thân quen với mọi người, cũng biết gã là huynh đệ mà Đồng Thiên Lỗi tương đối coi trọng, nhưng xét đến cùng, lão thường vẫn không phải là đại ca của bọn họ. Đồng Thiên Lỗi mới phải. Tại hội sở Kim Kiều chỉ có Đồng Lão đại phát ngôn mới là mệnh lệnh, những người khác nói đều không có hiệu nghiệm. Tiêu Phàm nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Đồng Thiên Lỗi tiêu tiên sinh, cái này, cái này là một hiểu lầm. Khóe miệng đồng thiên lối kéo lên một chút, cố gắng nở một nụ cười, trong mắt lại khó tránh khỏi lộ ra ý hoang mang sợ sệt. Thân thủ này của đường huyên quá huyễn hoặc rồi, ba người lão thường cũng là nhân vật hận độc, dưới tay đường huyên, đều giống như trẻ con, trong phút chốc bị xử lý thành cháu nội. Trong đầu đồng thiên lối gần như lập tức hiện ra mấy chữ, cao thủ đại nội, không chừng, đường huyên chính là loại vệ sĩ đại nội thần bí khó lường đó, vậy lai lịch của tên tiêu phàm trẻ tuổi này, thật có thể dọa chết người rồi. Tiêu phàm cười cười, thản nhiên nói. Đồng tiên sinh, có phải là hiểu lầm hay không, trong lòng ông tự có đáp án. Tiêu tiên sinh, thực sự là hiểu lầm. Chán đồng thiên lỗi toát ra mồ hôi lạnh, đưa tay lên lau một chút, ý hoảng sợ trong mắt càng sâu. Phần thần thái điềm tĩnh tự nhiên này của tiêu phàm, hiển nhiên đã trấn trụ đồng thiên lỗi rồi. Cái này không thể là giả vờ được, chứng minh cái gì đây? chứng minh những cảnh tượng tương tự như vậy, tiêu phàm đã thấy nhiều rồi, thấy lạ nhưng không lạ. Chẳng lẽ bản thân tiêu phàm là cảnh sát, giả làm bạn trai của Phương do Mỹ mà đến hay sao? Loại khả năng này rất cao. Tiêu phàm nhấc tay, ngừng lời của đồng tiên lỗi, nói. Đồng tiên sinh, tôi biết tâm tư của ông, tôi cũng tình nguyện tác thành cho ông. Gọi những người không có liên quan đều đi ra ngoài, có điều kiện gì, ông đều có thể đề xuất con người của đồng thiên lối bỗng dưng co rút lại sự hoang mang hoảng sợ trong mắt bỗng nhiên biến mất sạch sẽ trực tiếp nhìn thẳng mặt tiêu phàm tinh quang bắn ra bốn phía không ngờ vẻ mặt khi nãy của y đều là giả vờ đều ra ngoài đồng thiên lối cũng chỉ là trần trừ trong nháy mắt lập tức quát to một tiếng vâng đại ca đám người giám đốc hạ ầm ầm đáp ứng liền đi ra ngoài người ở lại tiêu phàm thản nhiên nói ánh mắt quét thẳng qua rơi trên mặt tên, lão địch, đầu đinh thấp lùn kia. Lão địch tay phải cầm đao sớm đã gãy thành từng đoạn từng đoạn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người mồ hôi túa ra, lại hoàn toàn tỉnh táo, không hề ngất đi. Biết hôm nay chọc phải nhân vật lợi hại không nên chọc vào, muốn thừa lúc lộn xộn chạy đi, không ngờ lại bị tiêu phàm chú ý rồi. Xin lỗi xin lỗi tiêu tiên sinh, tôi, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, ngài quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, tha cho tôi lần này, tôi sau này sẽ không dám nữa lão địch cũng là hết sức giảo hoạt, một bên cúi đầu khom lưng cầu xin tha mạng, dưới chân lại không hề dừng lại, không ngừng chuyển động ra phía bên ngoài, vài lời cầu xin như bánh xe lăn đến, cách cửa lớn không đến mấy bước, liền mạnh mẽ xoay người, chạy như điên ra ngoài cửa. Đứng lại, đường huyên dịu dàng quát lên một tiếng, liền muốn đuổi theo. Bạch quang trước mặt vừa lóe, tiếng gió gào thét, ba, lão địch không rên lên một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất, lúc này một chút cũng không nhúc nhích, phanh, một tiếng, một cái chén trà sứ rơi trên mặt đất, vỡ thành hai mảnh. Đường huyên nhìn thấy rõ ràng, vừa rồi chính là chén trà này nện vào gáy của lão địch, cũng không biết trên chén trà ẩn chứa loại công lực kinh người như thế nào, lão địch ngay cả một chút sức giấy ruộ đều không có, liền sống chết không biết như vậy. Lại nhìn bên tay tiêu phàm, sớm đã trống rỗng, không hề nghi ngờ, chén trà này là do tiêu phàm ném qua. Ánh mắt đường huyên dừng trên mặt tiêu phàm, tự nhiên nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ mặt vô cùng bội phục. Nói ra, đây vẫn là lần đầu tiên đường Nguyên nhìn thấy tiêu phàm ra tay, quả thật là ra tay nhẹ mà tưởng như nặng, sâu không lường được. Trong võ thuật, cảnh giới, làm việc nặng mà tưởng như nhẹ, tương đối đơn giản, rất nhiều người sau khi chăm học khổ luyện đều có thể đạt đến cảnh giới này. Thế nhưng, làm việc nhẹ mà như nặng, độ khó lớn hơn rồi. Thời cổ đại mở võ cử, một thanh đao 60kg, không ít người luyện võ có thể múa may như gió, thế nhưng ném một chén chả có hiệu quả như một viên đạn, người có thể làm được chẳng có mấy người. Trong mắt đồng thiên lỗi, lại hiện lên vẻ sợ hãi. Lần này, đồng đại ca thực sự sợ rồi. Chiếu theo yêu cầu của tiêu phàm, đuổi các huynh đệ ra ngoài, chỉ có một mình mình ở lại đối diện với hai người hung thần ác sát tàn độc như thế này. Ngộ nhỡ người ta không theo quy củ suốt chiêu, bản thân mình không phải sẽ hỏng bét rồi sao? Đồng thiên lỗi cũng luyện sơ qua chút quyền cước, thế nhưng so với tiêu phàm, đường huyên, đó quả là một trời một vực, hoàn toàn không có chút gì có thể so sánh được. Đồng thiên lỗi dự đoán, thật sự động thủ, kết cục của bản thân cũng sẽ không tốt hơn lão thường bọn họ là mấy. Tuy nhiên đồng thiên lỗi cuối cùng vẫn không hề thay đổi chủ ý. Giám đốc hạ đi đến cạnh cửa, nhưng đầu qua, nhìn về phía đồng thiên lỗi. Dùng ánh mắt lần cuối cùng trưng cầu ý kiến của y, đại ca, anh thật sự quyết định rồi sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đồng thiên lỗi ra vẻ điềm tính gật gật đầu tuy nhiên cái cổ cứng ngắc kia bất luận thế nào đều không thể che giấu được giám đốc hạ lắc lắc đầu cuối cùng cũng lui ra ở bên ngoài nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ lim lại cửa chính chậm rãi khép lại tiêu phàm chuyển hướng về phía phương do mỹ đang co giúp vào sofa bên cạnh nhẹ giọng hỏi tiểu mỹ không sao chứ hay là để huyên huyên đưa em về nghỉ ngơi trước nhé phương do mỹ gắt gao mím chặt môi liên tục lắc đầu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngực phập phồng rồn dập, cho thấy vừa căng thẳng vừa hưng phấn, kích động không thôi. Vừa rồi thật sự quá ký bản quyền tê ý bản quyền. Không thể nào ngờ được, đường tiểu thư ôn nhu nhã nhận, lại là một đại cao thủ. Ánh mắt nhìn về phía đường huyên, trở nên vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, hận không làm cho bản thân mình cũng có thân thủ như vậy, nếu như có thể như vậy, không chừng tiêu phàm thật sự sẽ thích mình chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu Tiểu Nha đầu rối bời lộn xộn, làm gì còn có thể suy nghĩ bình thường đây. Nhưng có một điểm khẳng định, chính là giờ này phút này, cô bé có nói gì cũng sẽ không rời khỏi Tiêu Phàm một bước. Không có chỗ nào có thể an toàn hơn so với ở bên cạnh Tiêu Phàm được nữa. "Tiêu tiên sinh, xin lỗi, tôi cũng không phải là cố ý mạo phạm, cũng là bị buộc bất đắc dĩ." Mắt thấy ánh mắt Tiêu Phàm rời khỏi phương do mỹ, Đồng Thiên Lỗi lập tức cười cười nói, hướng về phía Tiêu Phàm khom khom lưng trong lòng lo lắng không yên. Bị ép bất đắc dĩ sao? Đồng lão đại, lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Mấy tên dở hơi này, lẽ nào không phải ông bảo bọn chúng lại đây lòi mặt xấu hay sao? Không đợi tiêu phàm mở miệng, đường huyên đá đá dẫm dẫm lão thường đang nằm gục xuống như chó chết không một tiếng động ở chỗ này, nhìn đồng thiên lỗi, cười mà như không cười nói. Đồng thiên lỗi lập tức liền lúng túng, vội vàng nói. Đường tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, mấy tên này, thật sự không phải tôi bắt bọn chúng làm như vậy. Lão thường bình thường kiêu ngạo đã quen, tôi quản không được gã. Vậy sao, đồng đại ca, thật sự muốn tiêu đại thiếu mở một con đường, ông vẫn là lấy một chút thành ý ra thì tốt hơn. Lời nói dối này, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không giấu nổi. Đường huyên khẽ cười một tiếng, mang theo ý châm chọc nói không ra. Đều đến nước này rồi, đồng thiên lỗi vẫn là né né tránh tránh, một chút cũng không linh hoạt chút nào, đường huyên có chút chướng mắt với y. Đừng nhìn đường huyên là một cô gái, bề ngoài trầm tĩnh hiền thục, thế nhưng thân làm nhị đương gia của yên chi xã, ngày thường lại rất sát phạt quyết đoán, rất có khả năng đưa ra chủ ý. Đồng thiên lỗi cười khổ một tiếng, xoa tay, nói. Đường tiểu thư, tôi biết cô không tin, nhưng, ai ra, nói thế nào đây, mỗi nhà đều có chuyện khó nói. Đừng nhìn những tên khốn kiếp này miệng gọi tôi là đại ca, thực tế bọn chúng ngày thường luôn tự cho mình là đúng, tôi cũng không thể hoàn toàn quản được chúng. Tên lão thường này, ở ga tàu bên kia hoành hành ngang ngược, đối với lời của tôi, nhiều nhất có thể nghe vào một nửa cũng đã rất giỏi rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của đường huyên nhếch lên, vẫn là vẻ mặt không tin. Nếu ông đã không quản được lão thường, vậy ông bảo gã đến đây làm gì? Lẽ nào còn hy vọng loại côn đồ này có thể thật sự dọa được thiên kim tiểu thư của phương ra hay sao? Có chút quá ấu trĩ rồi thì phải. Đồng thiên lỗi hơi mở miệng, còn muốn giải thích vài câu, tiêu phàm khoát khoát tay, nói. Đồng tiên sinh, ông có thể quản được bọn họ hay không, không phải vấn đề chính. Ông muốn mượn tay của ta, xử lý mấy tên đau đầu này, cũng không sao, ta có thể đáp ứng ước nguyện của ông. Mấy tên này, ta giúp ông xử lý rồi, đáng gờ yêu ta hết phải gờ yêu ta hết, nên bắn phải bắn. Vốn là tội ác trồng chất, không cần thiết phải giữ lại gây tai họa cho người khác nữa. Tiêu tiên sinh, đồng thiên lỗi chấn động, hai hàng lông mày dương lên, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi. Y thật không ngờ, ý nghĩ ẩn giấu ở sâu trong lòng kia, liền bị tiêu phàm liếc mắt một cái như vậy nhìn thấu rồi. Audio điện tử võ tấn bền chương 276, người còn xem ta là đại ca sao? Tiêu tiên sinh, tôi, tôi thật sự không có ý đó. Đồng thiên lỗi sau khi hoang mang sợ sệt, lại rất lúng túng nói. Lão thường, lão địch và tên dâu nhân đan kia mặc dù đang nằm úp sấp tốt xấu gì cũng đang ở trước mặt cứ như vậy thừa nhận mình mượn tay người ngoài xử lý huynh đệ trong nhà đồng đại ca cũng có chút ngượng ngùng da mặt còn chưa có dày như vậy tiêu phàm dùng ánh mắt quét qua y một cái thần sắc lãnh đạm quả tim của đồng thiên lỗi lại trực tiếp trầm xuống đột nhiên phát hiện ở trước mặt tiêu phàm bày ra tâm địa như vậy quả thật là tính nhầm rồi người này mặc dù trẻ tuổi lại nhanh nhẹn thông minh cơ chí vô cùng đồng tiên sinh, ta chỉ có một yêu cầu. Một lát sau, tiêu phàm chậm rãi nói, đồng thiên lỗi không kìm lòng được hỏi. Yêu cầu gì? Toàn bộ thành viên trong nhóm lưu manh ở ga tàu, ông phải cung cấp một danh sách tên hoàn chỉnh cho cơ quan công an. Tất cả hành vi phạm tội liên quan đến mấy tên này và cả băng đảng bên nhà ga, ông nhất định phải trần thuật chi tiết cho cơ quan công an. Tiêu phàm quét ánh mắt qua lão thường đang nằm dưới chân đường huyên, chuyển hướng về phía đồng thiên lỗi, nói nếu có một con cá nào lọt lưới, tất cả hậu quả đều do ông chịu trách nhiệm. Giọng điệu của tiêu phàm vẫn là không nhanh không chậm, nghe vào lỗ tai đồng thiên lỗi, lại nặng chịu muôn phần, trong lòng không ngừng nghiền ngẫm, sợ bản thân mình phán đoán sai ý của tiêu phàm. Không nghi ngờ chút nào, tiêu phàm đối với lão thường và hai tên đàn em không biết trời cao đất dày này đã cực kỳ chán ghét, không có ý định buông tha cho bọn họ. Nói ra, cũng là lão thường tự mình tìm chết, cư nhiên nhằm vào tiêu phàm ăn to nói lớn, nói nhảm cái gì mà, trừ phi ngươi gỡ yêu ta chết ta. Côn đồ đầu đường xó chợ, lúc tàn nhẫn tranh đấu, vẫn là thường xuyên kêu gào như vậy. Nhưng lại không biết, trước mặt hạng người thâm độc thật sự, những lời như vậy quả thật không thể tùy tiện kêu la. Giống như đường huyên nói ban nãy, muốn gỡ yêu ta ết ông, cũng không phải là việc khó khăn gì. Đồng tiên sinh, ta không hy vọng lại có bất kỳ sự việc nào nữa xảy ra, ông có hiểu không? nếu không ta cũng không ngại phí nhiều tinh lực hơn một chút cũng phải đem tất cả mối tai họa ngầm này tiêu diệt sạch sẽ về phần có phải là G ta ít nhầm hay không đó không phải là mối quan tâm của ta tiêu phàm nhìn về phía phương do mỹ lại nhấn mạnh thêm vài câu phương do mỹ chấp đôi mắt to đen lúng liếng cái hiểu cái không nhưng cũng mơ hồ hiểu được tiêu phàm là sợ những tên lưu manh này nếu như không dùng một lưới bắt hết để lọt ra vài tên sẽ tiến hành báo thù gì đó với cô phương do Mỹ đều đã hiểu ý tứ của tiêu phàm, đồng thiên lỗi làm sao có thể không rõ, trong lòng lại càng phát lạnh. Lời này của tiêu phàm, nói ra đã quá rõ ràng rồi. Nếu đồng thiên lỗi y không thể đem mối tai họa ngầm này tiêu diệt, vậy thì tiêu phàm sẽ mở rộng phạm vi đả kích, không tiếc đem cả đồng thiên lỗi và nhóm lưu manh kia đi nhổ cỏ tận gốc, một nồi đổ đi. Bất kỳ phần tử lưu manh nào có khả năng tạo thành mối uy hát ta ép đối với phương do Mỹ, đều sẽ bị thanh trừng tha yêu ta ít nhầm còn hơn bỏ sót hơn nữa những thành viên của nhóm lưu manh này ai không phải là có hành vi phạm tội trùng trùng thật sự bắt lại khẳng định yêu ta ít nhầm không nổi đồng thiên lỗi không dám do dự thêm nữa lập tức nói tiêu tiên sinh mong cậu yên tâm tôi nhất định sẽ phối hợp vậy thì tốt tiêu phàm gật gật đầu đối với thái độ này của đồng thiên lỗi biểu thị hài lòng đại đại ca anh, chấm ANS thật sự muốn bán đứng các huynh đệ. Vào đúng lúc này, lão thường đang bị dẫm dưới chân đường huyên sống chết rằng co, mơ hồ không rõ gọi, trong giọng nói, tràn đầy ý phẫn uất và không cam tâm. Sắc mặt đồng thiên lỗi trầm xuống, không lên tiếng. Được lắm, đồng thiên lỗi, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Ngươi dám làm mùng một, ta liền dám làm ngày rằm. Lão thường mặc dù kiêu ngạo, trong quả đầu dưa kia cũng không phải quá ngu, cuối cùng cũng hiểu ra, đại ca thật sự muốn ném mấy người bọn họ ra ngoài. Giống như trong cờ tướng, cái này gọi là thí xe giữ tướng. Tướng, đương nhiên yên tâm, xe, liền cực kỳ buồn bực. Sựa vào ông, đường huyên khẽ cười một tiếng, nâng bàn chân nhỏ nhắn trong đôi giày da đen, nhẹ nhàng dẫm xuống dưới. Người cái gì đều làm không nổi, ông đã là một người chết rồi. Ông nếu muốn mấy tháng trước khi xử được trôi qua một cách thoải mái một chút, tốt nhất là nên phối hợp, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ lời này của đường huyên tuy khó nghe nhưng cực kỳ thực tế tiêu phàm nếu triển khai sát ý lão thường cũng không khác gì người chết nể mặt phương lê có lẽ còn phải theo một chút trình tự pháp luật thế nhưng chỉ là theo trình tự mà thôi lão thường chết chắc rồi nếu gã thức thời nghiêm túc phối hợp với cảnh sát nhân dân có lẽ trong nhà giam sẽ không phải nếm quá nhiều khổ cực thật sự không hiểu chuyện sống chết cắn linh tinh cảnh sát và các đại ca trong nhà giam có rất nhiều cách khiến gã sống không bằng chết. Thân là nhị đương gia của Yên Chi xã, đối với tình hình âm u bên trong nhà giam, đường huyên rõ ràng hết cỡ. Lão thường đau, hừ, một tiếng, khắp mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên cổ giống như có sức lực tượng ngàn cân đè nặng, cổ họng muốn cũng nói không ra, sống chết trợn trắng mắt, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy hai chân của tiêu phàm. Như vừa rồi, thường đại ca vẫn là ương ngạnh kiêu ngạo như vậy, kêu gào không ngừng, trong nháy mắt, liền biến thành một con chó chết, bị một con đàn bà dẫm dưới chân, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy, một chút sức chống trả cũng không có. Tiêu tiên sinh, tất cả đều nghe lời giao phó của cậu. Đồng thiên lối cúi người một cái thật sâu, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Ừm, um. tiêu phàm gật gật đầu. Tiểu Mỹ, đi thôi, về nhà. Phương do Mỹ vội vàng đứng lên, kéo tay tiêu phàm, bước về phía cửa phòng họp. Đường huyên khẽ mỉm cười, cầm lấy túi LV nhỏ kia của Phương do Mỹ, đi ở phía sau. Giám đốc Hà và hơn 10 người mặc Âu phục đen, tập trung ở bên ngoài, mắt nhìn thấy đám người tiêu phàm đi ra, lập tức không cầm lòng nổi tách ra hai bên nhường đường, nhìn về phía ánh mắt của tiêu phàm, mang theo ý sợ hãi nói không ra. Tiêu tiên sinh, tôi tiến các vị. Giám đốc Hà vẫn là một nhân tài, lúc này còn chú ý đến lễ tiết. Tiêu phàm khoát tay, dừng ý định của ông ta không cần hạ tiên sinh ông vẫn là nên đi giúp đỡ đồng tiên sinh xử lý hậu quả thì tốt hơn ai được được giám đốc hạ gật đầu không ngừng ánh mắt nhìn theo đám người tiêu phàm rời đi xoay người bước vào phòng họp trong phòng họp một mảnh hồn đột đồng thiên lỗi ngồi trên sofa châm một điếu thuốc chậm rãi hút đám người lão thường vẫn nằm ở nơi đó không bỏ dậy nổi thế nhưng ánh mắt của lão thường nhìn giám đốc hạ lại tràn đầy phẫn nộ và thù hận ngoặc kép cái gọi là huynh đệ ngày trước trong trước mắt đã hoàn toàn biến đổi rồi đại ca thế nào giám đốc hạ cũng không thèm nhìn lão thường một cái lập tức đi đến trước mặt đồng thiên lỗi đè thấp giọng khắp mặt đều là thần xác lo được lo mất đồng thiên lỗi ngẩng đầu nhìn ông ta gật đầu rất nhẹ giám đốc hạ lập tức thở phào một hơi vươn ngón tay cái về phía đồng thiên lỗi mang theo ý tâm bốc thấp giọng nói đại ca vẫn là anh lợi hại, vậy mấy tên này, làm thế nào? Trong mắt đồng thiên lối lóe lên một chút âm u, nặng nề rít hai hơi thuốc, từ lỗ mũi bay ra một cỗ khói trắng, chậm rãi nói, làm thế nào, ông còn cần phải hỏi ta sao? Giám đốc hạ liền gật gật đầu, trong lòng ngầm hiểu, nhấc chân đi ra phía bên ngoài. Đột nhiên dưới chân thiết lại, mắt cá chân bị người gắt cao túm lại. Giám đốc hạ giật mình kinh hãi, vội cúi đầu nhìn, lại là lão thường vươn tay túm lấy mắt cá chân của ông ta, ngẩng mặt đầy máu me, thở hổn hển kêu lên. Lão hạ, đi đâu? Giám đốc hạ giật nảy mình, rất nhanh liền chấn định lại, nhếch miệng cười, khóe miệng hiên lên ý châm chọc, cười nói. Đi đâu ư, đương nhiên là gọi người vào, đưa thường ca ông đi viện rồi, còn có thể đi đâu? Ha ha, lão hạ, tiểu tử ngươi đừng có dở trò với bố mày, chút tâm tư đó của ngươi, cho rằng ta thật sự không biết sao muốn, muốn che mắt bố mày, không có cửa đâu. Lão thường gắt gao túm lấy bắp chân của giám đốc hạ, cắn răng quát khẽ một tiếng, không biết khí lực từ đâu tới, mạnh mẽ lật người ngồi dậy, thế nhưng động tác này rõ ràng tác động đến thương thế của gã, ngay lập tức liền đau đến há hốc mồm. Đại ca, người nói thật đi, tất cả việc hôm nay, có phải do người đặc biệt sắp xếp không? Lão thường thở dốc xong một trận, lúc này mới nghiêng về phía đồng thiên lỗi, cười lạnh hỏi đồng thiên lỗi rút ra một điếu thuốc thản nhiên nói lão thường mọi người đều là người hiểu chuyện chú cũng không cần phải biết rõ còn cố hỏi nữa hay cho câu biết rõ còn cố hỏi đồng thiên lỗi ta theo ngươi nhiều năm như vậy liều mạng giúp ngươi tranh đấu giành thiên hạ phút cuối cùng ngươi liền đối xử như thế này với ta thật hổ cho ta trước giờ vẫn xem ngươi là đại ca đại ca đồng thiên lỗi liền mỉm cười ý châm chọc trên mặt làm cách nào đều không ép xuống được lão thường người thật sự coi ta là đại ca sao mấy năm nay người ở bên nhà ga kia xưng vương xưng bá phạm phải bao nhiêu chuyện mỗi lần đều là ta phải đi dọn dẹp cho ngươi ngươi có nghe qua lời khuyên nào của ta sao lời ta nói ngươi nghe qua câu nào có chuyện cần ta ra mặt ta chính là đại ca khi không có chuyện gì ngươi còn nhận ta là đại ca hay sao huynh đệ chúng ta liều mạng làm cho ngươi ngươi làm đại ca đương nhiên phải bao bọc cho chúng ta cái đó có gì không đúng sao?" Lão thường thẳng cổ lên, cả giận nói. "Đúng, không có gì là không đúng." Đồng Thiên Lỗi tiếp tục mỉm cười nói, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng. "Nếu như chú còn nhận ta là đại ca, còn xem bản thân là huynh đệ của ta, vậy lần này, chú lại giúp đại ca làm thêm một việc." Chủ động đi tự thú, đem chuyện của bản thân nghiêm túc nói rõ ràng. "Nhớ cho kỹ, chỉ nói chuyện của mình, đừng có cắn người linh tinh." Lão thường cũng cười lên, cười ha hả, một bên cười bên phun máu ra ngoài. Đại ca, đồng tiên sinh, ngươi cảm thấy ta sẽ còn nghe lời ngươi sao? Ha ha, ha ha ha. Một đầu gối kia của đường huyên, gần như đem cả quả đầu của lão thường đều đánh tơi rồi, hàm răng gãy hơn 10 cái, cả miệng đều là máu, cười điên cuồng như vậy, bộ dạng vô cùng kinh khủng. Không nghe sao, vậy thì tùy chú, dù sao lời khi nãy của tiêu tiên sinh và đường tiểu thư, Chú cũng nghe thấy rất rõ ràng rồi. Chú nhất định không phối hợp, thiệt thòi chỉ có thể là bản thân chú, cuối cùng nên như thế nào vẫn là như thế, chú thay đổi không được cái gì. Trong mắt của người ta, chú chính là một con kiến mà thôi, vươn một ngón tay thì có thể nghiền chết rồi. Hiểu không, còn thật sự nghĩ bản thân mình là nhân vật nào hay sao? Đồng Thiên lỗi cười lạnh nói. Theo lời ngươi nói, bọn họ còn là bố của Thiên Vương rồi. Lão thường nghiêng cổ một cái, dáng vẻ sống chết không phục có phải bố của thiên vương hay không đợi chú vào nhà giam rất nhanh sẽ biết thế nhưng, lão thường, nói thế nào chúng ta cũng từng là huynh đệ đừng trách đại ca chưa nhắc nhở chú tránh voi chẳng xấu mặt nào đám đại ca trong nhà giam xử lý người là thủ đoạn gì chú không phải là không biết đồng thiên lỗi thản nhiên nói giọng điệu lạnh băng chương 277 đều bị kinh động cả rồi A, à, bất ngờ quá chị huyên huyên chị, chị có phải là người của cục cảnh vệ không? Ngay lập tức, Phương giò Mỹ thét lên một tiếng nghe, chói tai, quay về phía đường huyên, chừng to mắt hỏi, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều bất giác xích về phía tiêu phàm, theo phản xạ cách ra xa đường huyên một khoảng. Có thể thấy trong mắt của tiểu nha đầu cô lúc này, đường huyên đã trở thành một nhân vật nguy hiểm, không thể không đặc biệt cẩn thận đề phòng. Lão thường, lão địch, nhân đàn hồ lão cửu đều là những kẻ liều mạng ngang ngạnh, có tập hợp lại cũng không đánh lại đường huyên, Phương Do Mỹ có phản ứng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Theo Phương Do Mỹ, Đường Huyên còn trẻ tuổi như vậy đã có thân thủ tốt như vậy, lại còn là con gái, hơn nữa còn ở bên cạnh tiêu phàm, cách giải thích tốt nhất dường như cũng chỉ có cục cảnh vệ. Nếu không, thì là bộ an ninh à? Phương Do Mỹ lập tức nghĩ tới Trần Dương, tuy là không tận mắt nhìn thấy Trần Dương ra tay, nhưng Trần Dương là người phụ trách đội hành động của bộ an ninh, tin chắc thân thủ nhất định rất cư. Đường Huyên xuất thân từ bộ an ninh, cũng có thể lắm chứ. Đường Huyên cười phá lên, nói. Phương Tiểu Thư, tôi không phải là người của cục cảnh vệ, tôi là bạn của Tiêu Nhất Thiếu Gia. Tiêu Nhất Thiếu Gia, hi hi. Phương do Mỹ không nhịn được cười, liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, hình như cảm thấy cách xưng hô Tiêu Nhất Thiếu Gia này rất thú vị. Dù sao Tiểu Cô Nương như cô cũng chỉ là một nữ sinh trung học, đối với đại sự của những tay chơi trong giới thượng lưu ở Kinh Thành, hiểu biết không nhiều, vẫn chưa biết người, bạn trai, nay của cô lại là người có danh tiếng bật nhất trong giới con cháu quyền quý ở Kinh Thành. Tiêu Phàm khẽ cười, nói. Huyên huyên, cô cũng đừng gọi là Phương Tiểu Thư nữa, cứ gọi là Tiểu Mỹ đi. Gọi Phương Tiểu Thư nghe xa lạ quá. Đúng vậy đó, chị cứ gọi em là Tiểu Mỹ được rồi. Phương do Mỹ lập tức gật đầu lia lịa nói. Tiểu Mỹ. Đường Huyên cũng nhanh chóng nghe theo, hơi mỉm cười, sau đó sắc mặt liền trở lại bình thường nhất thiếu gia, chuyện này anh định sẽ xử lý như thế nào? Lão thường bọn họ, vừa nhìn đã biết là những kẻ thích liều mạng, bất cứ sự uy hát yêu ta ép nào đối với bọn họ đều không để ở trong mắt, nếu để bọn họ có cơ hội thở, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Đường Huyên rất nghiêm túc nói, tuy rằng cô trước kia không có qua lại với lão thường là mấy, nhưng loại người liều mạng ngang ngạnh như vậy, đường Huyên cũng đã gặp không ít. Những tên như vậy, không nói chút nguyên tắc gì cả, không quan tâm đến sống chết của người khác cũng chẳng quan tâm sống chết của bản thân là mấy bất luận là tiêu da hay là phương ra những tấm bài phong lớn này cũng rất khó có thể chấn áp được hết bọn chúng tiêu phàm thản nhiên cười nói diệt cỏ phải diệt tận gốc trừ ác phải trừ triệt để đường huyên gật gật đầu tỏ vẻ rất là đồng tình đừng thấy tiêu phàm bình thường ôn hòa nhã nhận gần như chưa từng nổi giận thậm chí có khi lại còn bị con gái làm cho tay chân luống cuống nhưng đến những thời khắc quan trọng thì lại hết sức nghiêm nghị, tuyệt đối không phạm chút sai lầm nào. Bản thân lão thường cũng đã nói, trừ phi là giotas chết ta, vậy thì cứ toại nguyện cho gã. Cầu nhân được nhân, bây giờ muốn chết sẽ được chết, cũng xem như là không có lỗi với gã. Vậy còn đồng thiên lỗi thì sao? Gã mới chính là kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau. Phương Do Mỹ không nhịn được bèn hỏi, cô tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng cũng phân biệt được nặng nhẹ trong khóe miệng của tiêu phàm hiện lên một nụ cười nhạt nói tiểu mỹ việc này em không cần phải lo đồng thiên lỗi biết nên làm như thế nào nếu không gã ta cũng không sắp đặt mảng kịch hôm nay như vậy thật vậy sao tiêu phàm bèn xoa xoa đầu cô cười gật đầu nói đi thôi anh đưa em về nhân tiện cũng giải thích luôn cho chú phương biết phương do mỹ liền kinh ngạc dừng hẳn bước chân mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn tiêu phàm nói anh tính nói việc này cho cha biết hay sao? Phương do Mỹ thật sự là có chút sợ hãi khi đẻ ông bố nhà mình biết được chuyện này. Một nữ sinh trung học như cô, giấu ông bố mình cùng với, bạn trai, đi gặp đại ca xã hội đen, nói thế nào cũng có chút không tốt. Phương Lê không giống như nhiều vũ đình, không chừng sẽ bị mắng một trận té tát. Tiêu Phàm nhẹ lắc đầu nói. Việc này, có giấu cũng giấu không được đâu, có khả năng lớn là chú Phương đã biết được chuyện này rồi, không chừng là đang đợi chúng ta đi giải thích đó phải tranh thủ chủ động đi thôi ông ấy làm sao mà biết được vậy anh nói cho ông ấy biết à trong khoảng thời gian ngắn đầu óc của phương do mỹ loạn hết cả lên không biết phải phân tích chuyện này như thế nào tiêu phàm lại lắc đầu kéo lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô đi về phía cửa của hội kim kiều phương do mỹ mơ mơ màng màng bị hắn kéo đi vừa mới đến cửa liền mở to hai con mắt ngạc nhiên chỉ thấy trước cửa đỗ vài chiếc xe cảnh sát, vô số tên cảnh sát đã bao vây nơi này, súng cũng đã lên sẵn nòng, đèn hiệu trên xe cảnh sát chấp không ngừng, trói mắt vô cùng. Vừa thấy tiêu phàm ba người bọn họ đi ra, một viên cảnh sát trung niên cũng được trang bị súng thật đạn thật liền bước tới chào đón. Viên cảnh sát trung niên này đeo trên người quân hàm nhị cấp cảnh giám, vừa nhìn đã biết là người phụ trách hành động này. Lại nhìn cảnh hiệu của ông ta, càng biết được ông ta là một trong những người lãnh đạo quan trọng của tỉnh đội cảnh sát được một người lãnh đạo tỉnh chủ chót dẫn đầu, việc này thật sự không nhỏ. Trưởng phòng tiêu, viên cảnh dám bước nhanh tới trước mặt ba người, mang chút vẻ hoài nghi, dường như chưa thể chắc chắn. Nói thật thì, vị phó giám đốc sở công an này lúc trước cũng chưa từng gặp qua tiêu phàm, trước đó không lâu mới được nhìn thấy tiêu phàm trong tấm ảnh trên máy vi tính. Lãnh đạo trọng yếu của bộ đã đích thân hạ lệnh, chỉ thị một cách minh bạch rằng, tỉnh bọn họ nhất định phải bảo vệ sự an toàn của trưởng phòng tiêu. Lúc cần thiết, có thể sử dụng đến vũ khí súng ống, bắn hạ tại chỗ những phần tử phạm tội. Cảnh giám cấp 2 là lãnh đạo quan trọng của tỉnh, ông ta vốn có thể hạ lệnh sử dụng vũ khí. Lãnh đạo của bộ chỉ thị như vậy không phải là làm việc thừa thái, mà là vì muốn thể hiện sự, quyết tâm, nói cách khác. Chỉ cần có người uy hát yêu ta ép đến sự an nguy của tiêu phàm là lập tức sẽ nổ súng, gỡ yêu ta ép trước báo sau. Lãnh đạo của bộ tuy không nói rõ thân phận của tiêu phàm với cơ chí của vị cảnh giám này, cũng đủ biết lai lịch của Tiêu phàm là không hề tầm thường. Nhìn thấy Tiêu phàm bình an vô sự, viên cảnh giám ngầm thở phào nhẹ nhõm. Ông ta ngầm phỏng đoán, vị trưởng phòng tiêu này 10 phần thì có 7, 8 phần là con cháu hào môn. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, chủ động đưa tay về phía cảnh giám. Phó giám đốc Trịnh, chào ông, cực khổ rồi. Không cực khổ, không cực khổ, phó giám đốc Trịnh vội vàng nói. Hai người hàn huyên vài câu, Tiêu phàm liền cáo từ rời khỏi. Khoảng độ nửa tiếng sau, một chiếc Mercedes-Benz xuất hiện ngay tại viện tỉnh ủy thường vụ, trực tiếp chạy tới khu biệt thự nằm dưới những tán cây xanh thấp thoáng. Bố cục của viện tỉnh ủy thường vụ mang chút phong cách của Tây Âu. Rất nhanh, chiếc Mercedes-Benz đã đến ngôi biệt thự số 17 nơi mà Phương Lê đang ở. Ngồi trên ghế phụ lái, Phương Do Mỹ vểnh đôi môi đỏ nhỏ nhắn, ẩn hiện trên gương mặt nhỏ xinh là vẻ ưu tư lo lắng dù là có tiêu phàm đi cùng trong lòng của cô bé vẫn có chút sợ hãi phương lê một khi mà thật sự nổi giận lên thì không phải chuyện đùa đâu tiêu phàm mỉm cười nói tiểu mỹ yên tâm đi anh cam đoan chú phương sẽ không mắng em đâu thật không anh đảm bảo hả anh cam đoan chẳng may ông ấy vẫn mắng thì sao vậy anh sẽ cùng em chịu bị mắng như vậy là được chứ gì trong mắt tiêu phàm mang vẻ ba phần là cưng chiều cô Dạ, như vậy thì còn được. Cô bé cuối cùng cũng chịu cười. Bất kể nói như thế nào, Phương Lê chắc cũng sẽ không ở trước mặt tiêu phàm mà mắng cô bé đâu. Cho dù là ở trước mặt Phương Lê, tiêu phàm vẫn có chút máu mặt. Không chỉ là bởi vì hắn là con cháu của tiêu gia, quan trọng là còn bởi vì thực lực của bản thân hắn. Hơn nữa, chỉ vì một cuộc gọi của cô, tiêu phàm đã lập tức từ thủ đô chạy về, còn xử lý bọn lưu manh lão thường một cách không khách sáo chút nào, Bây giờ lại còn cùng cô đi gặp Phương Lê, tất cả đều cho thấy rằng Tiêu Phàm rất quan tâm tới cô. Đây là điều khiến cô bé cảm thấy vui nhất, ai mà không để ý địa vị của mình trong lòng người con trai mà mình yêu thương chứ? Tuy là có Tiêu Phàm giúp cô thêm can đảm, lúc đi lên bậc thang nạm cẩm thạch của biệt thự, cô bé vẫn có chút hồi hộp, bất giác nắm lấy tay của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhếch ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ vài cái lên mở u bàn tay của cô, để cô bé yên tâm. Đã có anh ở đây cửa lớn của biệt thự khép lại, cả ngôi biệt thự trở nên yên tĩnh. Căn biệt thự lớn như vậy vốn chỉ có ba người ở mà thôi. Tiêu phàm vẫn rất lễ phép gõ cửa. Vào đi, bên trong phòng khách lập tức phát giọng nói nho nhã không kém phần uy nghiêm của Phương Lê. Phương do Mỹ liền hướng về phía tiêu phàm lè lưỡi làm mặt quỷ, có vẻ như vậy có thể làm vơi đi tâm trạng lo lắng trong lòng. Tiêu phàm mỉm cười, buông tay cô ra, đẩy cửa biệt thự ra, tiến vào bên trong. Bên trong phòng khách, đèn đóm sáng trưng, khói bay lượn lờ. Phương Do Mỹ không kịp đề phòng, lập tức bị nghẹn, ho liên tục, không kìm lòng được bèn trách móc. "Ba, đã nói là ba đừng hút nhiều thuốc lá như vậy rồi mà, ba chứ vẫn không chịu nghe, coi chừng con đi nói cho mẹ biết đó." Phương Lê khá là nghiện thuốc, bình thường hay bị Nhiêu Vũ Đình quản chế, bây giờ một mình đi nhậm chức, lập tức như được ra khỏi nhà giam, từ nay trời cao biển rộng, không có gì trói buộc nữa nếu là bình thường bị con gái rượu của mình uy hát yêu ta ép như vậy thư ký phương đều cười trừ nói không chừng còn cùng con gái rượu mình nói đùa vài ba câu nữa nhưng lúc này phương lê lại chỉ lạnh lùng hư một tiếng khuôn mặt trầm hẳn xuống có thể thấy rằng tâm trạng của bí thư phương đang rất không tốt phương do mỹ liền biểu môi lên hiện vẻ rất uất ức chú phương tiêu phàm không mấy để tâm cơn giận của phương lê chậm rãi đi tới trước mặt ông ta hơi hơi cúi đầu tỏ ý hỏi thăm sức khỏe. Căn biệt thự số 17 cũng mang phong cách của Tây Âu, chỉ là diện tích không lớn lắm, công bằng mà nói, hướng sáng, vị trí mặt bằng cũng không có gì là đặc biệt lắm. Cách trang hoàng trong phòng khách cũng tương đối là đơn giản, lấy màu đậm làm chủ đạo, nhìn vào hết sức trầm và tối, thậm chí còn mang lại mấy phần không khí áp lực và khó chịu. Suy cho cùng chủ nhân của mười mấy căn biệt thự ở tỉnh ủy thường vụ viện này, đều là những cán bộ lãnh đạo trung niên quyền cao chức trọng, cách thiết kế bày trí như vậy ngược lại là có thể hiểu được phương lê ngồi trên chiếc ghế sofa dài chiếc gạt tàn thuốc ở trước mặt ông đã chất đầy tàn thuốc trên ngón tay vẫn còn kẹp chừng một điếu thuốc đã hút được một nửa mắt nhìn về phía tiêu phàm hiện lên những đường vân đỏ có thể thấy trong khoảng thời gian này ông ta không có nghỉ ngơi được nhiều lắm tiêu phàm đến rồi hà vâng ngồi xuống đi sắc mặt của phương lê trở nên ôn hòa hơn nói với tiêu phàm ông ta rời lưng ra khỏi sofa Ngồi thẳng người lên, đây cùng là bày tỏ sự tôn trọng đối với tiêu phàm. Vâng, cảm ơn chú Phương. Tiêu phàm cũng không khách sáo mà ngồi xuống hàng ghế sofa. Phương do Mỹ biểu đôi môi nhỏ nhắn, hai tay khoanh lại trước bụng, không ngồi xuống theo, cứ vậy mà đứng cạnh tiêu phàm. Đừng thấy Phương Lê từ đầu đến cuối ngày cả liếc cũng không thèm nhìn mặt đứa con gái rượu của mình. Thật ra ông đã sớm chú ý thấy, Phương do Mỹ vẫn còn lành lặn không bị bất kỳ tổn thương nào, do đó cũng cảm thấy yên lòng hơn. Tiêu Phàm xử lý công việc vẫn là rất đáng tin cậy. Chương 278, thái độ của Phương Lê. Tuy nhiên thì Phương Lê cũng không muốn để cho Phương Do Mỹ lảng tránh mình, nên cứ làm như là Phương Do Mỹ đã biến thành không khí vậy, Phương Lê hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô, mặc cho cô đứng cạnh Tiêu Phàm, không quan tâm. Phương Do Mỹ tất nhiên là muốn còn không kịp nữa là bằng không để ông bố của mình đuổi về phòng, cách xa phòng khách như vậy, cho dù là có thể nghe qua vách tường cũng rất không tiện. Cô bé bây giờ chỉ dám hít thở nhẹ nhàng, không dám tạo tiếng động lớn nào, sợ sẽ gây sự chú ý của Phương Lê. Một vị giúp việc đã 40 tuổi tay chân nhẹ nhàng bưng nước trà lên cho khách. Phương Lê đặt điếu thuốc đã hút một nửa lên trên gà tàn thuốc lá, cầm ly trà lên, chậm rãi uống từng ngụm một, không phát ra tiếng động nào. Tiêu phàm tất nhiên sẽ càng biết cách giữ bình tĩnh, cũng cầm ly trà lên, không chút nóng vội. Tiêu phàm, chuyện này, tại sao cậu lại nhúng tay vào? Trong phút chóc, Phương Lê đặt ly trà xuống, thản nhiên hỏi, ánh mắt lướt nhìn qua tiêu phàm, không có dừng lại. Tiêu phàm khẽ thở dài, nói. Chú Phương, chuyện này, nếu đã liên lụy đến tiểu Mỹ rồi, thì nên để cháu xử lý sẽ tốt hơn. Hai làng chân mày của Phương Lê hơi nhếch lên một chút, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Ý của tiêu phàm trong lời nói này, nói rất rõ. Cục diện trước mắt của Yến Bắc giống như là Tam Quốc hỗn chiến, Hoàng Đại bằng nắm trong tay thiên thời địa lợi, đang ở giữa ngồi câu cá, làm ngư ông đắc lợi. Đồng thiên lỗi nói thế nào cũng chỉ là một tên, môi giới, dù sao cũng không thể hoàn toàn đại diện cho tiết ra. Người thật sự thâm sâu nhất vẫn chỉ có Phương Lê. Nếu đồng thiên lỗi không ra tay với Phương do Mỹ, tiêu phàm cũng không tùy tiện nhúng tay vào làm gì, cục diện có phức tạp đến đâu, chỉ với tài trí chí chính trị của phương lê cũng đủ để xử lý mọi thứ một cách dễ dàng nhưng một khi đồng thiên lỗi đã lôi phương do mỹ vào cuộc thì tiêu phàm không thể đứng một bên trợ mắt nhìn được một khi phương do mỹ bị cuốn vào việc này phương lê lập tức sẽ bị biến thành bên đương sự bất kỳ hành động xử lý nào của ông ta đều có thể bị cho là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân cứ như vậy phương lê sẽ bị rơi vào thế bị động vào lúc này tiêu phàm ra mặt thay cho phương lê là thích hợp nhất. Phương Lê vẫn có thể làm, người ngoài cuộc, như trước, lấy thân phận là một quan lớn của tỉnh, làm người trung gian, không cần thiết phải trực tiếp ra mặt chém gỡ yêu ta ết. Tất nhiên, một số người cho dù nhìn thấu cục diện hiểm ác này, có ý muốn ép Phương Lê ra mặt, cũng không có tư cách đó. Trốn kinh thành này, những hào môn thế gia có thể so sánh ngang bằng với Phương gia không phải ít, mấu chốt là ở chỗ, những con cháu thế gia khác, ai mà có thể tự nguyện ra mặt giúp Phương gia chứ, đâu thể nào tự nhiên đi chịu trận thay như vậy được. Tính toán chính trị còn thật dụng hơn cả tính toán trên thương trường, trước giờ cũng đều là không có lợi thì sẽ không dậy sớm. Không có lợi thì không đời nào lại đi làm việc tốt giúp đỡ người khác. Cùng vì lẽ đó, tiêu phàm ra mặt càng cho thấy sự đáng quý vô cùng. Cho tới bây giờ, đứa cháu đích tôn trầm tính này của tiêu gia đã giúp đỡ phương gia và nhiêu gia rất nhiều, công bằng mà nói, báo đáp mà phương lê và nhiêu vũ đình dành cho hắn so ra thì ít hơn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Phương Lê lại nâng ly trà lên, đưa về phía Tiêu Phàm, nói: "Uống trà đi. Cảm ơn chú Phương." Tiêu Phàm vội vàng nâng ly trà lên, đáp lễ. Không ngờ tên Đồng Thiên Lỗi đó lại là một kẻ thích liều mạng, chuyện gì cũng dám làm cả. Ta còn tưởng là tên đó đã chịu sự giáo dục cấp cao, nói thế nào cũng phải có chút tố chất chứ, hừ. Vừa nhắc đến Đồng Thiên Lỗi, sắc mặt của Phương Lê liền trầm xuống. Nói thật thì Phương Lê vốn cũng đánh giá cao đống thiên lỗi lắm. Khác với những trưởng bối có gia thế cao mất ngưỡng, Phương Lê có sự liên hệ với đời sống dân thường hơn. Thân là một cán bộ trong hệ thống chính trị, hiểu biết của Phương Lê về những tên, hào kiệt thảo mãng so với những vị cán bộ lãnh đạo cấp cao còn sâu sắc hơn nhiều. Đồng thiên lỗi chỉ là một sinh viên đại học xuất thân bình thường, có thể leo lên đế vị trí của ngày hôm nay, nắm trong tay gia thế hùng hậu, thậm chí còn trở thành đối tác thương mại của tiết gia, có thể nói là cũng có vài phần bản lĩnh phương lê cũng xem gã là một nhân vật lớn không ngờ tên đồng thiên lỗi hành sự lại chẳng có nguyên tắc gì cả trực tiếp đi đối phó với phương do mỹ việc này đã động tới vảy ngược của phương lê rông có vảy ngược động vào sẽ nổi giận là ai cũng sẽ không dễ dàng để yên cho người khác làm hại đến con gái rượu của mình cả huống hồ gì lại là đứa con gái nhỏ mà phương lê hết mực yêu thương nữa may mà tiêu phàm kịp thời chạy từ thủ đô về đây xử lý việc này một cách gọn gàng, Phương do Mỹ cũng không chịu sự tổn thương nào bên ngoài cả, nếu không, Phương Lê nhất định sẽ ra tay trả thù. Cái gì mà gút mắc chính trị, cái gì mà kiêng kỵ không kiêng kỵ, đụng đến an nguy của đứa con gái của mình, ai mà nghĩ nhiều như vậy chứ? Tiêu Phàm không lập tức đáp lại lời này của Phương Lê, nâng chén trà lên, hơi trầm ngâm một hồi, mới nhẹ giọng nói. Chú Phương, có lẽ chúng ta đều bị lừa bởi vẻ ngoài của đồng thiên lỗi rồi. Con người này, không đơn giản chút nào, ừ, Phương Lê hơi nhớn mày, hơi có vẻ nghi vấn. Tiêu phàm bèn đem mọi chuyện xảy ra ở hội kim kiều kể lại một cách ngắn gọn, giọng điệu thong thả, khách quan nhất có thể, nhưng cũng đủ khiến cho Phương Lê giận đến đỏ mặt tía tai, hừ, một tiếng rất mạnh. Gã ta thật to gan mà. Gã thật sự to gan vậy đó, ba, bây giờ con đã hiểu rồi, con cảm thấy gã làm vậy là cố ý đó, cố ý để những gã kia đi tự tìm cái chết. Phương Do Mỹ nãy giờ đứng bên không nói không rằng đột nhiên nói xen vào. Sự thật là cái đầu óc ngốc nghếch của cô vẫn đang nghĩ ngợi, suy tư đến tiền nhân hậu quả về mọi mặt của việc này. Phương Lê không khỏi kinh ngạc, nhìn đứa con gái rượu của mình một cái, tuy nhiên sau đó liền nghiêm mặt trở lại, lại hừ thêm một tiếng nữa. Phương Do Mỹ liền biểu môi, tỏ vẻ không phục. Phòng khách chốc lát trở nên yên lặng, Phương Lê và Tiêu Phàm đều không nói gì. Thật ra thì những gì mà Phương do Mỹ vừa nói, đều là những phán đoán mà Tiêu Phàm và Phương Lê đã nghĩ ở trong lòng. Đồng thiên lỗi đích thật là đang cố ý, đi một đường vòng lớn, chỉ là để mượn tay của Tiêu Phàm nhằm thủ tiêu bọn người lão thường. Chẳng qua Phương Lê không muốn con gái của mình bây giờ chưa gì đã vướng vào những rắc rối chính trị phức tạp như vậy, nên mới nghiêm mặt với cô như thế. Lúc hai người rời đi, lão trịnh bọn họ đã đến rồi hà. Trầm ngâm hồi lâu, Phương Lê nói, giọng đều cũng đã bình thản trở lại. Vâng, tiêu phàm gật gật đầu. Phó giám đốc sở trịnh bọn bọ đến bao vây hội Kim Kiều, hiển nhiên là do mệnh lệnh của lãnh đạo bộ, nhưng tuyệt đối là không thể không thông qua phương lê. Đây không phải là vấn đề sĩ diện, mà chính là quy định của tổ chức kỷ luật. Phương Lê kiêm nhiệm giám đốc sở công an tỉnh Yên Bắc. Lực lượng của sở tỉnh hành động, làm sao có thể không thông qua sự phê chuẩn của giám đốc sở được. Xong, mệnh lệnh của bộ hay mệnh lệnh của Phương Lê, cũng có sự khác nhau về bản chất. Mệnh lệnh của Bộ, Phương Lê đồng ý, người của Sở tỉnh sẽ lập tức hành động niêm phong hội Kim Kiều, như vậy việc xử trí chuyện này vẫn là do Bộ làm chủ, còn Sở tỉnh thì chỉ hiệp trợ mà thôi. Nói cách khác, Phương Lê không phải là nhân vật chính, tiêu phàm và cả tiêu gia mới là nhân vật chính. Sở dĩ Phương Lê đồng ý cho người của Sở tỉnh hành động, chủ yếu cũng là vì nghĩ cho sự an nguy của cháu Đích Tôn nhà họ tiêu. Người điều khiển bên đương sự, về cơ bản đã thay đổi rồi. theo ý nào đó mà nói thì tiêu gia như vậy cũng được xem là chính thức thâm nhập vào vòng xoáy chính trị của yến bắc rồi. chú phương, cháu thấy việc bên đồng thiên lỗi về cơ bản cũng không cần phải quan tâm nữa. những công việc cụ thể đó, những đồng chí cấp dưới chắc sẽ biết cách xử lý như thế nào. tiêu phàm liền nói theo sau đó. phương lê thản nhiên nói cũng không thể nói vậy được. đồng chí bên sở tỉnh chính là đồng chí bên bộ phận của viện kiểm sát và tòa án cách làm việc của họ vẫn còn nhiều thiếu sót tiêu phàm liền cười lên nhẹ giọng nói chú phương lúc trước khác bây giờ khác người ta nói mỗi chiều vua mỗi chiều thần khác nhau những đồng chí cấp dưới cách làm việc có chút thiếu sót chú phương chỉ cần dạy bảo một chút về cơ bản đã có thể tạo nên một sự thống nhất tốt hơn trong cách làm việc của họ rồi phương lê không khỏi thầm thở dài một cái vị vãn bối này của tiêu gia khả năng chính trị thiên phú quả là không giống người thường Lời nói sắc bén, chứa đầy ẩn ý như vậy, ông một chút cũng không quen. Nếu lúc đầu Tiêu Phàm không đi học đạo, gì đó mà an tâm phát triển về mặt thể chất, thì thành tựu ngày hôm nay, chỉ sợ là càng hơn hẳn những vị con cháu ba đời kiệt xuất nhất như Uông thuật bọn họ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phương Lê nhìn lướt nhanh qua gương mặt của Tiêu Phàm và Phương Do Mỹ, ánh mắt mà Phương Do Mỹ nhìn Tiêu Phàm, tràn đầy vẻ sùng bái và ái mộ. Cho dù là ở trước mặt người cha này của cô, cũng dường như là không thể che giấu được. Mà cũng có lẽ là, cô bé này căn bản là không có ý muốn che giấu. Phương Lê hơi ngẩn người ra trong giây lát. Bỏ qua hết tất cả những nhân tố khác mà nói thì, tiểu tử nhà họ tiêu với đứa con gái rượu của Phương ra, đúng là cũng rất môn đăng hộ đối, quả thật là trời sinh một cặp. Nhìn lại gương mặt tròn đỏ hồng mang vẻ giận dỗi trẻ con của đứa con gái rượu mình, Phương Lê lại khẽ lắc đầu. Tiểu Mỹ dù sao vẫn còn nhỏ, việc này để sau hãy tính vậy. Ánh mắt của Phương Lê bỗng nhiên trở nên khác lạ, làm sao mà tiêu phàm nhận không ra chứ? Mồ hôi lạnh nhất thời lại thoát ra, xem ra lời, tuyên ngôn, đó của Phương do Mỹ trong tiệc đính hôn của Diệp Linh, cũng chưa chắc cười là một lời nói đùa. Cũng vì Phương do Mỹ vẫn còn học cấp 3, nếu mà đã lên đại học, nói không chừng là đã bị phụ huynh của gia đình hai bên định sẵn hôn nhân luôn rồi. Tiêu phàm, cậu lần này đến thiết môn, đã báo cho bộ trưởng Tiêu biết chưa? Phương Lê ngay sau đó bèn không nghĩ tới, trung thân đại sự của bọn trẻ nữa, hỏi Tiêu Phàm với vẻ mặt khá nghiêm túc. Tiêu Phàm liền trả lời: "Đã báo cáo rồi, cha cháu cũng muốn cháu có thể bảo vệ an toàn cho Tiểu Mỹ, lúc cần thiết có thể sử dụng biện pháp mạnh." Trên mặt của Phương Lê cuối cùng cũng lộ chút vui vẻ, gật gật đầu, nói: "Cảm ơn sự quan tâm và thương mến của Tiêu bộ trưởng dành cho Tiểu Mỹ." Tiêu Phàm này Giúp ta chuyển lời cảm tạ đến Tiêu bộ trưởng. Lời này nhất định phải nói, Tiêu Trạm cũng đã bộc lộ một cách rõ ràng thái độ của mình, cũng chính là biểu thị tình hữu nghị giữa Tiêu gia và Phương gia. Không tiếc đắc tội với Hoàng đại bằng và thế lực đằng sau của Đồng Thiên Lỗi, Tiêu gia vẫn ra sức ủng hộ Phương Lê. Mặc kệ từ nay về sau Phương gia có dựa vào Tiêu gia hay không, Phương Lê vẫn phải bày tỏ thái độ như vậy. Cháu nhất định sẽ chuyển lời lại, trên khóe môi của Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười nhẹ dù có chút không hiểu lắm ý của hai người bọn họ nhìn thấy nét mặt tươi cười của bọn họ cuối cùng phương do mỹ cũng được thở phào nhẹ nhõm cười là tốt rồi cười là ba sẽ không mắng nữa phương lê lại cầm ly trà lên cười với tiêu phàm nói tiêu phàm tối nay không có việc gì phải về vội chứ nếu đã đến rồi thì hãy ở lại chơi vài ngày đi chú phương sẽ dẫn cậu đi thăm hỏi những đồng chí trong ban tiêu phàm cũng không có gì phải do dự liền gật đầu nói được ạ à, cảm ơn chú phương ha ha không cần khách sáo chú phương vậy cháu cũng không quấy dày chú nghỉ ngơi nữa tiêu phàm đứng dậy từ biệt với phương lê xem ra mục tiêu lớn đến yến bắc lần này về cơ bản đã đạt được những lời nói khi nãy phương lê nói cũng cho thấy là hiểu rõ rồi được rồi thời gian cũng không còn sớm nữa ta cũng không giữ cậu nữa tiểu mỹ thay ba tiếng tiêu phàm ca ca đi phương lê càng tỏ ra khách sáo hơn được à. Phương do Mỹ gương mặt liền trở nên hớn hở, cong eo với tiêu phàm, cười hì hì nói. Tiêu phàm ca ca, mời đi bên này. Tiêu phàm hơi cúi đầu chào Phương Lê, quay người đi ra ngoài, Phương do Mỹ hí hửng đi theo phía sau, tiến một mạch tới cửa lớn, nhìn tiêu phàm leo lên chiếc Mercedes Benz, Phương do Mỹ đột nhiên đưa đầu vào bên trong, chúng đôi môi hồng hào diễm lệ, hôn nhẹ lên má của tiêu phàm, sau đó nhanh chóng rút đầu về, vẫy tay về phía tiêu phàm, giọng giạc nói. Tiêu phàm ca ca, tạm biệt, về sau nhớ thường xuyên tới nhà chơi nhé. Tiêu phàm hơi ngẩn người ra, trên mặt hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. chương 279, Hỏa Phúc Vô Thường Tiêu phàm phương do Mỹ đường huyên ba người bọn họ vừa rời khỏi hội Kim Kiều, Phó Giám đốc Sở Trịnh liền ngay lập tức ra lệnh tiến hành lục soát. Trên thực tế, lúc này toàn bộ hội Kim Kiều cũng đã bị bao vây triệt để rồi, vô số cảnh sát và người mặc thường phục đã vây kín hội Kim Kiều đến mức nước cũng không thấm qua được, bày ra một thế phòng thủ không để lọt khỏi lưới con cá nào. Chỉ là hội kim kiều khá lớn, dù cảnh sát có nhiều đến đâu, nhất thời vẫn chưa có cách nào một lúc lục soát hết toàn bộ được, muốn bắt hết tất cả phần tử phạm tội, cũng cần có chút thời gian. Bên ngoài đã loạn hết cả lên rồi, nhưng đồng thiên lỗi lại không có chút lo lắng gì, một mình ngồi trong phòng hội nghị, nhấc máy điện thoại cố định đặt lên bàn trà lên, gọi một cú điện thoại. Phòng hội nghị vốn lộn xộn, giờ đã được thu dọn một cách gọn gàng, lão thường, lão địch và nhân đan hồ lão cửu đang nằm la liệt dưới đất cũng đã được khiêng ra ngoài. Mấy tên này, hẳn là cũng có thể câu thêm thời gian cho đồng thiên lỗi. Ở thành phố Thiết Môn, cái danh lão thường hung thần của trạm xe lửa không ai là không biết, hai tay dính đầy máu phạm tội, có thể nói là một con cá lớn, thực thụ. Theo lời dặn dò của đồng thiên lỗi, lão hạ đã biết phải làm thế nào để đối phó với đám cảnh sát đó. Diêm đại sư, rốt cục cũng đã thông được điện thoại, Đồng Thiên Lỗi lập tức đổi một giọng điệu khác nói, cung kính vạn phần, giống như biến thành một người khác vậy. Nếu mà vợ của gã ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên đến mức nhảy dựng cả lên. Không ngờ Đồng Thiên Lỗi lại gọi người ở đầu dây bên kia là Diêm đại sư. Đây, đây đúng là khiến người ta cảm thấy khó hiểu mà. Đồng Thiên Lỗi xưa nay đâu có tin vào những thứ này đâu. Ừ. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói bình thản, hết sức điềm tĩnh. Diêm đại sư tình hình là như vậy đó, tôi đã hoàn toàn dựa theo chỉ bảo của ngài mà làm rồi. Đồng thiên lỗi hơi hơi khom lưng, báo cáo lại toàn bộ tình hình qua điện thoại. Mặc dù nói khá ngắn gọn, nhưng những điều trọng yếu lại nói rất rõ ràng, không mơ hồ chút nào. Xiêm đại sư, kế tiếp tôi nên làm như thế nào? Đồng thiên lỗi bề ngoài điềm tĩnh khác thường, nhưng giọng nói đã có chút hơi run, có thể thấy ở bên trong của gã thật ra không được điềm tĩnh tự nhiên như bề ngoài diêm đại sư hơi trầm tư một chút mới chậm rãi nói thiên lỗi ta vẫn là câu nói đó đây là kiếp nạn lớn rất khó hóa giải một kiếp đổi một kiếp đã là cách tốt nhất rồi kiếp nạn này cậu tránh không được đâu tôi biết tôi biết mà diêm đại sư tôi chỉ muốn biết là kiếp nạn lớn này có thể đổi được hay không đồng thiên lỗi nhanh nhỏ nói mồ hôi trên trán chảy không ngừng không còn vẻ bình tĩnh khi đối mặt với tiêu phàm lúc nãy nữa có thể đổi hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Nhưng cậu nhất định phải nhớ rằng, đến đó, chỉ được nói chuyện của mình, đừng liên lụy đến người khác. Đây là mấu chốt mạng sống của cậu, cũng là mấu chốt để đổi kiếp nạn này, không thể nào làm bừa được. Giọng nói của Diêm Đại Sư, bổng chóc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Vâng vâng, tôi nhớ kỹ tôi nhớ kỹ rồi, xin Diêm Đại Sư yên tâm, tôi tuyệt đối không làm bậy đâu. Đồng thiên lỗi gật đầu không ngừng. Thật ra không cần Diêm Đại sư dặn dò, Đồng Thiên Lối cũng tự biết tính toán rồi, việc này thật sự không thể nào làm liều được, không ít người biết gã là người môi giới của Tiết gia, nhưng người khác biết là một chuyện, việc gã công khai hay không lại là một chuyện khác. Gã không khai, Tiết gia liền ném chuột sợ vỡ đồ, trăm phương ngàn kế đi bảo vệ tính mạng của gã. Nhưng một khi gã mà khai ra, tình hình lập tức thay đổi 180 độ, người đầu tiên muốn lấy mạng gã chính là Tiết gia chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Càng tiếp xúc nhiều với những hào môn quý tộc này, đồng thiên lỗi càng hiểu rõ sự đáng sợ của họ. Với khả năng của gã là tuyệt đối không thể nào đối phó được. Nhiều năm nay, gã có thể đứng vững ở thiết môn này, hưởng thụ vinh hoa phú quý, hơn phân nửa là vì trên đầu gã có khắc chữ tiết. Còn về phấn gã tự mình mở rộng mạng lưới quan hệ, tất nhiên cũng rất tài giỏi, nhưng so với tiết gia, quả thực là không thể sánh nổi. Tiết gia có thể đưa gã lên, cũng có thể đạp gã xuống. Phú quý vinh nhục thậm chí là hỏa phúc sinh tử, đều ở trong ý niệm nhất thời của một người. Diêm đại sư quả nhiên là cao nhân, mặc dù không hiểu rõ mấy tình hình của gã và tiết ra, chỉ với quẻ bói quái tượng mà đã có thể bói ra được hết tất cả một cách rõ ràng rành mạch. Vậy thì tốt, vị tiêu tiên sinh đó yêu cầu cậu làm những gì, cậu nhất định phải làm cho tốt. Cứ như bọn lão thường ở trạm xe lửa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, cậu đi chung với loại người này, Sớm muộn gì cũng bị chúng liên lụy đến chết. Nhân cơ hội, nhiều cỏ tận gốc đi, có thể trừ được thì cứ trừ bỏ hết. Cậu ở đây cũng yên tâm hơn được một chút, nếu không, bọn chúng thế nào cũng lại gây ra chuyện nữa cho xem. Diêm đại sư nặng giọng dặn dò, giọng điệu càng thêm trịnh trọng. "Vâng vâng, Diêm đại sư cứ yên tâm, tôi đã viết sẵn danh sách rồi, đều là những tên theo lão Thường làm loạn mấy năm nay, chết không có gì đáng tiếc." Tôi trước kia ném chuột sợ vỡ đồ, lần này có phương ra đích thân ra tay, chính là cơ hội tốt nhất." Đồng Thiên Lỗi lại vội vàng nói. "Lão thường ngạo mạn không chịu thuần phục, mấy năm nay tụ tập thành một đám toàn những kẻ thích liều mạng, ở trạm xe lửa Hoành Hành Bá đạo vô pháp vô thiên, Đồng Thiên Lỗi e ngại quan hệ lâu năm với bọn họ, sợ nhổ củ cải sẽ mang theo bùn, bấy lâu vẫn cứ chống lưng cho bọn họ. Tình hình lúc này ngược lại là một thời cơ tốt, trực tiếp mượn dao của Tiêu Phàm trừ khử bọn chúng." những tên quê mùa này, làm sao mà biết được sự đáng sợ của hào môn thế gia. Muốn gỡ yêu ta ếch chết bọn chúng, tiêu phàm căn bản còn không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần một câu nói, thậm chí là chỉ cần một cái liếc mắt, cũng đủ rồi. Tự động sẽ có người thu thập bọn chúng một cách gọn gàng sách sẽ, không để sót lại bất cứ thứ gì. Giống như những gì Diêm Đại Sư đã nói, chưa bỏ hết những tên này, đồng thiên lỗi cho dù ở trong đó cũng có thể yên tâm hơn. Chờ sóng gió qua đi, mới tìm nguyên cớ của căn bệnh, không phải là dễ dàng thoát tội hơn sao. Điều may mắn là mấy năm nay, bấy lâu vẫn luôn giữ lại đường lui cho bản thân. Đề phòng trước, đây đều là nhờ chỉ điểm của Diêm Đại sự. Cho dù sau khi ra tù không thể nào uy phong như trước nữa, ít ra cũng có thể sống an nhàn vô tư. Một đời người như vậy, uy phong được 20 năm, còn không đủ sao. Làm người không nên quá tham lam. Diêm Đại Sư, thiên lỗi, cậu không cần nói thêm nữa, cứ việc chiếu theo chỉ bảo của ta mà làm, có thể thoát khỏi kiếp nạn này hay không, phải xem tạo hóa của cậu thôi. Ta cũng chỉ có thể giúp cậu đến đây, nghịch lại ý trời, ta thật sự không có bản lĩnh đó. Siêm đại sư khiêm tốn quá rồi, ngài chính là thần tiên sống, tôi thật sự vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Đồng Thiên Lối cầm điện thoại cúi đầu khom lưng, gương mặt cảm kích, thật sự là xuất phát từ nội tâm, không giống như là đang giả vờ. Diêm đai sư dăn dò thêm một hai câu, sau đó liền cúp điện thoại. Cũng vào lúc này, cánh cửa gỗ lim lớn của phòng hội nghị bị đạp ra, rất nhiều khẩu súng đen ngòm chĩa về phía trước. Không được nhúc nhích, nhiều tiếng nói đồng loạt vang lên. Trên miệng của đồng thiên lối hiện lên một nụ cười trào phúng, không vội không vàng từ từ cúp điện thoại, giơ thẳng hai tay lên, ngược lại không để mất khí chất của một thảo mãng hào kiệt. Cả phòng hội nghị chỉ có mình đồng thiên lối, Phó Giám đốc Sở Trịnh vẫn đứng sau nhóm cảnh sát phòng chống bạo động trang bị đầy đủ súng đạn, nhìn đồng thiên lỗi một cách lạnh lùng. Phòng hội nghị này rất lớn, ai mà biết được bên trong còn có đồng bọn nào mai phục sẵn. Phía sau những chiếc sofa đó đều có thể núp được. Đồng thiên lỗi ở trong thế giới ngầm của thiết môn đỉnh đỉnh đại danh, ai cũng nghe qua, uy danh của đồng lão đại. Phó giám đốc sở trịnh và đồng thiên lỗi không xa lạ gì nhau, trước đây còn ăn cơm với đồng thiên lỗi không chỉ một lần, chỉ là giờ tình hình đã khác, tất nhiên là phải cẩn thận một chút. Phó giám đốc sở trịnh không tin hạng người như vậy có thể nói nghĩa khí được. Chẳng may ngoan cố chống cự, tình thế cấp bách, bị gã chơi sỏ thì sao? Cho dù không bị thương, cũng sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Phó giám đốc sở trịnh, không cần khẩn trương như vậy, đây chỉ có mình tôi. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi sẽ phối hợp tốt, tuyệt đối không gây sự đâu. Đồng thiên lỗi giơ hai tay lên, từ từ bước đến, trên miệng vừa mới biến mất nụ cười châm chọc, giờ lại hiện lên trở lại. Sắc mặt của những người như vậy, đồng thiên lỗi đã gặp không ít. Trên danh nghĩa, một người đi đường dương quan, một người đi cầu độc mộc, băng với than không thể chung lò. Về bản chất, mọi người thật ra không có gì là khác biệt, đều là cùng một loại người. Nếu đồng thiên lỗi lúc trước đi con đường thể chế, có lẽ đứng sau lưng nhóm cảnh sát đặc công diệu võ dương oai bây giờ là phó giám đốc sở đồng mới đúng đời không như mơ, thế sự như thế cờ, có mấy ai có thể nói trước được. Nhìn thấy đồng thiên lỗi từng bước tiến lại gần, bên trong phòng hội nghị im phăng phắc, không có biến đổi khác thường gì, trịnh thính trưởng cuối cùng cũng ngầm thở phào nhẹ nhóm, mặt nghiêm trở lại, vung tay lên, quát lớn. Giải đi! Dạ! Vài tên cảnh sát đồng thanh trả lời, tiến lên còng tay đồng thiên lỗi. Đồng thiên lỗi quả nhiên rất hợp tác, không có chút phản kháng gì, chỉ là trên nụ cười châm chọc trên miệng, càng lúc càng rõ ràng. Bên hội Kim Kiều đang náo động lớn, tiêu phàm lúc bấy giờ lại đang lái chiếc Mercedes-Benz, chậm rãi chạy về phía nhà khách ở tỉnh ủy Yên Bắc. Thường thì, nếu hắn lấy thân phận cá nhân đến Yên Bắc, sẽ không ở nhà khách của tỉnh ủy. Quá câu nệ. Tuy nhiên lần này, hắn lại là người đại diện cho tiêu gia đến Yên Bắc để, hòa giải, tất nhiên là có sự khác biệt lớn, cái gì nên câu nệ thì phải câu nên một chút. Nhà khách của tỉnh ủy cách viện tỉnh ủy thường vụ không xa lắm, đi xe vài phút là đến, xe hơi vẫn chưa đến nhà khách, thì di động vang lên. Nhất thiếu ra, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hơi khan khan, nhưng vẫn mang vẻ cực kỳ tao nhã mê người của cơ kinh xa. Cơ tổng, tiêu phàm cười nhẹ, cơ kinh xa lúc này gọi đến, hẳn là có ý muốn nói chuyện bên hội kim kiều đã kết thúc rồi. Quả nhiên, tiếp đó cơ kinh xa nói. Nhất thiếu ra, phó giám đốc sở trịnh đã thu đội. Tất cả đều xa lưới, không để thoát tên nào tôi vừa mới nhận được tin tức bên trạm xe lửa cũng đã bắt đầu hành động rồi danh sách mà tên đồng thiên lỗi đưa ra có lẽ cũng sẽ không để tên nào lọt khỏi lưới cơ kinh sa tuy không có tham giam hành động đêm nay nhưng lại nắm rất rõ tình hình đệ nhất thế lực dân gian của yến bắc quả nhiên là danh bất hư truyền tôi tin những đồng chí của yến bắc nhất định có thể lo tốt việc này nhưng mà cơ tổng tôi có kiến nghị này mời nhất thiếu gia cứ nói khoảng thời gian này, cô đi thủ đô nghỉ ngơi một lúc đi, qua hai ngày tôi cũng về đó, đến lúc đó cùng uống trà đi. Tiêu phàm nói không vội vàng hấp tấp, giọng điệu không chút sợ hãi. Cũng được, đề nghị của nhất thiếu gia tôi hoàn toàn đồng ý, tôi bây giờ sẽ đi ngay, đến thủ đô đợi nhất thiếu gia uống trà. Được, như vậy tốt lắm. chương 280, vợ kế. Giữa trưa, một chiến Mercedes-Benz đen bóng loáng xuất hiện ở cửa đại sảnh của một tiệm cơm lớn ở Thiết Môn, Lần này, Tiêu trưởng phòng đi đơn độc một mình, không có dẫn theo nữ vệ sĩ kề cận của mình. Đến đây để dự tiệc, còn là tiệc của Hoàng đại bằng mời, Tiêu trưởng phòng không muốn phô trương quá. Phó bí thư tỉnh ủy của Yên Bắc, Hoàng đại bằng, Tiêu phàm cũng đã nghe danh tới. Đây chủ yếu là vì vị trí địa lý đặc thù của Yên Bắc, cảnh vệ kinh sư, Hoàng đại bằng thân là một đồng chí lão thành trong ban tỉnh ủy, nên ngay cả Tiêu trưởng phòng của cục tôn giáo cũng biết tới ông ta. Nếu đổi lại là một người khác ở những tỉnh xa xôi, chưa chắc tiêu trưởng phòng đã nghe nói tới. Hoàng Đại Bằng là một người rất cổ hủ, tuổi đã ngoài 60, đã là người quá tuổi giữ chức phó cán bộ cấp tỉnh chờ nghỉ hưu. Tất nhiên là những người như Hoàng Đại Bằng nhân vật lão thành giống như vậy của tỉnh ủy, thông thường khi rời bỏ chức vụ thực quyền, sẽ được đưa về làm ở vị trí cấp bộ trưởng để dưỡng già chờ nghỉ hưu. Nhưng nếu công việc thích hợp, cấp trên cũng đồng ý đề bạt, đưa lên làm ở một chức vụ có thực quyền nhất định cũng không phải là không có. Đêm qua Phương Lê nói sẽ dẫn hắn đi gặp mấy vị đồng chí, tiêu phàm biết thế nào cũng là sẽ đi gặp Hoàng Đại Bằng. Đã nhúng tay vào thế cục của Yến Bắc, như vậy đại diện cho tiêu gia, gặp mặt Hoàng Đại Bằng, thể hiện thái độ của tiêu gia cũng là đều cần thiết. Do Phương Lê làm người giới thiệu trong lần gặp mặt này, thật ra cũng đã nói lên hết mọi vấn đề. Chỉ ít thì khoảng thời gian này làm việc ở Yên Bắc, Phương Lê đã sớm nhận định sẽ liên thủ với tiêu gia. Sau này chỉ cần không xảy ra việc ngoài ý muốn quá lớn, Phương gia nhất định sẽ tiếp tục trở thành bạn đồng minh của tiêu gia. Theo góc độ chính trị mà phân tích, thêm vài năm nữa, đợi Phương do Mỹ trưởng thành, đạt tới tuổi kết hôn theo pháp lý, nếu thực sự được gả cho tiêu phàm, như vậy hai nhà sẽ trở thành thông gia, đây so với quan hệ đồng minh chính trị còn đáng tin cậy hơn nhiều. Việc như vậy, trong thế cục chính trị lớn như vậy là việc thường xuyên xảy ra sau khi Phương do Mỹ công khai chủ quyền, Phương Lê và Nhiêu Vũ Đình cũng chưa từng cấm cô và tiêu phàm qua lại, cũng đã nói rõ mọi thứ. Tiêu phàm của một năm trước, đương nhiên sẽ không phải là người thích hợp để chọn làm chàng rể đông sàng của Phương gia, tuy nhiên sự việc vẫn luôn trong đà biến hóa. Theo như biểu hiện mấy tháng nay của tiêu phàm, đứa cháu đích tôn này của tiêu gia, quả thật là không giống như lời đồn của thiên hạ là không màng thế sự, chỉ lo theo đuổi trường sinh đại đạo. Xử lý những chuyện thế tục này, không ngờ lại lại khéo léo lợi hại như vậy còn trở thành một nhân vật lớn nữa ngay cả thái độ của tiêu chạm đối với hắn cũng có sự thay đổi rất lớn chỉ cần tiêu phàm một lần nữa được trưởng bối của tiêu gia công nhận thân phận hào môn thế gia của tiêu phàm tai kinh sư lập tức sẽ phát sinh sự biến hóa kinh thiên đông địa thân là một đại hào môn nhất nhì của nước cộng hòa đứa cháu đích tôn được trưởng bối trong nhà coi trọng thật sự là không phải nhỏ phương gia kết thân với tiêu gia đúng ra là có chút với cao nữa giống như uông gia đại thiếu gia uông thuật đô không biết có bao nhiêu tiểu thư thiên kim thế gia muốn gả cho anh ta phương lê ra quyết định như vậy cũng không ngoài dự đoán huống hồ gì tiêu phàm và tiêu gia còn đích thân ra mặt giải quyết khó khăn cho ông ta chỉ cần vấn đề này được giải quyết không cần bao lâu một khi phương lê đứng vững ở yến bắc sẽ không còn ai dám dở thủ đoạn tương tự với ông ta nữa tuy nhiên việc hoàng đại bằng đích thân mời khách ở nhà hàng lớn của thiết môn vẫn là có chút ngoài dự đoán của tiêu phàm vốn dĩ cứ tưởng rằng đông đạo chủ ở đây sẽ do phương lê làm chọn một nơi thanh tịnh tương đối khiêm tốn như vậy để gặp mặt cũng đã đạt được mục đích ai ngờ đông đạo chủ lại là hoàng đại bằng địa điểm đãi tiệc vẫn là nhà hàng lớn của thiết môn nhà hàng này có lẽ không phải là nhà hàng hào hoa nhất ở thiết môn nhưng tuyệt đối là nhà hàng nổi tiếng nhất lịch sử của nhà hàng này thật sự rất lâu đời từ thời tiền triều đã có tiếng tăm lừng lẫy được xem là nhà hàng lớn có tiếng nhất trong khu vực bắc trực lệ sau khi lập quốc, đã xây dựng mở rộng thêm gây tại vị trí này, vẫn lấy tên là nhà hàng Thiết Môn, bấy lâu nay vẫn là nơi được dùng để chiêu đãi đơn vị của chính phủ tỉnh ủy tỉnh Yên Bắc. Những năm tháng đó, cán bộ các nơi đến đây để dự hội nghị và khảo sát, đều lấy làm vinh dự khi được mời đến đây dùng cơm. Nhất là những người có chức vụ tương đối khiêm tốn, nếu có cơ duyên được dùng cơm ở đây một lần, lúc quay về chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Đây được xem như là bằng chứng chứng tỏ đã từng trải qua thế sự đây. Mercedes-Benz vừa mới ngừng lại ở cửa đại sảnh cổ kính của tiệm cơm, lập tức đã có phục vụ mặc đồng phục làm việc tiến lại mở cửa xe. Một vị phu nhân ba mươi mấy tuổi cùng một người đàn ông trung niên cũng chạc tuổi đứng cách đó không xa, mắt nhìn tiêu phàm, mỉm cười. Tiêu phàm vừa xuống xe, người đàn ông trung niên mặc đồ tây đó lập tức bước tới, cười nói tiêu trưởng phòng. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu. Gương mặt của người đàn ông trung niên đó sáng lên, liền bắt tay với tiêu phàm, cười chân thành nói, tiêu trưởng phòng, chào ngài, chào ngài, tôi là Lý Văn Đạo, nhân viên làm việc trong văn phòng của Phó Bí Thư Hoàng. Tiêu Phạm Liên giật mình. Không ngờ đây là thư ký của Hoàng Đại Bằng. Không biết vị phụ nhân trang điểm tinh tế kia là thân phận gì, vừa lúc nãy hình như Lý Văn Đạo không đứng ngang với bà ta, có chút hơi lùi về nửa người. Trên quan trường, những chi tiết này phải rất chú ý tới, từ đó cho thấy, vị nữ đồng chí tuổi có vẻ còn nhỏ hơn Lý Văn Đạo 1-2 tuổi này, thân phận địa vị nhất định cao hơn so với Lý Văn Đạo. Gương mặt của vị phu nhân này tròn như trăng, ngũ quan đoan chính, dáng người đầy đặn, tướng người đầy phúc khí. Ánh mắt của Tiêu Phàm nhìn sơ qua bà ta, liên đoán được bảy tám phần. Lý Văn Đạo rất nhanh đã dẫn Tiêu Phàm đến trước mặt quý phu nhân đó, tươi cười giới thiệu nói: "Tiêu trưởng phòng, đây là chủ nhiệm Chu, vợ của phó bí thư Hoàng." Quả nhiên là vậy. Vị Chu chủ nhiệm này hiện rất rõ dáng vẻ của một cáo mệnh phu nhân. Theo cách nói của người xưa, phu quân của người này ít nhất cũng là quan nhị phẩm. Chỉ là tuổi tác của vị phu nhân này hẳn là vẫn chưa tới 40, so với hoàng đại bằng cách tới 20 tuổi, theo suy đoán có lẽ không phải là vợ cả mà là vợ kế. Về việc cô ta là chủ nhiệm của đơn vị nào, Lý Văn Đạo không có đề cập tới, Tiêu Phàm cũng càng không truy hỏi đến cùng, theo thường lệ, phu nhân của lãnh đạo tỉnh ủy thông thường sẽ có một chức vụ tương đối thanh nhàn để tiện cho việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho chồng làm lãnh đạo của mình. Tuy nhiên Chu chủ nhiệm thì vẫn còn khá trẻ, tràn đầy bản quyền võ y gờ quyền lực, đang giữ chức vụ trọng yếu ở bộ cũng không biết chừng. Tiêu phàm không quan tâm đến chuyện này. Vợ của Hoàng Đại bằng đích thân đến trước sảnh để nghinh tiếp hắn, có thể nói là rất chu đáo, 10 phần là rất nể mặt hắn. Với uy danh hiển hách của tiêu gia, cho dù là ở thành phố thủ đô, những người có gan chậm trễ với tiêu nhất thiếu gia cũng không nhiều, càng không cần nó ở địa phương, tấm chiêu bài chữ vàng đó thật sự là rất sáng chói. Chu chủ nhiệm, chào cô. Tiêu phàm lễ độ bắt tay với quý phu nhân, chào hỏi rất khách sáo. Nếu là vợ cả của Hoàng Đại Bằng, tuổi ngoài 60, tiêu phàm gọi một tiếng, cô, cùng không có gì là quá, nhưng nếu đã là vợ ghế rồi thì, qua loa một chút cũng không sao. Hai mắt của Chu chủ nhiệm sáng rực lên, sớm đã nhìn mặt đánh giá tiêu phàm rất lâu, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên được che giấu rất khéo thân là vợ của quan chức tỉnh ủy tỉnh Yên Bắc, con cháu hào môn quý tộc cũng đã gặp không ít, nhưng đứa cháu đích tôn này của tiêu gia, một siêu cấp đại hào môn như vậy, tất nhiên là sẽ rất khác. Những người có xuất thân giống tiêu phàm ví dụ như Uông Thuật Đô chẳng hạn, được xưng là những đứa cháu ba đời kiệt xuất nhất, tiền đồ tương lai không thể lường được. Chỉ cần không xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn, trong tương lai cả một nước Cộng Hòa nhất định cũng sẽ do những con người này nắm giữ. Chỉ là nghe nói vị trưởng tôn của tiêu gia này, lại không muốn phát triển về mặt này cho lắm, quả thật là đáng tiếc. Tiêu trưởng phòng, chào ngài. Loại ngạc nhiên và đáng tiếc này, tất nhiên là không biểu lộ trên mặt, chu chủ nhiệm chủ động đưa bàn tay nhỏ trăng trắng mềm mại đầy đặn của mình ra, tươi cười đáp lễ. Chu chủ nhiệm quả nhiên không phải là một người có tính ít nói trầm tính, những câu nói khách sáo thốt ra từ miệng rất lưu loát, nói được một trận, sau đó mới mỉm cười quay sang Lý Văn Đạo nói, Lý chủ nhiệm, phiền anh dẫn tiêu trưởng phòng vào bên trong. Vâng vâng, tiêu trưởng phòng, mời hướng này." Lý Văn Đạo dẫn Tiêu Phàm lên lầu 2, Chu chủ nhiệm thì vẫn đứng trước sảnh lớn, nói như vậy là vẫn còn có vị khách khác đến, hơn nữa còn quan trọng không kém gì Tiêu Phàm trong mắt của Đông Đạo chủ chủ nhân buổi tiệc cần vợ của Hoàng đại bằng đích thân đón tiếp ở đại sảnh. Tiêu Phàm hơi động tay trái, bấm một quẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, thoáng hiện lên một nụ cười, hơi mang chút ý mỉa mai. Nhà hàng Thiết Môn danh tiếng hiển hách, nhưng lại không phải là tòa nhà cao ốc gì ngược lại chỉ là một tòa nhà 5 tầng, không có gắn thang máy. Mặc dù nhà hàng này trước sau đã tiến hành tân trang nhiều lần cũng khá quy mô, vẫn mang vẻ rất cổ kính, đi trên cầu thang luôn thấy đá cẩm thạch đen tuyền sáng lấp lánh, năm tháng không tài nào che lấp được. Tiêu phàm ngược lại rất thích như vậy. Lý Văn Đạo dẫn tiêu phàm đến một căn phòng ăn riêng lớn có cửa đóng hờ, vẫn chưa đến cửa, thì đã nghe thấy bên trong phát ra một tràn cười cực kỳ sảng khoái, nghe thì có vẻ khá giả nua, chỉ là tiếng cười tuy lớn, nhưng lại có chút hơi gắng sức chân mày của tiêu phàm trong lúc vô ý đã có chút hơi nhân lại lý văn đại hạ giọng nói là phó bí thư hoàng chắc là đang nói chuyện với bí thư phương tiêu phàm mỉm cười gật đầu nếu đã là hoàng đại bằng mời khách phương lê làm bồi hai người này tới trước cũng là lẽ đương nhiên nhân viên đứng ở cửa có lẽ cũng rất quen thuộc lý văn đạo lúc hai người tới liền mở cửa cho họ ngay phòng ăn riêng này không lớn lắm Cách bày trí cũng giống với cả nhà hàng, bên cạnh cái bàn ăn cổ kính, đã có ba người ngồi sẵn, một vị cán bộ lão thành thân hình cao to, mặt vuông tai to, gương mặt khá đỏ, không nghi ngờ gì nữa chính là đông đạo chủ Hoàng Đại Bằng. Ngồi bên cạnh Hoàng Đại Bằng, chính là Phương Lê nét mặt nho nhã. Nhưng điều mà thật sự làm tiêu phàm bất ngờ nhất chính là cô bé diễm lệ vô song, răng trắng tinh, đôi mắt sáng long lanh ngồi bên cạnh Phương Lê, đó chính là Phương do Mỹ. Không ngờ yến hội như vậy, Phương Lê lại dẫn đứa con gái rượu của mình theo. Chỉ có điều tiểu nha đầu lúc này, lại ngồi rất khép nép lễ phép bên cạnh Phương Lê, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng người, nét mặt mỉm cười, mắt nhìn hai vị trưởng bối nói chuyện, muốn thuộc nữ bao nhiêu là thuộc nữ bấy nhiêu. Đây mới chính là phong thái của một đại tiểu thư nhà họ Phương. Tiêu Phàm vừa vào cửa, đôi mắt trong vắt sáng long lanh của Phương do Mỹ liền nhìn thẳng về phía Tiêu Phàm, sáng rực lên, vẻ rất mừng rỡ, còn mang một chút gì đó vẻ e thẹn. Có lẽ tiểu nha đầu nhớ đến lúc đêm qua tiêu phàm giờ khỏi biệt thự. Lúc ấy cô đã lấy hết súng khí hôn lên má của tiêu phàm, lúc quay vào trong, tim của cô thật sự đã nhảy loạn hết cả lên đến nửa đêm mới có thể bình lặng trở lại. Audio điện tử võ tấn bền chương 281, cô cháu tiết ra tiêu phàm đến rồi sao? Lại đây, mau qua đây. Vừa thấy tiêu phàm, Phương Lê đã đầy vẻ tươi cười, vẫy tay về phía tiêu phàm bộ dạng nhiệt tình quen thuộc chào chú phương tiêu phàm bước nhanh đến hơi khom người với phương lê ha ha tiêu phàm à vị chính là phó bí thư hoàng phó bí thư hoàng đây chính là tiêu phàm mà tôi nói với anh đại công tử của tiêu bộ trưởng tiêu phàm lại quay mặt về phía hoàng đại bằng cung kính nói phó bí thư hoàng chào ngài hoàng đại bằng nhìn trên dưới đánh giá tiêu phàm một chút mới từ từ đứng dậy bắt tay với Tiêu Phàm, cười nói, "Tiêu trưởng phòng, chào cậu." Xương bàn tay của Hoàng Đại Bằng khá lớn, vô cùng ấm, tuy nhiên bắt tay lại không có lực lắm, lúc nói chuyện cũng có chút gắng sức, dường như khí trong người có chút không đủ, đường hô hấp không thông thoáng cho lắm. "Phó bí thư Hoàng, xin cứ gọi tên tôi được rồi." Tiêu Phàm nói chuyện khách sáo, ngón tay thon dài nhẹ ấn một cái, rất tự nhiên nhưng đã có thể dò được mạch tượng của Hoàng Đại Bằng, khóe mắt hơi lay động một chút. "Ha ha." được được lại đây mời ngồi hoàng đại bằng cười ha ha nói sau khi hàn huyên tiêu phàm liền ngồi bên cạnh phương do mỹ tiểu nha đầu liền cười một cái hai má trên gương mặt trắng nõn ẩn hồng khẽ cắn làn môi đỏ bóng tiêu trưởng phòng lão gia tử có khỏe không tiêu phàm vừa mới ngồi xuống hoàng đại bằng liền hỏi nếu là gia đình bình thường đây là một câu hỏi thăm rất bình thường nhưng ở tầng lớp như vậy đề tài này lại tương đối nhạy cảm huống hồ gì lão gia tử đã già vừa mới bệnh nặng một trận, suýt chút nữa không thể từ bệnh viện quay về rồi. Sức khỏe của lão gia tử trực tiếp can hệ tới sự ổn định của cục diện này. Nhưng xem ra, hoàng đại bằng thần sắc khá tự nhiên. Ông ta khá cổ hữu nên chắc cũng không để ý chuyện kiêng kỵ này lắm. Tiêu phàm liền khom khom người, cung kính nói cảm ơn phó bí thư hoàng đã quan tâm, sức khỏe của ông nội vẫn khá tốt. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lão gia tử sức khỏe vẫn tốt, là một chuyện tốt trụ cột vẫn còn vững vàng hoàng đại bằng lại tán dương một phen tiếp đó thì cười ha ha cùng tiêu phàm tán gấu việc chuyện nhà phương lê thỉnh thoảng lại chem vào một vài câu không khí ở đây vô cùng hòa hợp nhưng phương do mỹ lại bắt đầu ngồi không yên rồi lúc tiêu phàm chưa đến cô bé còn rất giữ tinh thần giả bộ làm một cô bé hết sức thục nữ bây giờ tiêu phàm đã xuất hiện lại ngồi kế bên cô nữa tim của tiểu nha đầu bây giờ đập loạn cả lên làm sao có thể giữ bộ dạng thục nữ của mình nữa chỉ là ở trước mặt hoàng đại bằng lén thôi cũng chưa dám nắm tay của tiêu phàm ở dưới bàn chỉ có thể lấy di động ra cúi đầu xuống chơi trò chơi ở dưới bàn lại còn không thể lên tiếng làm phương đại tiểu thư cô buồn bực vô cùng dù là vậy thôi cũng bị phương lê trừng mắt nhìn một cái cô nàng nhất thời không nhịn được nữa ngẩng đầu lên hỏi bác hoàng còn có vị khách nào đến nữa không ạ không phải tiêu phàm đã đến rồi sao tại sao vợ của ông và phó bí thư kia vẫn chưa đến chúng ta ăn sớm kết thúc sớm ai về nhà nấy đi ngồi như vậy có gì vui chứ hoàng đại bằng cười nói đúng vậy còn mời hai vị khách nữa vậy à là ai vậy sao còn chưa tới phương do mỹ liền bĩu môi hai vị khách này ghê gớm thật cả phó bí thư tỉnh ủy yến bắc và bí thư đảng ủy công an tỉnh đều phải chờ đợi họ cả tiêu nhất thiếu ra cũng đã đến rồi vậy mà còn chưa thấy bóng dáng của các người đâu đây thật sự là hơi quá phô trương rồi đấy ha ha sẽ đến ngay thôi hoàng đại bằng đưa tay lên nhìn đồng hồ cười ha ha nói tiểu mỹ à cháu có phải là đói rồi không nếu là đói rồi thì cháu ăn trước đi bộ dạng ngược lại rất thương chiều cô phương do mỹ lắc lắc đầu nói không sao đâu cháu không đói cháu muốn hỏi là khách gì vậy ở xa lắm sao tiểu mỹ chờ đến sốt ruột rồi hả? Chính vào lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên ở ngoài cửa. Vừa nghe thấy giọng nói này, Hoàng Đại Bằng và Phương Lê đều đứng dậy cả. Cho thấy vị này, đúng thật là một nhân vật lớn, ngay cả Hoàng Đại Bằng và Phương Lê cũng không muốn thất lễ. Di tiết, trên mặt Phương do Mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền đứng vậy, liếc nhìn tiêu phàm một cái. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, tỏ ý rằng đã biết vị khách ấy chính là di tiết cửa phòng bao riêng liền được đẩy ra, chu chủ nhiệm đích thân đưa vị phụ nữ trung niên ngoài 40 này đi vào, vẻ mặt tươi cười, làm ra vẻ là được mời. Diện mạo của người này không xinh đẹp gì, cùng lắm cũng chỉ ở tiêu chuẩn trung bình, mấu chốt là ở chỗ khí chất tao nhã xuất chúng, bộ áo sanen ke rùa vừa thân, càng bộc lộ khí chất tao nhã đó. Nghe đồn rằng chính là bạn học thời đại học của Đồng Thiên Lỗi, đời con cháu thứ hai của Tiết Gia, Tiết Lan. Theo sau Tiết Lan là một vị thanh niên, không xa lạ gì đối với tiêu phàm, đó là bạn học của hắn, là bạn bè thân thiết của Uông Thuật Đô, làm việc tại hội giám sát chứng khoán, Tiết Đào. Trong đám của Uông Thuật Đô, Tiết Đào là quân sư quạt mo, có tiếng, không ngờ lại theo cô của mình Tiết Lan đến Thiết Môn. Xem ra lần này, đúng thật là làm mọi người phải kinh ngạc. Việc đứa cháu đích tôn của tiêu gia đột nhiên xuất hiện, nhúng tay vào công việc nội bộ của Yến Bắc, thật sự đã gây nên sự chú ý của mọi người. Trong thế cục chính trị, con quái vật lớn này của tiêu gia bất kể là đi đến đâu, cũng sẽ là một kiếp mã hết sức quan trọng. Đòn bí mật ra thêm phân lượng trong đàm phán. Bây giờ Tiết Lan đích thân đến Yến Bắc, còn mang theo đứa cháu được xưng là quân sư của mình, cũng là hợp tình hợp lý. Bề ngoài bọn họ là được mời đến. Được nhân vật số 3 của tỉnh ủy Yến Bắc mời, đúng là rất có phân lượng. Về phần lý do của Hoàng Đại Bằng càng rõ ràng hơn, ban đầu vốn là tam quốc phân tranh giờ biến thành đại chiến bốn phương tiêu gia nhúng tay vào là ngoài ý muốn ông ta thật không muốn một mình đối phó với thế liên thủ của tiêu gia và phương gia nên nhất định phải mời cả tiết lan đến đây mọi người gặp mặt nhau đôi bên cũng sẽ biết cách tính toán sau này mối quan hệ này phải xử lý như thế nào thế cục này phải sắp đặt như thế nào phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới được đương nhiên tiết lan cũng có thể cự tuyệt lời mời của hoàng đại bằng mượn cớ nào đó từ chối, nhưng nếu như vậy, Hoàng Đại Bằng một mình khó mà đối phó được với sự liên thủ của Tiêu Gia và Phương Gia, có lẽ sẽ dẫn đến thỏa hiệp với Phương Lê, khả năng này rất lớn. Trong lúc Đồng Thiên Lỗi đang bị công an bắt giữ, tình hình như vậy, thật sự là Tiết Gia không muốn thấy chút nào. Nếu chẳng may Đồng Thiên Lỗi, không hiểu chuyện, phu cáo những việc ở hiệu tử, Tiết Gia rất có thể sẽ bị liên lụy. Tuy là tính khả năng của chuyện này rất thấp, nhưng cũng nên đề phòng trước. Người bình thường nếu nắm trong tay cả đống khẩu cung của đồng thiên lỗi, cũng chưa chắc làm gì được tiết ra, nhưng tiêu ra và phương gia thì khác, điều này đủ để tạo thành một mối uy hát yêu ta ép to lớn cho tiết gia. Điều quan trọng nhất là, tại sao tiêu ra bỗng nhiên lại nhúng tay vào Yến Bắc, còn ủng hộ phương lên một cách công khai như vậy? Vấn đề này nhất định phải làm rõ. Nếu không, đây là bố cục quan trọng của tiêu gia. Cộng thêm việc tiêu lão gia khoảng thời gian này tự nhiên trở nên khỏe mạnh, càng khiến cho những thế lực lớn ở khắp nơi trở nên cẩn trọng hơn. Tám người bên trong phòng ăn, chia làm bốn phe, trừ phương do Mỹ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện ra, mỗi người đều có một tâm cơ riêng. Tiết chủ nhiệm, xin chào xin chào. Hoàng đại bằng chủ động tiến tới phía trước, cùng Tiết Lan bắt tay Hàn Nguyên. Chức vụ của bản thân Tiết Lan không cao lắm, cán bộ cấp chính cục. Tuy nhiên mấy năm gần đây, biểu hiện của Tiết Lan cũng rất đáng chú ý, rất nhiều lúc đều là phát ngôn đối ngoại, Đại diện cho Tiết gia, vị trí đảm nhận xem là cũng vô cùng quan trọng. Phương Lê và Hoàng Đại Bằng nói chuyện ngang hàng với cô ta, chủ rộng đứng lên chào đón, cũng xem như là không quá đa lễ. Ở trước mặt Hoàng Đại Bằng, Tiết Lan càng tỏ ra khách sáo. Đến lượt Phương Do Mỹ, đôi mắt của Tiết Lan liền sáng lên, miệng khen không ngừng, "Ồ, là tiểu Mỹ đây sao? Mấy năm không gặp, đã lớn chừng này rồi à, lại còn xinh đẹp nữa." chật chật đẹp đẹp vừa xong vừa nắm lấy tay của Phương do Mỹ. Không ngừng vuốt ve, vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên. Phải nói tiểu nha đầu này quả thật là rất xinh đẹp, dáng người cao thon thả, ngũ quan đều đẹp một cách tinh tế, nhất là đôi mắt to tròn, hệt như bồ đào thủy tinh, long lanh linh động khác người thường, rất đáng để Tiết Lan khen ngợi không dứt. Rốt cuộc cũng vẫn là bản tính trẻ con, được người khác khen, Phương do Mỹ trên mặt đầy vẻ hưng phấn, hai má ẩn hồng. Chào gì Tiết Hạ? Tiêu Phàm thì ở bên cạnh cười hỏi thăm, "Cháu của Tiết Lan, Tiết Đào là bạn học chung trường với hắn, gọi một tiếng gì như vậy ngược lại cũng khá thuận miệng." "Đây là à, Tiêu Phàm." Tiết Lan vẻ mặt đầy bất ngờ, liền buông tay Phương Do Mỹ, quay qua bắt tay với Tiêu Phàm, đánh giá từ trên xuống dưới, hệt như trước đó không hề biết sẽ gặp Tiêu Phàm ở đây. Phương Do Mỹ vốn dĩ còn rất cảm kích Tiết Lan, ngay lập tức liền giống như bị dội gáo nước lạnh, lòng nhiệt tình liền tụt xuống mất ngầm bĩu môi của mình lên. Giả bộ gì đây? Không phải bởi vì tiêu phàm đến thiết môn, thì các người có vội vã chạy tới đây không? Thật ra, tiểu nha đầu quả thật là có chút, vụ oan, cho Tiết Lan. Tiết Lan tất nhiên là vì tiêu phàm mà chạy tới đây, nhưng lại hoàn toàn không biết Hoàng Đại Bằng đã an bài cùng ăn cơm như vậy. Xem ra Phó Bí Thư Hoàng đang tính khoái đao chém loạn mã, một lần nhìn rõ, là bạn là địch, cứ lộ ra hết, không chơi trong tối nữa đây cũng phù hợp với tính cách của hoàng đại bằng nói dễ nghe một chút là cũng khá là ngay thẳng đánh giá thấp một chút thì là chẳng biết cách giữ bình tĩnh tiêu phàm cậu lúc nào đến thiết môn vậy tiết lan căn bản là không thèm để ý đến tâm trạng của phương do mỹ tiếp tục giả vờ ăn không nói có hỏi tiêu phàm mỉm cười nói gì tiết cháu hôm qua đã đến đây có mấy tên lưu trong xã hội không biết trời cao đất dày không ngờ lại giật túi sách của tiểu mỹ ở nhà ga cháu liền tới đây để xử lý chuyện này có chuyện như vậy à tiết lan liền tỏ vẻ rất ngạc nhiên mở to hai mắt không đợi tiêu phàm trả lời phương do mỹ lập tức nói sen vào bên cạnh vâng ạ gì tiết mấy tên đó thiệt không ra làm sao nhưng tiêu phàm đã thu thập bon chúng rồi đúng là khiến người ta thấy sảng khoái tiểu nha đầu nhìn ánh mắt của tiết lan đã tràn đầy ý đề phòng đây cũng có chút hơi quá chứ vậy à thế tiểu mỹ cháu không sao chứ cháu không sao ạ à, tất cả đều có tiêu phàm ca ca lo cháu đâu thể nào xảy ra chuyện được vậy là tốt rồi tiết lan đầy vẻ tươi cười hai mắt hơi nhíu lại thoáng có chút buồn bực tiết đào đến lượt tiết đào được chào hỏi tiêu phàm cũng rất theo quy cũ ha ha tiêu phàm xin chào tiết đào bắt tay với tiêu phàm một cái ánh mắt ngướt về phía phương do mỹ trên miệng hiện lên một chút vẻ cười như không cười. Tiêu phàm, thật không ngờ, cậu và tiểu Mỹ lại là bạn tốt. Lời này nói ra là có ẩn ý. Bạn học tiêu phàm, người cũng có sở thích dụ dỗ nữ sinh sao. Khâm phục, khâm phục. Hàng nghi cong đẹp của Phương do Mỹ dương lên, tính mở miệng nói, lại bị ánh mắt thản nhiên của tiêu phàm ngăn lại. Rất lâu về trước, khi hai người còn học lớp 8, Tiết Đào đã có bản tính như vậy, kỳ quái, tự cho mình là đúng, hơn nữa còn tâm địa hẹp hòi, tiêu phàm không muốn để phương do Mỹ xảy ra xung đột trực tiếp với anh ta. Người này hiệu xưng là quân sư quạt mo, phương do Mỹ mà đắc tội anh ta, làm không tốt sẽ trở thành yêu thiêu thân. Nếu là nhắm vào tiêu phàm mà đến, tất nhiên là không thèm để ý đến, nhưng đụng đến phương do Mỹ thì không được. Đến lúc đó, chỉ sợ tiêu phàm sẽ hoàn toàn vạch mặt tiết ra. chương 282, Nguyên khí đại hư Phương do Mỹ không mở miệng không có nghĩa là Phương Lê không để ý. Khuê nữ nhà mình tốt với ai không tốt với ai, người ngoài không thể quản được. Mắt thấy Phương Lê hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, Tiết Đào làm như không thấy. Lòng Tiết Lan cũng trầm xuống, lần này tự thân đi tới Tỉnh Yên Bắc, một nửa là do Tiêu Phàm, nửa còn lại là do Tiêu gia. Tiết gia đảng phụ Uông gia, và Tiêu gia trước sau không cùng đường, nhưng trước đó lại cùng Phương gia quan hệ bình thường đối với bọn họ tranh đấu đủ loại phương gia vẫn duy trì trung lập ai cũng không giúp hiện tại tiêu gia biểu hiện thái độ tiết lan liền vội chạy tới tiết gia và tiêu gia không có khả năng hòa giải không phải do tiết lan làm chủ là được thậm chí toàn bộ tiết gia cũng không thể làm chủ rời khỏi uông gia chuyển hướng tới tiêu gia quyết định này không có dễ làm như vậy nhưng phương gia thì vẫn có thể tranh thủ được lấy thực lực trước mắt của phương gia để kêu gọi lực lượng nếu thực sự cùng tiêu gia hợp tác toàn diện, đối với Uông gia và Tiết gia mà nói, cũng không phải là tin tức khiến người ta vui vẻ gì. Trước khi đến, Tiết Lan đã khẩn cấp cùng mấy nhân vật cấp cao bàn bạc, mọi người đều nhất trí ý kiến muốn hết sức tranh thủ lúc Phương gia chưa hoàn toàn đảo hướng tới Tiêu gia, dù thế nào cũng phải trả một cái giá nhất định, hy sinh toàn bộ Đồng Thiên Lỗi và sản nghiệp, người quản lý của y cũng không tiếc, nhưng thực tại thì không được, như vậy thì sẽ làm thế lực chỗ Hoàng đại bằng tạo áp lực lên Phương Lê để ngăn cản thế lực tiêu gia thêm một bước mở rộng, thậm chí tạo thành hệ thống đại phái hệ chính trị uông gia, tiết gia vẫn luôn nỗ lực để đét được mục đích. nếu có thể, thì phải tận lực làm cho tiêu gia suy yếu đi. đã không cùng đường với tiêu gia, một bên tăng một bên giảm thì tất cả mọi người đều hiểu nó có nghĩa gì. tiết lan cũng không hy vọng cháu họ vì loại chủ đề mặc danh kỳ hiệu này mà đắc tội với cha con phương lê. phương do mỹ là con gái phương lê, phương lê nhất định rất cưng chiều con bé. Tiết Lan cũng là một người mẹ, suy bụng ta ra bụng người. Ai trêu đùa con gái mình thì bản thân ai mà không gấp gáp chứ. Tiết chủ nhiệm, bận rộn vậy mà vẫn tới thiết môn chỉ đạo công việc, cảm ơn, cảm ơn cô. Hoàng đại bằng đối với quan hệ của Tiết Đào và Tiêu Phàm cũng không có hiểu biết. Tạm thời, cũng không muốn dây dưa vào, nói vài câu xã giao, ân cần sắp xếp cho cô cháu nhà Tiết ra, cùng đối mặt với Tiêu Phàm. Nói ra thì kế hoạch lúc trước của Hoàng Đại Bằng khá đơn giản, chính là khiến Phương Gia và Tiết Gia phân thắng bại, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không ngờ lại bị Tiêu Gia chặn ngăn một đòn tử, đem tất cả lộn xộn hết cả lên. Cái đó xem xét lại rồi nói sau vậy. Vợ Hoàng Đại Bằng Chu chủ nhiệm là có một tính cách hoạt bát. Đối nhân xử thế rất có nghề, đối với tâm tư của ông xã cũng hiểu rất rõ, chủ động lôi kéo khách khứa làm quen, không khí bên ngoài xem ra cực kỳ hòa hợp rất nhanh, rượu và thức ăn như nước chảy được đưa lên, đều là thức ăn danh quý cả, nào là hải sâm cá muối, hùng trường tổ yến, đông trùng hạ thảo, tuyết cóc. Đầy đủ mọi thứ, quả thực toàn là những món ăn phương thuốc đại bổ. Một bàn lớn tràn đầy thịt, hai mắt phương do Mỹ nhìn đăm đăm. Một cô gái ở tuổi như cô, đa số là ăn hàng, có điều mấy món chính này cô lại không có hứng thú. Bọn họ thích ăn đồ nướng, cắp tư đạt căn nha, muốn thức ăn của tân triều cơ cho dù là yến hội nghiêm chỉnh cũng không có mấy thứ đại bổ như này. tuy nhiên xem bộ dáng của hoàng đại bằng thì mấy món ăn này lại ra chiều rất hài lòng cười nói mọi người thấy thì đừng cười tôi ấy thích thịt lắm. nào nào đừng khách khí trước hết cạn một ly nào nói xong liền dơ một chiếc ly lên rượu là rượu trắng của tỉnh yến bắc tình cảm gắn bó của hoàng đại bằng đối với quê cha đất tổ rất sâu nặng hoàng đại bằng là người lớn tuổi nhất ở đây với tư cách già nhất, lại là chủ nhà, mọi người tự nhiên hưởng ứng, cùng nhau cụng một ly. Tiêu phàm từ bên nhìn sang, chỉ thấy một chén nhỏ mà Hoàng Đại Bằng phải ba lần mới uống xong, vừa mới buông cái chen, liền ào ào thở dốc vài tiếng, chán toát đầy mồ hôi. Chu chủ nhiệm vội vàng gắp thức ăn đặt vào trong đĩa nhỏ cho chồng, trầm giọng nói ăn một miếng đi. Mặt mày hiện lên vẻ lo lắng, lại đem canh đông trùng hạ thảo cách thủy đặt tới trước mặt của Hoàng Đại Bằng, Cô ta là vợ tái giá của Hoàng đại bằng, vừa mới kết hôn cùng Hoàng đại bằng không bao lâu, mới lên làm bà lớn, dĩ nhiên là rất lo lắng cho thân thể Hoàng đại bằng. Ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua trên bát canh đông trùng hạ thảo, hai hàng lông mi hơi cao lại. Biến hóa rất nhỏ này lập tức bị Chu chủ nhiệm phát hiện, cảm thấy ngượng ngùng cười, nói: "Tiêu trưởng phòng, ông hoàng nhà tôi trong thời gian gần đây khá bận rộn, thân thể có chút không tốt, thầy thuốc kê cho mấy danh sách thuốc bổ." nên mới cho ông ấy ăn mấy thứ bổ này. Đây là sợ bị tiêu phàm khinh thường ấy mà. Hoàng Đại Bằng lập tức nói. Đúng vậy, đúng vậy, tiêu trưởng phòng, tôi ấy, xuất thân từ một gã nông dân, đại lão thô. Trước đây cuộc sống khá gian khổ, chỉ sợ trà đạp lên mấy thứ tốt này thôi. Trên mặt có chút màu sắc kiêu ngạo. Tâm tình của Hoàng Đại Bằng và vợ vừa khéo tương phản. Bà xã thì trẻ tuổi, mới có hơn 30 tuổi, muốn theo mấy trào lưu thời nay, chỉ sợ bị người ta chê cười là kẻ quê mùa. Tiêu phàm xuất thân từ con cháu nhà quyền quý nhất đẳng, mấy mặt xã hội ấy còn chưa thấy qua sao. Hoàng đại bằng lại gọi bản thân là đại lão thô, tầng lớp quê mùa, rất coi thường tư tưởng tầng lớp tiểu tư sản. Hải sâm cá muối, hung trường tổ yến, đông trùng hạ thảo, tuyết cóc, có cái nào không phải là thứ tốt đại bổ đâu. Đời này qua đời khác đều cảm thấy mấy thứ này quý báu, như thế nào ta đây lại biến thành kẻ nhà quê tôi chính là thích ăn đấy. Tiết Lan lập tức lộ vẻ mặt quan tâm, nói. Phó Bí Thư Hoàng, công tác tất nhiên là quan trọng, nhưng thân thể cũng là tiền vốn cách mạng, không thể để tiêu hao sức khỏe được đâu. À, đúng rồi, ở đây tôi có mấy viên nhân sâm, Tiết Lan nói xong, liền mở chiếc túi sách bên người, từ giữa lấy ra một hộp hình chữ nhật, là hàng nhân sâm tinh xảo hạng nhất, nhân sâm kia râu ria nhăn nhăn, cho dù không phải là người trong nghề, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, đây không phải là vật phàm, chỉ sợ cũng có chút lai lịch. Phó bí thư Hoàng, viên nhân sâm này là một người bạn của tôi lần trước tới phía Đông Hàn Quốc phỏng vấn, người ta tặng cho cậu ấy, nghe nói là dã sơn sâm, sâm núi hoang dã, ngũ phẩm diệp, dược hiệu tương đối tốt. Phó bí thư Hoàng và chị dâu xem xem. Thuận tay đem hộp sâm đưa tới bên người Chu chủ nhiệm. Chiếc hộp không dài hơn một thước, có thể thấy, vóc dáng nhân sâm trong hộp rất đẹp dã sơn sâm ngũ phẩm diệp mà dài tới một xích, có thể nói nó đã thuộc vào cấp bậc sâm vương. Chu chủ nhiệm dường như cũng là người biết nhìn hàng, vội vàng đón lấy, vừa cẩn thận đánh giá củ dã sơn sâm, vừa tấm tắc khen ngợi, nói. Dã sơn sâm ngũ phẩm diệp là quà của nước Hàn Tạc, ây ra, cũng là quá quý trọng rồi. Từ xưa tới nay, nhân sâm là một trong những cây cỏ hoa hạ cửu đại tiên, mấy năm nay bị hái lạc, sơn sâm hoang dã ngày càng hiếm thấy, trên thị trường thì 99% đều là sâm trồng. Nhưng sâm này lại do chính tay Tiết Lan đưa ra, lại hiểu rõ xuất xứ, không thể là hàng giả được. Phía đông Hàn Quốc vốn nổi danh với sơn sâm hoang dã, hơn nữa Hàn tộc lại nổi tiếng, sĩ diệt, đưa lễ cho khách quý, nếu đưa sâm gieo trồng thì chẳng muốn làm trò cười rồi sao. Anh Hoàng à, anh xem xem, là vương sâm đích thực đấy. Chu chủ nhiệm thưởng thức nhân sâm trong tay một phen, rồi đưa sang bên người Hoàng Đại Bằng. Quả nhiên, xâm vương, xâm vương, thứ tốt, thứ tốt nha. Hoàng đại bằng nhận lấy xong, đánh giá một chút, không ngớt lời khen ngợi, rất mau đưa hộp xâm trả lại cho vợ, ra hiệu cho cô trả lại cho Tiết Lan. Tiết Lan lúc này mà lấy xâm vương ra, tuyệt đối không phải để khoe khoang trước mặt Hoàng đại bằng, mà chính là muốn đưa xâm cho Hoàng đại bằng. Nhưng Hoàng Đại Bằng lại không thể tùy tiện nhận quà quá trân quý như vậy được. Tiết Lan cũng không phải thủ hạ của Hoàng Đại Bằng, không cần tiến cống cho ông. Sâm vương hoang dã này mặc dù tốt, nhưng không phải cứ tốt là nhận. Hơn nữa lại còn ngay trước mặt phương lê thế này. Chu chủ nhiệm nắm hộp sâm thật chặt, không muốn buông tha. Nếu đã được gả cho phó bí thư tỉnh ủy, mí mắt của Chu chủ nhiệm cũng không thể nông cạn như cậy. Nhưng cô không phải là chú ý tới giá cả xâm vương, mà là đây chính là loại xâm vương hoang dã, ra giá mà không ai muốn bán. Giá 1 2 triệu mà được hô ra, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được chính phẩm. Cô thật lòng muốn thân thể hoàng đại bằng nhận những thứ bổ nhất. Dù sao cũng đã gần 60 tuổi rồi, năm tháng nào có buông tha con người bao giờ? Mấy ngày nay, hoàng đại bằng mắc chứng khí hư, cổ họng luôn có đờm, thở không được, thiếu chút nữa khiến bà lo lắng không thôi. Hôm qua tìm đại phu kê đơn mấy phương thuốc bổ, mới ăn được hai thang, thoáng đã có chuyển biến tốt đẹp rồi. Sâm vương của Tiết Lan quả là mưa đúng lúc. Chị dâu, nếu thân thể phó bí thư hoàng không tốt, sâm này vừa lúc đúng bệnh, có thể bồi bổ được. Tiết Lan khẽ cười, rất yêu nhã bưng chén trà lên uống một ngụm, căn bản không có ý nhận lại nhân sâm. Vậy, vậy, cảm ơn Tiết chủ nhiệm, đợi lát tôi tính tiền trả lại cho Tiết chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm là người có tính quyết đoán, mắt thấy Tiết Lan rất chân thành tặng lễ, ngay lập tức mượn cớ xuống thang. Nhận lễ ngay trước mặt Phương Lê, tất nhiên không được tốt cho lắm, vì nó sẽ khiến Phương Lê nghĩ ngợi. Nhưng cự tuyệt ý tốt của Tiết Lan, cũng không thỏa đáng, sẽ đắc tội với Tiết Lan. Nếu đã như vậy, không bằng cứ thoải mái nhận lấy. Đợi lát nữa trả tiền xong, cứ coi như mình đã mua sâm của Tiết Lan. Vâng." Tiết Lan cười, "Sao cũng được. Cái gọi là tính tiền, trong lòng ai cũng biết rõ, chỉ là một câu nói khách khí vì muốn giữ lại thể diện cho Phương Lê." "Chu chủ nhiệm, nhân sâm này là đồ tốt, nhưng tôi có đề nghị thế này." Tiêu Phạm ở bên nhìn bỗng nhiên trịnh trọng mở miệng nói, Thần sắc trở nên khá nghiêm túc. Tiêu trưởng phòng mời nói. Chu chủ nhiệm vội vàng nói: "Tôi đề nghị thế này, bát canh này tạm thời đừng cho phó bí thư Hoàng uống. Tôi cho rằng, phó bí thư Hoàng thân thể không hư nhược, mà ngược lại, dương khí đại thịnh. Phương thuốc ôn bổ như này phải đặc biệt coi chừng mới được." Tiêu Phàm chậm rãi nói: "Hả, không thể nào, ông Hoàng nhà tôi dương khí đại thịnh sao?" Tiêu trưởng phòng cái này, ha ha, thầy thuốc trung y bệnh viện tỉnh đã trần bệnh đấy, bọn họ nói chủ yếu là do chứng khí hư, phải bồi bổ nguyên khí. Chu chủ nhiệm cười cười, rất huyền chuyển nói, thân sắc trong mắt có chút không tin. Chẳng lẽ con cháu tiêu ra còn tinh thông thuật trung y hay sao? Phương do Mỹ liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái, lập tức hé miệng nhẹ nhàng cười. Người này lại muốn hóa thân thành tiêu thần y, hả? Tuy nhiên, bản lĩnh của tiêu thần y Phương Đại Tiểu Thư tuyệt đối không nghi ngờ. chương 283, nói thẳng tiêu phàm trầm ngâm. Chu chủ nhiệm, nói như này vậy, hiện tại phó bí thư hoàng dinh dưỡng quá thừa, tình trạng thiếu dinh dưỡng rất ít xuất hiện. Tình huống Hoàng Đại Bằng và Chu chủ nhiệm, tiêu phàm rất thông cảm với họ. Hoàng Đại Bằng gần 60 tuổi, tư tưởng lạc hậu, xuất thân cũng khá bần hàn, đối với việc quý trọng đồ bổ đã ăn sâu bén dễ. Dường như theo trực giác của ông, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, cá muối, mấy thứ này nhất định là đồ tốt, càng ăn nhiều mấy thứ này bao nhiêu thì càng tốt cho thân thể bấy nhiêu. Hơn nữa mới cưới một cô vợ trẻ hơn mình tới 20 tuổi, lại muốn trên giường biểu hiện một phen, ông càng liều mạng ăn thuốc bổ, việc này không thể tránh được. Hắn vừa mới đơn giản giữ xe mạch của Hoàng Đại Bằng một chút, kết hợp với bộ mặt đặc trưng của Hoàng Đại Bằng, gần như có thể kết luận, trong thời gian này Hoàng Đại Bằng ăn bổ quá mức, trong cơ thể dương khí đại thịnh, hỏa khí thật sự rất thịnh vượng cứ thế này mà ăn thêm dã sơn sâm ngũ phẩm diệp cách thủy, ngay lập tức sẽ xuất hiện ra tình trạng. Nghe xong mấy lời này của tiêu phàm, sắc mặt chu chủ nhiệm hơi đổi, lúng túng nói. Tiêu trưởng phòng, ông Hoàng nhà tôi bình thường rất tiết kiệm, ăn cũng khá đơn giản. Chính là mấy hôm nay bị bệnh, chứng khí hư, tôi mới cho ông ấy ăn lót dạ phẩm. Đồng chí tiêu phàm à, cậu ngàn vạn lần đừng cho ông Hoàng nhà tôi là một tham quan, suốt ngày ăn không ngừng vi cá mập tổ yến, không có chuyện như vậy đâu. Kỳ thực nếu đang ở trường hợp xã giao bình thường, chu chủ nhiệm cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy. Hiện tại lại xảy ra như này, không cần nói Hoàng Đại Bằng là quan cao không thì vẫn như những nhà bình thường điều kiện cũng không khó khăn, ăn uống tốt một chút thì sao, có gì mà phải giải thích chứ. Dù tiết kiệm, chẳng lẽ phó bí thư tỉnh ủy lại bị thiếu dinh dưỡng hay sao? Tiêu phàm dù sao cũng là cháu trưởng tiêu gia, lại là mới lần đầu gặp mặt, không biết tính nét như nào, cẩn thận một chút cũng không sao nếu chẳng may tiêu phàm trở lại thủ đô, lại đi tuyên truyền cuộc sống hoàng đại bằng hủ hóa, ăn nhiều đồ bổ, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Tiêu lão gia tử là người có công lớn, tư tưởng có thể còn lạc hậu hơn cả hoàng đại bằng. Tiết Lan cười, nói. Tiêu phàm này, cậu mới có giao thiệp với phó bí thư hoàng một lát thôi mà, phải không? Cậu không biết đấy chứ, phó bí thư hoàng nổi tiếng là bao công mặt đen, làm quan thanh liêm, các đồng chí khác tán dương không ngừng đấy đám người phương lê hơi hơi biến sắc cái gọi là các đồng chí chính là chỉ vị đầu sỏ uông ra ở trước đài phát ngôn chứ còn ai hoàng đại bằng cũng biến sắc lập tức cười ha ha tiết chủ nhiệm quá khen quá khen làm gì tới mức mơ hồ tới vậy tôi chỉ làm ít bổn phận công tác thôi mà gian khổ mộc mạc là truyền thống tốt đẹp của đảng ta mà trong lời nói không dám đề cập tới từ các đồng chí vị đầu sỏ này cùng uông ra tiết ra quan hệ khá chặt chẽ cùng quan hệ với hoàng đại bằng cũng không biết như nào ông và tiết lan vốn không phải chiến hữu trong một chiến hào ngay trước mặt tiêu phàm phương lê ở ngay chỗ này lớn tiếng nói cái gì mà các đồng chí rất quan tâm hoàng đại bằng thuần túy ra chính là tự tìm phiền phức trong chính trị cấp cao loại tính chất cơ bản này là sai lầm tuyệt đối không thể phạm tiêu phàm đối với mấy thứ này cũng không để ý nghiêm túc nói phó bí thư hoàng tôi vẫn đề nghị Tiến bổ phải cẩn thận, tốt nhất thời gian này đừng ăn. Kiên trì ăn thức ăn thanh đạm, uống nhiều trà thì mới có lợi cho thân thể. Hoàng đại bằng còn chưa mở miệng, Tiết Đào liền ở một bên nói. "Tiêu Phàm, tôi thấy ý tứ của cậu chính là nói dã sơn sâm này là thạch tín, ăn hết sẽ xảy ra vấn đề vậy?" "Không nghiêm trọng như thế đấy chứ." Mang trên mình gương mặt cười, nhưng ngữ điệu lại rất quái gở. Dường như Tiết Đào cũng có lý do tức giận. Cô của Y đưa tặng Hoàng Đại bằng giã sơn sâm ngũ phẩm diệp chính cống do Hàn Quốc sản xuất, giá thị trường bét cũng phải 5 triệu trở lên. Kết quả là tiêu phàm mở miệng một cái là dường như Tiết Lan có ý định hại Hoàng Đại bằng, nghe thế nào cũng không được tự nhiên. Cho dù tiêu phàm là sử bán tử, thì cũng nên có ý nói tránh đi chứ, có cần phải nói rõ ràng như vậy không? Tiêu phàm không thèm để ý tới sự châm chọc của Tiết Đào, trầm giọng nói căn cứ theo thể trạng của Hoàng Bí Thư, nhân sâm không phải là không ăn mà hiện tại không thể ăn qua một thời gian ngắn thì hãy nói ha ha nói như vậy tối nay ăn thì sẽ xảy ra vấn đề à tiết đào càng không chịu bỏ qua nhìn chằm chằm rồi hỏi một câu sắc mặt hoàng đại bằng trở nên âm u trong mắt lóng lánh lửa giận hai người trẻ tuổi này thật lạ cậy mình có thân thế liền ở đây đánh cuộc hoàng đại bằng ông trước mặt mọi người rủa ông thật không coi ai ra gì mà tiêu phàm thở dài đơn giản không để ý tới tiết đào cùng vị quân sư quán mo này tranh cãi tiêu phàm đối với người này không có chút hảo cảm nào phó bí thư hoàng nếu chẳng may tối nay không thoải mái có thể gọi điện cho tôi ngày mai tôi mới quay về thủ đô tiêu phàm bỏ tiết đào sang một bên trực tiếp nói với hoàng đại bằng ngay sau đó nói với nhân viên phục vụ phiền cậu lấy giấy bút cho tôi nhân viên phục vụ cần giấy bút qua tiêu phàm viết số điện thoại của mình lên đưa cho hoàng đại bằng sắc mặt Hoàng Đại Bằng càng thêm thâm trầm, chu chủ nhiệm sợ bọn họ cãi nhau, vội vàng đứng lên nhận tờ giấy tiêu phàm vừa viết. Được, được, tiêu trưởng phòng ngày mai trở về sao? Nếu không thì ở lại thiết môn hai ngày đi, tuy không phải là thành phố du lịch gì, nhưng cũng có vài chỗ để ngắm, tôi cho cậu địa chỉ. Chu chủ nhiệm bày ra tư thế của một bà nội trợ hiền thục. Tiêu phàm không chịu phản ứng, tiết đào cũng không nguyện ý lặng lẽ lui quân, hai mắt nheo lại liếc qua, cười như không cười nói. Bạn học cũ, thật không ngờ phòng tôn giáo mấy người cũng học nghiên cứu trung y đấy. Thật đa tài nha." Tiêu Phàm cười cười, không lên tiếng. Tính cách hắn chính là như vậy, đối với người nhìn không thuận mắt, căn bản sẽ không phản ứng lại. Phương Do Mỹ ở một bên nói, "Đúng vậy đấy, Tiết trưởng phòng, cô không biết ấy chứ, y thuật của Tiêu Phàm ca ca rất lợi hại luôn, trước đó không lâu khi mà chị Diệp Linh đính hôn, anh ấy đã làm bệnh đau cổ họng của chị ấy khỏi luôn đấy." nói xong dáng vẻ cô bé liền rất đắc ý trước kia cô rất ít tiếp xúc với trung y nhưng thật đúng là vô cùng hiếm thấy một thần y như tiêu phàm đây vậy sao xem ra tiểu mỹ rất quen thuộc với sự tích của tiêu phàm nha tật xấu âm dương quái khí này của tiết đào xem ra không thay đổi được mặc kệ nói chuyện với ai đều mang theo loại giọng điệu như vậy phương do mỹ liếc mắt nhìn y một cái hai hàng lông mày dương lên giơ đũa lên gắp thức ăn rồi bỏ đi Tiết đào mất mặt, hơi ngượng ngùng. Mất mặt trước mặt tiêu phàm thật không ra gì mà. Y trước giờ luôn đem mình đặt ở vị trí, đối thủ của tiêu phàm. Lần trước ở bữa tiệc của Nhiêu Ngọc Sinh, hai người đã không thoải mái rồi. Từ khi bước vào cửa tới giờ, mỗi lần nói chuyện tiết đào đều cố ý kẹp thương đeo gậy lên tiêu phàm, bị tiêu phàm phản kích cũng là đương nhiên. Không ngờ sau đó lại bị Phương do Mỹ khinh bỉ, y càng thêm mất mặt. Suy cho cùng thì Phương do Mỹ vẫn là tiểu nữ sinh. Tiêu Phàm, nghe nói hôm qua cậu và Tiểu Mỹ tối qua đi tìm hội sở Kim Kiều. Rượu quá tam tuần, Tiết Lan đột nhiên hỏi, vô cùng tùy ý. Hoàng Đại Bằng mới nhấc ly rượu lên, không khỏi sửng sốt, chậm rãi đem ly rượu đặt lại trên bàn, Phương Lê đang đi gắp đồ ăn, tay cũng khựng lại một lát mới tiếp tục gắp tiếp. Hai người thần sắc không đổi, nhưng hai lỗ tai đồng thời dựng lên. Không đoán tới Tiết Lan sẽ công khái đàm luận chuyện này, cô ta muốn công bố hết sao? Tiêu Phàm niềm tính tự nhiên, mỉm cười nói: "Đúng vậy, cô Lan, đúng là có chuyện như vậy." "Ồ, có chuyện gì sao? Có thể nói cho cô tiết biết được không nhỉ?" Tiết Lan vẫn như trước, dù bận mà vẫn ung dung, nụ cười trên mặt càng thêm vài phần thân thiết, trong mắt hiện lên ý mong chờ. Tiết Lan sở dĩ vội vã đuổi tới thiết môn, không ngờ Tiêu Phàm lại nhúng tay vào, điểm quan trọng hơn là cô không chiếm được nguồn tin chính xác chỉ biết là đồng thiên lỗi và thành viên chủ chốt của lão ta bị công an tỉnh vây bắt vụ án này cũng do tỉnh sở tự điều tra và giải quyết đồng thiên lỗi cứ vậy mà bị bắt sau khi bỏ tù đã công khai những điều quan trọng gì cô ta hoàn toàn không biết gì cả tiết lan tìm được hai người quen hỏi thăm tin tức cùng hệ thống công an yến bắc đảm nhiệm địa điểm quan trọng nhưng kết quả cũng không thu được hai người quen của cô ta bất đắc dĩ nói cho cô ta biết rằng vụ án này tỉnh sở che đến lợi hại căn bản không chen vào được Nghe nói là ban lãnh đạo tự ban chỉ thị, tỉnh sở chỉ phối hợp điều tra mà thôi. Tiết Lan thật sự có chút hấp tấp. Trong tay Đồng Thiên Lỗi nắm không ít tư liệu có lực sát thương, nếu toàn bộ bị khui ra, cũng đủ loại phiền toái. Phương Lê mới ra ngoài, sống chưa ổn định, có lẽ còn có điều kiêng kỵ với Tiết gia, nhưng lại được sự ủng hộ toàn lực của Tiêu gia, như vậy rất có thể nói trước được điều gì. Ban cờ này, trăm phương nghìn kế phải nắm giữ được quyền chủ động. Không thể đợi người ta đuổi gợi yêu ta ết tận cửa rồi mới nghĩ kế sách được. Vốn tưởng rằng Phương Lê muốn ra tay, cũng phải cùng một trận, ít nhất đợi cho sắp xếp được cơ bản mới động thủ lần nữa. Không ngờ trong nháy mắt đã bắt hết bọn đồng thiên lối, một khi đã như vậy. Đối sách chế định ban đầu không thể dùng được nữa, chỉ có thể nói thẳng, phân định, thắng bại mà thôi. Và lại xem tiêu gia gần đây xuất hiện vị tiêu nhất thiếu này, rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng để làm đại biểu quyết định thay tiêu gia có thể, tình huống thực ra cũng không phức tạp lắm. Tiêu phàm vẫn hết sức ung dung, cười gật đầu, đem chuyện ở hội sở Kim Kiều lúc tối qua kể đại khái một lượt. Hoàng Đại Bằng và Tiết Lan nghe xong hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt rất tức giận. Chu chủ nhiệm, Lý Văn nghe mà cũng tức tới líu lưỡi, đối mắt nhìn nhau, cảm thấy không thể tin nổi. Duy chỉ có Tiết Đào vẫn nâng ly rượu, bất động thanh sắc. Nếu xưng là con ông cháu cha trong hội, túc trí đa mưu, Tiết Quân Sư cũng có chút dáng dấp, nhưng nhất thời lại cả kinh không hiện lên nổi một chút phong độ của quân sư dầm hoàng đại bằng vỗ mạnh lên mặt bàn vẻ mặt phẫn nộ quát lớn sao lại có loại chuyện này không thể tưởng tượng được đồng thiên lỗi muốn làm gì đây hả muốn lập bang phái xã hội đen ngay trên thiết môn chúng ta sao quả thực buồn cười xem ra phó bí thư hoàng phẫn nộ thực sự chứ không phải là giả vờ trên thực tế tiền căn hậu quả của chuyện này Hoàng Đại Bằng hiện tại mới biết rõ ràng, trước đó ông cũng giống như Tiết Lan, nghe không được tin tức cụ thể. Mặc dù ông được phân công quản lý chính trị pháp luật, nhưng Phương Lê lại không chủ động báo cáo với ông, ông cũng không gấp mà đi thúc giục. Thể diện của Phương Lê nhất định phải chiếu cố đến. Phần tử bại hoại như vậy nên bắt lại, nghiêm trị không tha. Hoàng Đại Bằng tức giận chưa nguôi, lại đập một cái lên mặt bàn. chương 284, theo như yêu cầu. Hoàng Bí thư, đồng chí của tỉnh sở tối qua đã bắt tay hành động rồi đều đã bắt lại và đang được thẩm tra. Phương Lê vừa đúng lúc nói xen vào cô y như đang báo cáo cho Hoàng Đại bằng mặc dù đồng chí nào cũng là một bộ máy Hoàng Đại bằng lại là phó Bí thư lại công tác bên quản lý chính trị pháp luật, chính trị pháp luật phát sinh đại án từ Phương Lê theo lý nên báo cáo cho ông trước mới đúng. Phân công trong bộ máy thành viên tỉnh ủy rất trồng treo tương đối mà nói thì cũng không phải hiếm thấy tột bắt rất đúng nhất định phải nghiêm trị mới được. Hoàng đại bằng gật mạnh đầu thanh sắc đều rất mãnh liệt. Tiêu phàm à cô tiết phê bình cậu đấy nha việc này rất nguy hiểm phải không? Tiết lan nghiêm mặt không hài lòng nói ánh mắt nhìn thẳng tắp vào tiêu phàm vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Chuyện như vậy giao lại tự tiện xử lý như thế, trước tiên hẳn phải báo cáo với phương thư ký chứ những người kia đều là kẻ liều mạng nếu ép bọn họ thì chuyện gì bọn họ cũng có thể làm cậu đấy nha còn trẻ que không có kinh nghiệm mấy thứ khác thì không nói nhưng nếu chẳng may tiểu Mỹ có hề gì ai phụ trách nổi đây. Có đúng hay không? Về phần cậu tiêu phàm nếu xảy ra vấn đề thì chính là gieo gió át gặp bão. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng. Cô tiết cháu đồng ý với ý kiến của cô chuyện khác không tính nhưng nếu ai dám có chủ ý với tiểu Mỹ mặc kệ kẻ, kẻ đó là ai cháu cũng sẽ không tha. Lời này vừa nói ra liền khiến vẻ mặt Phương do Mỹ ngập tràn màu sắc ai mắt chiếu sáng rực rỡ nếu Phương Lê mà không có bên cạnh chỉ sợ cô lại kích động rồi cho dù là vậy vẻ mặt kích động kia cũng đã thu hút không ít ánh nhìn mặc ai nhìn vào cô gái nhỏ này thật sự tình căn thâm trùng với tiêu phàm rồi. Đồng thiên lỗi này sao lại thành ra vậy? Bình thường xem anh ta cũng gọi là quy củ còn thường xuyên quyên tiền công ích tại sao lại cùng mấy tên côn đồ lưu manh giao du vậy chứ? thấy Tiết Lan huyết phải cái đinh cứ hoàng đại bằng đúng lúc giải vây cho Tiết Lan tuy nhiên lời nói ra lại có chút phủi đầu. Nội bộ đồng thiên lỗi rốt cuộc làm sao vậy Hoàng Đại Bằng không tài nào rõ ràng được thực sự rất không rõ ràng nên cũng không thể hối thúc Phương Lê lập tức ra tay với đồng thiên lỗi. Sắc mặt Tiết Lan biến hóa kê khẽ thở dài. Hoàng Bí Thư có lẽ ngài không biết đồng thiên lỗi cùng tôi là bạn thời đại học trước học chung trường cậu ta khá có trí tiến thủ bạn học cũng đánh giá cậu ta khá tích cực sau này cậu ta ở môn thiết buôn bánh phát triển rất tốt bạn học còn rất mừng cho hắn không ngờ cậu ta lại là một phe với đám du côn. Ơi giời ơi cái xã hội này thật đúng là cái chảo nhuộm lớn mà, nói xong tiết lan lại nhẹ nhàng lắc đầu giống như đối với việc đồng thiên lỗi xa đọa có niềm tiếc nuối sâu sắc. Hoàng đại bằng giật mình kinh hãi nói. Hả, cậu ta và Tiết chủ nhiệm là bạn thời đại học hả? Vậy đều là thiên tri kiêu tử hả? Tiết Lan vuốt cầm thở dài. Trong giặc bỗng nhiên bắt đầu trầm lắng Tiết Lan trực tiếp đem quan hệ của cô và đồng thiên lỗi tung ra quả có chút ngoài ý muốn của Hoàng Đại Bằng và Phương Lê. Sau một lúc Phương Lê nói, Tối qua đồng chí ở tỉnh nói cho tôi biết là thái độ đồng thiên lỗi cũng không tệ khá phối hợp dù thế nào thì xí nghiệp của đồng thiên lỗi cũng có danh tiếng đối với sự xử lý của cậu ta thì dám chắc các đồng chí bên dưới cũng sẽ rất thận trọng. Tiết Lan gật đầu. Cảm ơn phương thư ký ai nhà bạn học cũng đi tới bước ngày hôm nay tôi thực sự tiếc cho cậu ta ai nhìn qua thì thần sắc Tiết Lan vẫn có chút nặng nề nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ hớn hở thoáng qua rất nhanh. Không hề nghi ngờ rằng cô ta đã đạt được kết quả mà cô ta mong muốn. Phương Lê tương đối rõ ràng bảo cô ta rằng tạm thời sẽ không, đuổi cùng gờ yêu ta tận cho mấy người một cơ hội. Hoàng đại bằng dù vô tình hay cố ý chúng liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái không nhìn ra tiêu ra bọn họ có nhúng tay vào không Phương Lê thì cũng không có dự định hoàn toàn vạch mặt với tiết ra xem ra dự định liên minh của mấy người với Phương Gia nhất định không dễ thực hiện đâu. Trên mặt tiêu phàm lại hiện lên nụ cười thân mình hơi khẽ đong đưa tựa hồ đối với thái độ của Phương Lê rất hài lòng. Là, người trung lập, Phương Lê vốn không có ý hoàn toàn trở mặt với Tiết Gia Càng không quan trọng cái kia cho dù Hoàng Đại Bằng thúc giục nhặng lên Phương Lê cũng sẽ thu xếp cho đồng thiên lỗi sẽ không truy cứu gì thêm Phương Lê là loại người nào chứ á có thể để người khác sử dụng làm vũ khí sao. Chỉ có điều Phương Lê cũng có cái khó xử của mình cho dù ông chỉ thu xếp cho đồng thiên lối không liên lụy tiết ra nhưng suy cho cùng vẫn làm xấu con đường tiền tài của tiết gia ân oán này xem như kết thúc lão tiết gia có thể sẽ quay lại tính toán việc này thật không ngờ tiêu phàm nhúng tay một cái liền trực tiếp đem theo mệnh lệnh từ bộ phận tới lại còn giúp phương lê mốt đại khiến ông vừa thu xếp được cho đồng thiên lỗi vừa có thể bán cho tiết ra một ân tình. Vừa ngăn được sự thúc giục của hoàng bí thư vừa cho tiết ra mặt mũi quả là vẹn cả đôi đường. Tất nhiên mục đích của tiêu phàm cũng đã đạt được. Trải qua đợt này ít nhất tin tức cũng đã chuyển ra ngoài, thiện ý của Phương Lê đã tiếp nhận tiêu gia đang hướng về phía tiêu gia chính trị cao cấp có rất nhiều việc vốn là ngắm hoa trong xương phương Lê có thể tỏ thái độ như vậy cũng đã đủ rồi bên ngoài cơ bản nhận định như nãy tiêu ra lại có thêm một minh hữu nữa ít nhất trong khoảng thời gian phương Lê nhậm chức ở Yến Bắc sẽ không có không có biến hóa gì lớn chỉ có hoàng đại bằng hơi buồn bực. Nhưng cũng không có sao mục đích lúc trước của ông cũng đã đạt được rồi một vạch tử tiêu ra chặn ngang tiến vào chỉ là do không ngờ tới cần nghĩ đối sách khác ngay nếu gấp không được thì từ từ sẽ nghĩ ra trên nền tảng của Phương Lê Tiết Lan nhất thời yên tâm không y lập tức nâng ly rượu cùng người khác chạm ly đần dần không khí trở nên náo nhiệt trở lại mọi người vừa nói vừa cười nói vài câu tin đồn thú vị không còn nhắc tới đồng thiên lỗi nữa. Chỉ đáng tiếc phấn đấu một hai chục năm của đồng thiên lỗi thật vất vả mới có địa vị như hôm nay vì muốn thâm nhập chính trị mà bị cuốn vào lốc xoáy bên trong cứ vậy mà vùi lấp trong nhà tù xưa xa hoa là vậy bây giờ biến thành giấc mộng nam kha. Giấc mộng Nam Kha được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó quả nhiên, thành do thiên tuyến bại cũng do thiên tuyến. Yến hội cũng coi như đã giải tán trong vui vẻ. Trước khi đặt tiêu phàm vẫn không kìm nổi giận dò hoàng đại bằng vài câu bảo ông có thời gian thì đi viện khám xem kiểm tra cẩn thận chút trong đông y lâm sàng chứng thực trở thành chứng hư cách gọi của đông y tới trị liệu nếu chỉ hoãn trong thời gian quá dài thường sau đó sẽ rất phiền toái. Hoàng Đại Bằng chỉ lóng ngóng gật đầu cho có lệ ý tứ vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Anh Tiêu Phàm nè bệnh kia thật sự trị sai cách rồi sao? Phương do Mỹ bám chặt bên người Tiêu Phàm tò mò hỏi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiêu Phàm cậu có thể khẳng định sao? phương lê cũng không kìm nổi hỏi một câu cảm thấy hơi kinh ngạc ông vẫn chưa lĩnh giáo qua tài nghệ như thần của tiêu phàm ở bên y thuật chỉ nghe nhiều vũ đình nói chuyện phiếm qua điện thoại nhưng cũng không để trong lòng chú phương cháu có thể xác định thân thể hoàng bí thư tuyệt đối không phải là chứng khí hư mà là nguyên khí cường thịnh làm cho mạch ông ấy loạn lên tứ chi vô lực khí nóng tích lại nhìn qua bên ngoài giường như không thở nổi giống như bệnh trạng chứng khí hư nếu ăn đồ bổ nhiều như vậy thì sẽ gặp rắc rối vậy làm sao bây giờ phương do mỹ gấp gáp nhẹ nhàng dậm chân anh đã nhắc họ bao lần rồi chính là họ không chịu nghe a à. cô bé thiên tính lương thiệt không kìm lòng nổi lo lắng cho hoàng đại bằng tiêu phàm cười nói tin tưởng thầy thuốc trung y bệnh viện tỉnh đi nếu thấy phương thuốc trước không dùng được thì nhất định sẽ điều chỉnh phương thuốc mà hừ chờ bọn họ phát hiện thuốc không hợp thì người bệnh đã sớm hỏng rồi ơi rời lang băm bây giờ nhiều như vậy lần trước cái gì mà giáo sư cáo thật sự buồn cười chết mất phương do mỹ mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Tiểu Mỹ một hai lần trần bệnh sai thì cũng không thể nói người ta là lang băm được Tây y cũng phân ra tỉ mỉ như vậy chăng y cũng không hề qua loa ai cũng phải rất giỏi mắc sai lầm thì không tránh được huống chi Tây y phạm lỗi còn thiếu sao. Lang băm càng nhiều hơn. Thì ra là vậy Tây y còn có nhiều máy móc hỗ trợ như vậy dáng vẻ không giống mấy người học trung y các anh liền vọng văn vấn thiết sao trung y mà muốn trở thành danh y thì so với Tây y khó khăn hơn nhiều ha sao bắt mạch là một trong bốn nội dung để khám bệnh theo đông y vọng, nhìn quan sát, văn, ngơ ngửi, vấn, hỏi bệnh thiết sờ ná bắt mạch. Tiêu phàm cười ha ha nôi. Cũng chưa chắc trang y bây giờ cũng có thể dùng máy móc trợ giúp kết quả kiểm tra cũng được trung y rất coi trọng cái này gọi là trang tây y kết hợp phương lê lại nói. Gọi là trung tây y kết hợp chú nghe cũng chỉ là để cho dễ nghe thôi trung y chân chính vẫn là dựa vào cổ pháp của phương tiêu phàm đây là nhân tâm nhân thuật cậu có thể dành chút thời gian mà nghiên cứu ảnh y cứu thế, Vâng thưa chú Phương." Phương do Mỹ cười hì hì nhói. "Anh Tiêu Phàm anh mà để dâu mặc đạo bào không phải rất giống thần y cổ đại sao?" Nói xong liền đánh giá trên dưới Tiêu Phàm dường như đang suy nghĩ Tiêu Phàm ăn mặc như vậy bộ dáng sẽ tuấn tú, nhưng nào. "Ai nói thần y cổ đại nhất định phải mặc đạo bào? Giống như người cổ đại người ta mặc thôi em." Tiêu Phàm không khỏi bật cười lắc đầu liên tục. Ba người cười nói tới tận sảnh khách sảnh đã có nhân viên công tác lái xe của bọn họ tới phương do Mỹ không tình nguyện theo phương lê lên chiếc Audi đen lớn lưu luyến vẫy vẫy chia tay tiêu phàm theo ý của cô bé cô không muốn quay về cái biệt thự lạnh ngắt của ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia đi cùng tiêu phàm mới vui cơ nếu mà lớn hơn được vài tuổi lên đại học thì tốt rồi nhất định so với bây giờ tự do hơn nhiều. Đối với tâm tư nhỏ của Phương do Mỹ tiêu phàm tự nhiên rõ như lòng bàn tay nhưng chỉ có thể làm bộ như không biết trước mặt Phương Lê Tiêu Phàm còn dám làm mấy việc khác người sao. Đưa mắt nhìn con gái Phương Lê đã đi xa Tiêu Phàm chậm rãi xoay người trong mắt hiện lên chút linh hoạt sắc bén không biết tự khi nào Tiết Đào đã đứng cách hắn không xa khóe miệng nhếch lên một tia thản nhiên châm chọc cười như không cười nhìn hắn. Tiêu Phàm thật không nghĩ hạng người nào cậu cũng có giao thiệp nha. Tiết Đào ngoài cười nhưng trong lòng không cười tinh quang hai mắt lóe ra Tiêu Phàm gật gật đầu lập tức giơ tay lên một câu cũng không nói xoay người về phía xe Mercedes Benz của mình nụ cười giả khuôn giả thức của tiết đào lập tức đóng băng trong mắt phun ra hận ý nồng đậm. Chiếc Mercedes Ben nhẹ nhàng rung lên chậm rãi hòa mình vào bóng đêm. chương 285, phương thuốc khó coi. Tiêu phàm nhận được điện thoại của Chu Hiểu Thanh thì đã là hơn 9 giờ tối. Chu Hiểu Thanh chính là vợ của Hoàng Đại Bằng, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ở trong tỉnh. Mấy giờ trước, Tiêu Phàm cũng có bước đầu hiểu về tình huống của cô. Dù thế nào thì cô cũng là vợ của Hoàng Đại Bằng, hơn nữa, Tiêu Phàm biết giữa bọn họ còn có thể giao thiệp được. Thuật bói toán của Tiêu Chân Nhân quả không phải là chuyện đùa. "Tiêu trưởng phòng à?" Ở điện thoại bên kia, Chu Hiểu Thanh cật lực đè nén, nhưng sự kinh hoàng vẫn không thể che giấu được mà lộ ra. Chu Hiểu Thanh nói, "Nếu Tiêu Phàm rảnh thì mời hắn lập tức tới bệnh viện Nhân dân tỉnh, tình trạng của Hoàng đại bằng không được tốt lắm." "Bệnh viện Nhân dân tỉnh sao?" Chân mày Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhăn lên sao lại tới bệnh viện nhân dân tỉnh rồi chứng ác nhiệt của hoàng đại bằng tuy biến thành nghiêm trọng nhưng không tới mức nửa đêm còn chạy tới bệnh viện nhân dân tỉnh chứ hay là còn phát sinh ra một số chuyện không ngờ gì đúng vậy đúng vậy a à, nếu cậu có thời gian mời cậu tới một chuyến ông hoàng nhà tôi rất khó chịu a à. chu hiểu thanh càng thêm hoang mang thanh âm giảm thấp xuống vội vàng nói dường như sợ người khác nghe thấy được rồi chu chủ nhiệm tôi lập tức qua ngay. Tiêu Phàm cũng không tìm hiểu gì thêm trên điện thoại, lập tức đáp ứng. Vậy, tiêu trưởng phòng, cậu biết bệnh viện nhân dân tỉnh ở chỗ nào không? Nếu không, tôi cho người tới đón cậu nhé. Chu Hiểu Thanh thận trọng hỏi. Tiêu Phàm cười, nói, không cần, tôi lập tức tới ngay. Lúc Tiêu Phàm tới nơi, phòng bệnh số một bệnh viện nhân dân tỉnh đã loạn thành một bầy, trong trong ngoài ngoài đã có hơn 10 người nhân viên chữa bệnh và chăm sóc, không ít trong số đó đã có tuổi, làm cửa phòng bệnh cán bộ cao cấp chật như nêm cối. Bỗng một nhân vật của tỉnh ủy chạy xô tới, nhưng không thể khiến cửa bệnh viện nhân dân tỉnh người ngã ngựa đổ. Thậm chí còn phái cả bảo an đứng canh ở hành lang, không chút khách khí ngăn cản tiêu phàm, bọn họ vô cùng cảnh giác canh chừng hắn. May mà Chu Hiểu Thanh rất nhanh chạy tới, đưa tiêu phàm đi vào, hạ giọng xin lỗi liên tục, khiến bảo an sợ tới mức sửng sốt, không ngờ tiểu tử này lại là một đại nhân vật tình hình sao rồi? Tiêu Phàm vừa đi về phía phòng bệnh vừa hỏi vẻ mặt Chu Hiểu Thanh hoảng loạn nói. Trời ơi, hiện tại tôi cũng không biết tại sao lại vậy. Buổi tối đi làm về, tôi cho ông ấy uống một bát canh, sau khi ông ấy uống hết, tinh thần tốt lên nhiều lắm. Nhưng đến tầm 9 giờ, ông ấy không thở nổi, nói với tôi là cổ hỏng toàn là đầm, nhưng khạc không ra, ông ấy rất khó chịu. Tiêu Phàm gật đầu, xem ra cùng với chẩn đoán trước đó của hắn giống nhau, chỉ có điều Chu Hiểu Thanh quan tâm quá thành loạn, thấy Hoàng Đại Bằng khó chịu liền đưa ông tới bệnh viện nhân dân. Trong phòng bệnh rất lộn xộn, Hoàng Đại Bằng nằm trên giường bệnh trắng toát, vài thầy thuốc đứng bên hỏi bệnh tình. Tiêu Phàm đánh giá mấy vị này hẳn là mấy vị thầy thuốc thâm niên của bệnh viện nhân dân tỉnh. Hoàng Đại Bằng thở hổn hển, thầy thuốc hỏi mười, ông đáp một, nói chưa được hai câu, cổ họng liền khạc một trận, nhưng cái gì cũng khạc không ra. Khuôn mặt đỏ bừng lên, nghẹn tới nghiêm trọng, mấy người, Mấy người nhanh nhanh nghĩ cách cho tôi mau lên. Hoàng đại bằng khản giọng kêu lên, thân sắc trong mắt vừa thống khổ vừa tức giận. Trước hết hút đờm ra trước rồi nói sau. Vài thầy thuốc trao đổi đơn giản một chút, một vị thầy thuốc tương đối cao trong số đó nói, mấy người còn lại đều gật đầu. Nếu Hoàng bí thư khó chịu vậy, bất luận thế nào, cũng phải làm thuyên giảm chút bệnh tình đã, sau đó mới làm mấy kiểm tra khác. Hai y tá trẻ tuổi luống cuống mang máy hút đầm tới. Phòng bệnh cán bộ cao cấp số 1 là phòng bệnh đẳng cấp cao nhất của bệnh viện nhân dân tỉnh, là do lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy mở ra, phối trí vô cùng đầy đủ. Phối trí này không chỉ đầy đủ về thiết bị y tế, mà phối trí về nhân viên chữa bệnh và chăm sóc cũng rất đầy đủ. Vừa nhìn thấy máy hút đờm, Hoàng Đại Bằng đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt liền đại biến. Cái thứ này, mặc dù ông chưa có dùng qua, nhưng nhìn thấy người khác dùng thật thống khổ a. À. Năm ngoái, ông đến bệnh viện thăm một vị lão lãnh đạo vị lãnh đạo đó đã tám mươi mấy tuổi, cũng bị nhiều đờm ngăn chặn yết hầu, không thể không dùng máy hút đàm để hút ra, trong toàn bộ quá trình, người bệnh thống khổ không chịu nổi. Không nghĩ tới mình cũng phải dùng tới vật này. Này này, không dùng vật này được không? Nghĩ cách khác không được sao? Nhìn máy móc trên giường, gương mặt hoàng bí thư tái xanh. Mấy thầy thuốc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, vị thầy thuốc đứng đầu nhíu mi nói: Hoàng bí thư, chúng tôi đề nghị trước hết giảm bớt triệu chứng đã. Nhưng, vật này, Hoàng bí thư, xin ngài chịu khó một chút. Thầy thuốc dáng người cao cao đứng đầu liền bắt đầu công việc với Hoàng Đại Bằng. Ngay lúc ấy, một thanh âm đột ngột vang lên. Không cần phiền phức như vậy, máy hút đờm tạm thời không cần dùng tới. Nghe giọng thì người này khá trẻ. Mọi người quay lại nhìn, ánh mắt đồng loạt rơi trên mặt Tiêu phàm, đều lộ ra vẻ nghi ngờ vị này là ai? Hai con mắt hoàng đại bằng sáng ngời, kêu lên. Tiêu trưởng phòng, ông ra sức vươn người muốn ngồi thẳng dậy. Mấy vị thầy thuốc đứng bên giường bệnh hoảng sợ, liền vội vàng vươn tay đỡ ông ngồi dậy, nhìn nhau tỏ ý cây ếch yêu ta sợ. Có thể nhìn ra hoàng bí thư rất tôn trọng người thanh niên này, nằm trên giường bệnh cũng không muốn thất lễ. Thật không biết vị này có lai lịch gì, nhưng khẳng định là không hề đơn giản. Tiêu phàm gật đầu chào hỏi mấy vị thầy thuốc. Mấy vị này đêm hôm khuya khoát mà hiện tại lại đứng trước giường bệnh Hoàng Đại Bằng, không thể nghi ngờ hẳn là chuyên gia cao cấp nhất của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tự nhiên cũng sẽ là người có bản lĩnh. Hoàng Bí Thư, thỉnh mạch. Tiêu Phàm đi tới trước mặt Hoàng Đại Bằng, nói một câu thỉnh mạch rồi vươn tay ra. Hoàng Đại Bằng ngẩn ngơ một lúc, sau khi hồi phục tinh thần liền vội đưa tay ra. Mấy vị thầy thuốc già của bệnh viện ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt có vài phần cổ quái, không ngờ người thanh niên này lại là thầy thuốc tuổi còn trẻ vậy mà dám chạy thẳng vào phòng bệnh cao cấp số 1 của Bệnh viện Nhân dân, ngay trước mặt mấy vị y sư và y khoa giảng dạy, bắt mạch cho Hoàng Đại Bằng, thật không coi ai ra gì. Hương vị này có chút bẽ mặt mà, có điều xem bộ dáng Hoàng Đại Bằng như, đại hạn chi phán vân nghe, thế kia, đoàn người cũng không tiện lời mở miệng chất vấn. Và lại, xem kết quả bắt mạch của vị, thần y trẻ tuổi, này rồi nói sau. Trong phòng khách sạn môn thiết, tiêu phàm chỉ có nương theo tay mà bắt mạch, đơn giản dò xét một chút mạch hoàng đại bằng bây giờ thì có thể bắt tỉ mỉ hơn một chút bỏ qua chức vụ của hoàng đại bằng làm một thầy thuốc như thế nào cũng phải luôn có trách nhiệm với bệnh nhân bắt mạch một lát tiêu phàm ngẩng lên nói hoàng bí thư xin hãy há miệng ra hoàng đại bằng trước kia không biết tới kỹ thuật y học của tiêu phàm giờ phút này trong đầu ông cũng nửa tin nửa ngờ phần không tin chiếm ưu thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể phối hợp cho tốt dù sao lúc ăn cơm ở phòng riêng, tiêu phàm đã nhắc nhở ông, dường như đã đoán trước được sự việc. Tiêu phàm nhìn đầu lưới của Hoàng Đại Bằng, khẽ vuốt cầm nói. Hoàng Bí Thư, bát canh đó thực sự không nên uống. Tình hình của ngài hiện giờ, tuyệt đối không phải là chứng khí hư. Mấy ngày nay ngài dùng mấy loại thuốc nhân sâm, lộc nhung, cầu kỳ, hoàng kỳ, tắc kè cũng không ít đúng không? Chu Hiểu Thanh ở bên nói. Hình như đúng là những thuốc này phương thuốc này là do y sư tỉnh viện trung ương kê đơn chu hiểu thanh tự mình xem qua sao lại chỉ là giống như mà căn bản chính là mấy thứ thuốc đó hoàng đại bằng nhất thời ngây ngẩn cả người liệu sự như thần a không nhìn phương thuốc mà cũng biết là mình dùng thuốc gì tiêu phàm lắc đầu nói hoàng bí thư xem mạch của ngài thì tôi thấy thân thể ngài rất tốt một chút cũng không ngoa hoàn toàn không cần tới thuốc bổ gì cả phải chú ý ăn thực phẩm thanh đạm ăn nhiều rau quả một chút phương thuốc kia không cần uống tiếp nữa. Tục ngữ nói, Hoàng Liên chữa bệnh không công, nhân xâm ăn vào chết người vô tội, Hoàng Đại Bằng vội vàng nói. Nhưng tiêu trưởng phòng à, mấy ngày trước tôi quả thật thấy phập phòng không yên, hô hấp không thoải mái, tứ chi vô lực. Tiêu phàm cười nói, Hoàng Bí Thư, đó là do ngài hoạt động quá ít, lại ăn nhiều, bị bội thực thôi. Ăn ít một chút, ăn no 7-8 phần là được rồi. Bình thường hoạt động nhiều thì dĩ nhiên hô hấp sẽ thuận, tinh lực dồi dào. Hoàng Đại Bằng mở to hai mắt nói. Theo lời cậu nói thì tôi không bệnh sao? Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Vốn là không có bệnh, nhưng mấy ngày nay lại ăn bổ vậy, thành ra lại có chút bệnh. Tuy nhiên, Hoàng Bí Thư yên tâm, bệnh này không phải là không thuốc cứu chữa. Như vậy đi, tôi kê đơn này, ngài uống theo thuốc đó, uống hết hẳn sẽ có hiệu quả. Được được, mời cậu lập tức kê đơn đi, Hoàng Đại Bằng vội vàng nói liên thanh. Cơ bản, ông có chút không thở được tới mức khó chịu, Tiêu Phàm vừa tới, tinh thần lên không ít. Không ai biết trong lúc bắt mạch, Tiêu Phàm thuận tay truyền Hạo Nhiên chính khí vào mạch ông, làm bệnh tình của ông giảm bớt chút ít. Hoàng Đại Bằng chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy thứ khí công nội lực linh tinh, tất nhiên sẽ không biết gì về điều này. Thấy bộ dạng lão thần của Tiêu Phàm, lại có sự chỉ bảo trực tiếp của Hoàng Đại Bằng, thầy thuốc dáng cao liền lấy giấy bút đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vung bút sau đó đưa phương thuốc trở lại mọi người nhận phương thuốc lập tức mắt to mắt nhỏ trừng lên ngơ ngác nhìn nhau trên phương thuốc có vỏn vẹn hai vị thuốc sinh địa bằng sạc phèn chua cái này cũng quá đơn giản rồi phải không mặc dù trung y học có không ít phương thuốc chỉ có một vị thuốc nhưng mọi người cảm thấy phương thuốc chữa bệnh cho phó bí thư tỉnh ủy không thể đùa như vậy được phương thuốc đơn giản như vậy thật sự có chữa được bệnh này cho hoàng đại bằng hay không hơn nữa cũng không phải dược liệu quý báu gì. Đây là tiêu trưởng phòng đúng không? Kinh ngạc một chút, vị thầy thuốc cao cao ho khan một tiếng, nói với Tiêu Phàm. "Xin chào." Tiêu Phàm khẽ khom người hành lễ. "Xin chào, xin chào, tiêu trưởng phòng, tôi họ Từ, là phó viện trưởng bệnh viện nhân dân, chủ nhiệm khoa nội." "Xin chào từ viện trưởng." Tiêu Phàm nho nhã lễ độ đáp. "Xin chào tiêu trưởng phòng, tiêu trưởng phòng." bằng xa này đúng là dược vật thanh phế tiêu đàm, nhưng mấy năm nay ở Trung Y Lâm Sàng đã rất ít dùng rồi, từ viện trưởng châm trước tìm từ rất cẩn thận, vừa nói vừa đánh giá sắc mặt của tiêu phàm. Không rõ lai lịch vị tiêu trưởng phòng này nên từ viện trưởng cũng vô cùng cẩn thận chú ý, xem bộ dạng tiêu trưởng phòng, rệ hề hề, mà Hoàng Đại bằng đối với cậu ta rất khách khí, khẳng định không hề bình thường. Chỉ có điều việc liên quan tới sức khỏe Hoàng Bí Thư, từ viện trưởng cũng muốn đưa ra ý kiến của mình nói toạc móng heo ra chính là, bằng xa là nguyên liệu công nghiệp, chủ yếu dùng trong ngành sản xuất thủy tinh và tráng men. Có giá trị dược liệu, nhưng mấy năm gần đây chủ yếu dùng để bôi ngoài da, bình thường không dùng để uống. Thuốc có 3 phần độc. Hơn nữa, phương thuốc đơn giản vậy lại dùng để trị liệu cho đại lão tỉnh ủy cao cấp, có phải hơi khó coi một chút không? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 285.